Nhớ giúp chị nhé. Là chút nữa cả cái. Không ấy thì ghi lại cái số lượng đi. Để nát nữa đỡ phải hỏi lại chị, nó không bị xài cái máy nữa. 144 chị. Ừ. Cái gì đấy? 100. 100. Thì cái tổng 244 ok. Hiểu không? Ừ. Khánh Quyên nha, hello cả nhà. Sáng Thảo chia sẻ sao chết 8 cái lúc rồi đó. Chết 8 cái rồi, không lấy lại được. Vĩnh viễn luôn. Bà lên giúp em đi cả nhà ơi. Rồi cả nhà mình ai coi chấm bài lên giúp em đi cả nhà ơi, cả nhà ơi. Tiếp tục nha. Nên các chị mình mấy cái mẫu nẻ nẻ trước. Chào Quỳnh Trang nha. Rồi hello cả nhà. Lên hàng lẻ cho các chị mình vô đi ha. Nên hàng lẻ trước đi. Em chào chị Ngân Ngọc. Rồi khách nào lấy comment giùm em mẫu sọc này nha khách ơi. Mẫu sọc tay dài. Cái này của em là hàng nem. Size này của em là size dưới 60kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment sọc luôn giúp em nha mọi người ơi. Sọc. Cái size này của em là size dưới 60kg này. Rồi chị nào lấy comment giùm em 10.000 cho các chị mình đầu livestream nha. Cái rồi 10.000 cái áo sọc. Cái này áo len nhá. Áo len sọc 10.000. Ồ cái này quá dễ thương rồi. Rồi lên sọc giúp em sọc sọc 10.000. Có chị nào mình ở đây mình thích áo len tay dài không? Em share cho các chị đầu. Đó, đầu livestream dễ thương quá chừng luôn 10.000 chị Kim Hà. Đấy, chị 10.000 đi. Rồi khách nào lấy comment giùm em cái đầm kem này, đầm suông này. Dạ em chốt chị rồi nha. Rồi đầm kem. Đầm kem này cho các chị mình size khoảng dưới 50kg mặc vừa. Rồi khách nào đấy comment giùm em kem này. Kem này của em 19.000 này. Đó, đầm mặc nhà nha các chị.
Size này của em là 50-51kg. Rồi lên màu kem giúp em này. Đó, kem 15.000 cho các chị đi. Kem 15 tiền. Rồi khách nào lấy comment dùm em kem nha mọi người nhá. Kem 15.000. Rồi lên kem giúp em đi cả nhà mình ơi. Kem 15.000. Rồi cái này của em là cái đầm bông này. Đầm bông mango. Xinh lắm. Đầm cho bé nhá. Size này của em là size dưới 40kg mắc cổ. Rồi khách nào lấy đầm bông cho bé này các chị ơi. Em xem mẫu này 35.000 thôi. Khách nào lấy comment dùm em bông nha mọi người nhá. Bông 35.000. Size này của em là size cho bé khoảng 37-40kg. Rồi lên đầm bông giúp em mango á. Chào chị Thu Nguyễn nha. 35 tiền khách ơi. 35 tiền lên bông giúp em nha. Bông. Đây cái này của em là cái đầm công chúa cho bé. Đây đầm công chúa đẹp lắm mọi người ơi. Đấy. Cái này của em là size khoảng 4-5kg mắc vừa bông thôi chị Thi Nhã. 35.000. Rồi cái bông này của em là cho bé khoảng 40kg thôi. Rồi khách nào lấy đỏ cho đỏ dùm em đỏ nhá. Đỏ 35.000. Đó cái đầm này đầm công chúa cho bé này rất là xinh luôn nhá. Đó. Rồi lên đỏ giúp em nhá. Cái này 35-40kg này còn cái này 35.000. Lên đỏ đi mọi người ơi. Màu đỏ giúp em nhá. Màu đỏ dùm em đầm công chúa. Siêu xinh. Rồi cái đầm đen này khách nào lấy comment dùm em đen này. Đó. Đầm này form body rất là đẹp ha. Đen này size 50kg mắc vừa. Đen này size dưới 50kg mắc vừa. Cái nào lấy đen cho đen dùm em 20.000 cái đầm đen ha. Cái này cho các chị mình mặc được 2 giây á. Mình mặc đi tiệc cũng được, đi chơi cũng được này. Rồi lên màu đen giúp em đen 20. Hello Thủy Dung nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em đen 20 cả nhà ơi. Đen 20. Khách nào lấy comment dùm em màu đen 20.000 nha. Rồi cái áo len màu xám này khách nào lấy comment dùm em size này size 55kg mặc vừa. Lên xám giúp em thì sẽ có chị 10.000 cái áo này ha, áo len có túi. Rồi lên màu xám giúp em nha cả nhà mình ơi, xám 10 tiền, cổ tròn, tay cánh tiên rất là cưng ha mọi người. Rồi lên màu xám giúp em này. Đó, màu xám 10.000. Trời ơi ai bán cả 10.000 các chị. Rồi lên xám giúp em, xám 10.000 giúp em. Cái này của em là cái khoác nha mọi người. Cái khoác này của em là khoác có cái nón đằng sau size 55kg mặc vừa. Lên khoác giúp em, khoác 15.000 khoác nỉ này. Khoác 15.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhá. Đầm hoa còn màu khác không chị? Còn màu. Cái này có màu mà đúng không? Có màu nha Kim Thảo ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em khoác nha mọi người nha. Khoác 15 tiền. Em chào chị Nguyệt Na. Khách nào mình đang ít đơn mình gom đơn giúp em nha mọi người nhá. Đây khoác 15.000 đẹp quá chừng luôn nè. Đó. Size này của em là size 55kg này. Khoác lại có khuy cải. 15.000. Rồi lên khoác giúp em đi cả nhà mình ơi, khoác nha. Khoác cho xem đầm hoa đi chị. Rồi ok em lấy giúp cục đó đâu vậy Tâm? Kia hả? Kia cục kia không? Lấy đâu đi đứng ra coi chừng vào cái dây nha. Có màu cả nhà mình ơi. Đây đầm hoa đây. Xinh nha. Cái đầm này đằng sau đầm đẹp lắm. Đầm này đầm 89 tiền. Trời ơi bao xinh. Bao xinh nha mọi người ơi. Đầm này bao đẹp. Cái này mango á nha Kim Thảo nha. Đó, trời ơi, xinh lắm mọi người ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em hoa nhá. Cái này của em là eo 82 đổ về. Eo 82, 89.000 đầm mango, rất là xinh luôn. Đó, rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng. Đây, cái này mình sẽ cột cái nào đằng trước như vậy nè. Đó, ôi, nụa mango dây kéo phía sau. Size này của em là 57kg quay đầu nha mọi người nhá. 57kg, đầm hoa xòe. Đó, rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng này. Đây, cái này em kêu màu hồng nha. Màu hồng. Rồi cái này của em là màu tím. Đây, đẹp xỉu luôn khách ơi. Ồ, có 89.000 cái đầm mango, cưng lắm. Eo 82. Rồi, khách nào lấy comment dùm em bông tím. Cái mẫu này của mình thì nó sẽ cột cái dây đằng sau nha các chị nhá. Nó có cái dây kéo đằng sau á. Nên các chị mình mặc nó nói chung là rất là dễ. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu tím này. Đó, đẹp quá chừng luôn. 57kg. Rồi, lên tím nha. Kim Thảo lấy màu gì thì em lấy nha. Màu xanh này mới có màu đằng sau luôn. Đây màu đằng sau là cái màu này nè. Cái màu đằng sau là màu kem. Màu đằng sau là màu kem nha. Đây đẹp quá chừng nó phối bèo á. Xinh lắm. Đó cái màu đằng sau con tượng này. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu kem. Màu kem thích ơi. Đó 89.000 cái đầm mango. Xinh xỉu luôn. Cái này của em là màu ngọc nữa này. Ôi 5-6 màu. 5-6 màu nha cả nhà ha. Đó chị nào thích bông thì chốt liền đi các chị ơi. Đầm đẹp quá, mango đấy nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu ngọc này. Đằng sau mình có cột dây. Nên các chị mình eo nhỏ thì mình cột cái dây lại thôi nha mọi người nhá. Đó, khách nào lấy comment dùm em ngọc này. Rồi, mẫu hoa xòe đẹp quá trời luôn. Dài ngang bắp chân á, màu ngọc. Rồi lên màu ngọc giúp em nha cả nhà ha. Đó màu ngọc và cuối cùng là màu xanh rêu. Đây có màu xanh rêu nữa này khách này.
có màu xanh rêu ha. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu xanh rêu này, hoa nhí nhí không à mọi người ơi, hoa nhí nhí không à, đó đẹp quá trừng qua đất luôn. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu xanh rêu nhá. Đó Kim Thảo lấy màu thì chốt nha, tính ra nó 6-7 màu đấy chứ, màu quá trời màu luôn. Rồi khi nào lấy comment nhanh giúp em nha cả nhà mình ngồi. Màu xanh rêu, màu xanh rêu. Đây cái áo cho các anh thì em đang sale có 59.000 à. Khách ơi, sale có 59.000 thôi. Để chị nào hỏi em đang nút cần livestream chị nào hỏi em này. Đây, cái màu xám này size 3X này, size 75kg này. Rồi, có chị nào mình mua cho anh em ở nhà mình chốt liền giúp em ha. Em chào chị Tú Ngô Minh Cẩm nha. Rồi lên màu xám giúp em áo cá sấu, em đang sale áo này có 59.000, 75.000 em sale 59.000. Trời ơi, chốt nhanh đi các chị ơi. Cái này của em là size 3X. 3X này của em là còn 3 cái nha mọi người nha. Đây còn 3 cái này. Rồi khách nào lấy comment giùm em size 3X nha cả nhà mình ơi. Size này của em là size 75kg mặc vừa. Màu xám đó chị Kim Hà một cái này. Rồi 59.000 đó chị. Rồi em còn 2 xám nha mọi người ơi. Em còn 2 xám. Đấy. Rồi chốt cho chị Kim Hà. Cái đó 3X mà đúng không? Đây 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 đây. Chốt chị Kim Hà cái này này. Đó. Rồi cái size này nằm đâu ta? Đấy chị có size cái này nằm chỗ nào ta? Đo giúp chị cái eo coi. Cho nó đúng là một kiểu không? Ở đây có cái này là một tay đây này. Rồi cái màu nhạt này, màu xám nhạt này của em là size 3X luôn này chị Kim Hà có lấy này. Xám nhạt này size 3X nha. Có cái để size cái không em phải đo lại. Đây cái này 3X này. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xám nhạt L92. L92 thì đúng 3X rồi, đúng rồi L92 3X rồi. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xám nhạt. Xám nhạt 3X nha mọi người nha, xám nhạt 3X. Rồi khách nào lấy comment giùm em, trời ơi sale có 59.000 khách ơi. Size là dưới 75kg cho anh em nhá. Size dưới 75kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em xám nhạt nha mọi người nhé. Đây xám nhạt, xám nhạt. Rồi lên xám nhạt giúp em đi cả nhà mình ơi. Đấy màu xám nhạt có 1 cái, 2 cái chứ. Xám nhạt có 2 cái. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xám nhạt 3X. Rồi lên xám nhạt giúp em cả nhà mình ơi, sale 59.000. Sale 59.000, xám nhạt cho chị Kim Hà 3X. Rồi đúng rồi đó. Em còn một cái 3X nữa nha. Rồi cái này, màu trắng size LN là size dưới 68kg. Rồi lên màu trắng giúp em nhá. Trời ơi, áo thun cá sấu mà sale có 59.000 chốt đi cả nhà mình ơi. Nó còn rơi rớt ở đây còn ít à khách ơi. Rồi lên màu trắng giúp em nhá, màu trắng dưới 68kg. Áo có cổ, các anh em mặc đi chơi cũng được, đi tiệc cũng được nha mọi người nhá. Rồi lên trắng giúp em 59.000 cho chị Thạch Xanh. Đây, màu trắng. Hello chị Thạch Xanh. Rồi, màu xanh coban nha. Xanh thủ chốt đi cả nhà. Đấy, mỗi mẫu còn ít ít à. Rồi cái này của em là xanh coban. Cái này xanh mờ. Đây. Xanh coban này size dưới 65kg, anh em nào lấy chốt liền tay giúp em nhé. Màu xanh coban áo đẹp lắm các chị ơi. Rồi lên xanh coban giúp em. Xanh coban này em còn 4 cái. 4 cái size M là size 65kg. Có nghĩa là cho các anh em tầm 60-65kg đổ về thôi. Đó, khách nào lấy comment giùm em nhé. Dao động từ 60 và tối đa là 65kg. Rồi, lấy hết xanh cho chị thì xanh luôn. Đây, màu xanh này. Đó. Chị nào mình mua hàng này nhà em là biết hàng nó đẹp lắm khách ơi. Đây, cái này màu trắng. Đây, màu xám nhạt 3X cho chị Nguyễn Ngọc ạ. Dạ rồi. Rồi cái này trắng size M. Trắng size M còn cái nữ này khách ơi. Cái này size M nha. Size 65kg. À còn cái à? Bây giờ con kia là size N đúng không? Rồi lên màu trắng size M giúp em. Em còn 4 cái trắng size M. Là size dưới 65kg. Lên hết trắng đó chị Tịch xanh size M. Đây 1, 2, 3, 4. Đấy kiểu này kiểu. Rồi lên chị Tịch xanh. Rồi cái này của em là trắng size mã 1 giúp em, size LN nha, là size 65-68kg. Rồi lên mã 1 giúp em này, mã 1 này kiểu khác nha. Mã 1 này kiểu khác này. Rồi lên mã 1 giúp em nhá. Rồi, rồi lấy cho chị Thạch Xanh, tại vì khác mẫu nên em phải cầm lên. Rồi, vậy là trắng hết rồi. Trắng đã hết rồi mọi người ơi. Rồi, cái này của em là màu xanh ngọc. Đây, màu xanh ngọc. Cái nào lấy comment giùm em xanh ngọc 70kg. Xanh ngọc 70kg cho anh em, size này là size 2X. Rồi khách nào lấy comment giùm em size 2X. Em còn màu xanh ngọc thôi mọi người ơi. Đúng rồi, còn có xanh ngọc à. 2X em còn xanh ngọc nha, 70kg. Rồi có chị nào mình mua cho anh em ở nhà size 2X thì mình chốt liền tay giúp em, dài rộng đẹp. Trời ơi, có 59.000 thôi, có 59.000 thôi. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh ngọc nhá. Xanh ngọc này của em là 2X nha mọi người nhá. Xanh ngọc này của em 2X này. Rồi lên xanh ngọc giúp em này, bỏ qua giúp chị nha. Rồi lên xanh ngọc giúp em đi cả nhà mình ngồi. Màu xanh ngọc 2X. Rồi cái này của em là màu xanh lá 68kg. Đây, màu xanh lá còn xanh lá nữa này.
Rồi, màu ngọc cho Lan Thanh nhá. Rồi, chị Lan Thanh. Đây, rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh lá là size L này, size 68 kg. Rồi, nên màu xanh lá giúp em mọi người 59 nha. Rồi, khách nào lấy comment giùm em màu xanh lá nha khách ơi, màu xanh lá giúp em. Size này của em là size dưới 68 kg. Rồi, khách nào lấy comment giùm em này, xanh ngọc em còn nhá, em còn xanh lá nữa này mọi người. Xanh thủ chốt thì các chị ơi. Hết hàng rồi, mấy cái mẫu này. Rồi. Cái này của em là màu xám đậm. Rồi, khách nào lấy comment giùm em màu xám đậm này. Dạ rồi. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu xám đậm. Xám đậm này của em là size 65 kg. Rồi, lên màu xám đậm giúp em nha mọi người nha. Xám đậm size dưới 65 kg đẹp quá chừng luôn này. Đó. Rồi, lên xám đậm giúp em nha. Xám đậm size dưới 65 kg vừa. Rồi, lên xám đậm giúp em. Ồ, áo không có anh hết rồi hả cha. Ồ, cái đóng hết rồi. Rồi, lên xám đậm giúp em 59.000 chị Thi Nhã. Vậy là cái hàng 59.000 này em còn xám nhạt nữa thôi. Còn cái màu xanh xanh lá và còn màu xanh ngọc thì còn hai cục là hết rồi đúng không? Còn áo 59.000 hết rồi, hết nhanh vậy ta. Rồi, cái này của em là màu xám nhạt còn hai cái. Màu xám nhạt em còn hai cái. Cái này là size L, size dưới 68 kg, còn hai cái à? Còn đâu là hết rồi nha các chị nhá. Còn màu xanh ngọc với xanh lá 59.000 thôi hết rồi. Em còn hai cái xám nhạt này. Chị Thi Nhã có lấy xám nhạt luôn không? Cái này size L đẹp lắm. Đó, size này dưới 68 kg nhá, còn đúng hai cái, hàng 59 hết rồi các chị. Hàng 59.000 là bây giờ em còn hai cái xám nhạt này, còn đâu là còn xanh ngọc với màu xanh xanh lá không? Đó, chị nào lấy thì comment nhanh giúp em nhá mọi người ơi. Em làm gì đó? Đang ghi đó hả? À rồi phân đi. Rồi còn chị nào em chưa đưa cho chị em đang này mẫu rồi, xin lại quăng giúp chị cái. Xám nhạt chị Thi Nhã này em không nhìn comment hả em? Nhìn comment đi. Rồi cái này của em này. Rồi cái này của em là màu cà phê. Đây, màu cà phê khách ơi, mẫu này đẹp quá trời luôn. Rồi lên cà phê giúp em nhé. Đầm u mì. Size này của em là size dưới 57 kg, mặc vừa 75.000. Cái nào lấy comment giùm em cà phê đi khách ơi, cà phê giúp em nhé. Đẹp quá trời luôn này. Cối đá này. Rồi lên cà phê giúp em. Cà phê này đơn nha. Chị chốt gửi sớm dùm nha em. Dạ rồi. Thì bên em vẫn một ngày bán, một ngày chốt gửi đi mà các chị. Ví dụ mà hôm nay bán là chiều mai 4 giờ là xong hết rồi, shipper lấy hàng cho các chị á, ngày nào cũng vậy mà. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cà phê. Cà phê khách ơi, 75 tiền. Rồi lên cà phê giúp em nha. Rồi cái này của em là màu đỏ cam này, dễ thương. Đây, màu cam. Cam cũng đẹp quá chừng luôn này. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cam nhé. Quá xinh luôn, đầm u mì á các chị. Cái này đầm u mì nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cam. Màu cam, màu cam khách ơi. Màu cà phê, màu cam. Đó, 75.000. Rồi em về cho các chị được cái chai sữa tắm. Rồi, 1kg 2. 1kg 2, 1kg 2 khách ơi. Sữa tắm nha. Trời ơi, nó thơm. Nó thơm, dã man thơm. Màu cà phê chị Nguyễn Ngọc đâu rồi? 75.000, đây. Chị Nguyễn Ngọc có lấy màu cam không luôn á cả nhà ơi. Em có màu cam nữa nè. Em có màu cam cũng đẹp nè. Đó. Rồi, cái loại này của em là 1kg 2 nha mọi người nhá. Cái giá thị trường đang là bán 119.000 á. Hôm qua có úp hình cho các chị luôn nè. Đó. Rồi chị nào lấy sữa tắm thì comment giùm em. Rồi em gom được cho các chị có một thùng mà. Được có 20 mấy chai thôi, 65.000. 65.000 nha khách nha. Đó. Rồi chị nào mình hay xài cái loại này mình chốt liền tay giúp em này. Ôi, to lắm cả nhà mình ơi. Giá thị trường là 119.000 một chai á. Đó, chị nào lấy thì comment gom đơn kèm nha các chị nhá. 65.000. Đó, comment sữa tắm giúp em này, thơm kinh khủng luôn. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em nha. Đó, chai sữa tắm 65.000. Rồi, lên sữa tắm liền giúp em nha, loại 1kg 2, là loại rất là to luôn á. Đó, giá thị trường đang là 119.000 này. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhá, gom cho các chị được có một thùng thôi. Hai mấy chai à. Rồi khách nào lấy comment giùm em nha. Sữa tắm nha mọi người ơi. Có đầm 60kg không? Có chứ chị. Đầm 60kg em có chứ. Rồi chờ em xíu, bé nó đang soạn ở ngoài á. Hôm nay em có về cho các chị mình cái hàng bộ 80kg cũng có. Mà bé nó đang soạn ngoài chút xíu nên. Sữa tắm với chị Thu Hà. Lấy dùm chị một chai sữa tắm ngoài đó ấy, Thảo ơi. Trời ơi, rẻ quá trời, lấy đi các chị. Ôi, loại này trong siêu thị á. Họ bán là 119.000 đó mọi người. Bán 119.000 đó, nó thơm lắm luôn. Đó. Cái nào lấy comment giùm em nhá. Cái đát của nó là sử dụng đến cuối năm sau luôn á. Đây cái đát nó ở dưới này là các chị này. Đó, đến tận 2024 cơ. Đó, cái nào lấy comment giùm em thơm lắm. Trời ơi, nâu nâu mới có chốt đi các chị ơi.
Ồ, sang sale mãi mới được á. Chứ mình phải bỏ ra số tiền 119 ngàn. Rồi bây giờ có 65 ngàn. Có tội gì không đấy, các chị rất là thơm. Cái này dùng cho mọi loại da nha các chị nhá. Đó, chị nào mình xài cái loại này biết là trong siêu thị bán rất là nhiều luôn. Đó, 100 mấy. Ở đây cho chị Thu Hà này, có lại cho chị này. Đó. Em đầm đen sau lưng cho chị xem đầm đen nào nhỉ. Đây 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 đây, em có liền. Đây đây đây, cái màu đây. Cái thảo phụ thì chị lấy cái đầm đen cái. Cái màu nữa. Hả? Sao? Rồi, đây đầm đen, Thảo ơi lấy màu giúp chị đi à. Thảo ơi, hai chai sữa tắm chị Dung Dung. Dạ rồi. Trời ơi, lấy đi các chị ơi. Mang tiếng là nói là một thùng nhưng được có hai mấy chai. Hôm qua, hôm nay còn có bao nhiêu, 12 chai à? Hôm qua chị nào chốt rồi đó. Đây chị Dung Dung lấy hai chai này. Một ký hai. Một ký hai, loại rất là to nha các chị nha. Ôi, thơm lắm, thơm dã man, thơm luôn đó các chị ơi, lấy đi. Các chị, đây này, cho chị Dung Dung lấy hai chai này. Rồi, cái đầm này của em là đầm đen nha mọi người nhá. Thơm nhá. Ôi, thơm nước mũi luôn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em đầm đen này, em sẽ có màu. Size này size 60 kg. Em sẽ có một sữa tắm với chị Tú Ngô Minh Cẩm ạ. Dạ rồi, cho chị Tú Ngô Minh Cẩm đây. To quá trời luôn, to chả bá luôn. Đúng rồi. Rồi, cái này của em là màu. Cái gì nó cười quá trời. Này nó làm gì nó cười quá trời. Đầm hồng sau lưng bao nhiêu chị? Đầm hồng. Rồi, khách nào lấy comment dùm em nên cái đầm hồng phía sau giúp chị luôn nha. 99 ngàn. Đầm đằng sau 99 ngàn nhé. Đây. Có chị nào lấy sữa tắm nữa không mọi người ơi? Có chị nào lấy thì gom đơn giúp em nha. Ôi to thế nhờ. Ôi cái chai sữa tắm to quá trời to luôn đó mọi người. Xài đến hết năm thì hết. Rồi, xài bao giờ cho hết thiệt chứ. Xài mấy tháng luôn á. Rồi, khách nào lấy comment dùm em nhé. Đây đây, đây của em là có màu xanh đậu. Em có màu cam, size này size 60 kg. Chị nào hỏi ta. À, Hồ Phước con lấy thì chốt nha chị Hồ Phước ơi. Đây em có màu kem nữa. Cái này em có cái hình đẹp lắm. Rồi, màu hồng và màu đen. Đấy. Cái nào lấy comment dùm em size to nha các chị nha. Cái này của em là size to nhá, màu hồng này. Rồi màu đen. Đấy, có 4 màu. Cái nào lấy comment dùm em cái đầm này cho các chị mình đi tiệc đi chơi gì cũng được hết á. 99 ngàn. Rồi khách... Hả? À quên, 89 ngàn. Trời ơi, đây cứ cổ quá, cứ 99 ngàn không. Cái này đầm này của em có 89 ngàn thôi. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhá. Màu đen, ai đang hỏi cái đầm đằng sau em dối luôn trời. Rồi, em có màu đen này. Rồi em có màu hồng. Em có màu cam, em có màu xanh. 89 ngàn nhá. Đầm hồng eo 100 vừa không? Đầm hồng nào ta? Đầm đó eo bao nhiêu? Cái đó là eo 78 thôi, chị Thủy Tiên ơi, cái đó eo 78 mà. Đó, rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ, màu xanh nhá. Vừa nhá chị Kim Thanh, cái này thì vừa. Cái này thì ok, thoải mái. Tại vì cái này của em là thun này. Nó thun. Cho chị xem cái xanh đậu. Đây đây đây, xanh đậu đây chị. Xanh đậu đây. Đầm đẹp lắm luôn khách ơi. Size dưới 60 kg. Ôi sao cái xanh đậu này nó lại xòe em ơi. Cái xanh đậu này của em là xòe chứ không phải ôm nha mọi người nhá. Ồ, nó làm ở phần trên giống thôi. Ở dưới thì nó là xòe. Đẹp quá này, có một cái à khách ơi. Xanh đậu có một cái thôi. Cái kiểu này nó thiết kế giống cái màu mà em đang cầm lên cho các chị là body á. Rồi khách nào lấy comment dùm em xanh đậu này, 89 ngàn này các chị ơi. 89 ngàn cái đầm u mì đẹp quá trời của đất luôn. Đó. Cái này của em là màu cam nha mọi người ơi. Xanh cho chị Đoàn Thùy Duyên nha. Thùy Duyên lên địa chỉ giúp shop nha. Rồi, cái này của em có màu đen. Hai đỏ hai đen cho chị Thạch Xanh. Còn không em? Đây đầm này nè. Sao mày cứ đứng mày lơ tơ mơ thế nhở. Hai đỏ hai đen cho chị Thạch Xanh. Đây, không, hai đen. Có đỏ không? Hai đen đó. Mà quăng qua rồi không? Đỏ như đây nè. Đỏ hết. Đấy chị Thạch Xanh đây. Rồi. À, gì đây? Nào. Cam cho chị Bùi Kim Thanh. Rồi đây đây cái cam giúp chị cái 89 ngàn. Em có set vest nha chị Yên Phạm, chờ em xíu nha. Em chào chị Hoàng Hôn nha. Rồi em còn một cái đen. Cái gì đây? Rồi em còn một cái đen, đen còn không em? Đó còn chị đây. Em còn hai cái, ba cái đen và ba cái hồng. Đó. Rồi cảm ơn chị Thùy Duyên cho đầy đủ địa chỉ nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em. Em còn hai hồng và em còn hai đen. Size 60 kg nha. Size 60 kg Nguyên Thảo ơi, size 60 kg đầm đẹp lắm luôn. Cái này đầm chất u mì rất là xịn. Đây này để em sạc cho các chị coi cái hình. Cho các chị mình coi cái hình nha. Đấy, đẹp lắm. Trời ơi. Tại vì nhiều khi em không có thử đồ được. Em nên là nhiều mẫu nó đẹp lắm. Đây này, đây cái kiểu nó vậy này các chị này. Cái kiểu này hôm qua em úp hình là các chị mình hỏi em nhiều nhất luôn á. Đây, cái mẫu mình mặc lên nó sẽ như vậy nha. Nó dài lắm. Cái người mẫu người ta cao 1m6 mấy đó. Nó mặc như vậy này. Rồi khách nào lấy comment dùm em. Em còn hai cái hồng và hai cái đen. Cái này của em là size to, size 60 kg nha.
áo ngực em còn nhá, cái này size dưới 60 kg, chị nào lấy comment nhanh giúp em này. Trời ơi, cái đầm đẹp quá trời luôn. Chị Thạch Xanh có lấy thêm không? Cái đầm này to lắm. Cái đầm này to lắm. Cái gì ạ? Rồi, em còn 3 cái đen và em còn 3 hồng. Đó, mỗi này em còn 2 màu nha. Đó, khách nào lấy comment nhanh giúp em này. Sang quá trời luôn đó mọi người. Rồi, chỗ bán có 89 ngàn. Ôi, đáng nhớ đầm này em bán 99 ngàn nên mấy giờ quen miệng cứ 99 không? Ôi, bán 89 ngàn rẻ quá luôn đó trời. Không có chị Thủy Tiên cái em ơi. Rồi, đúng là 89 tiền. Quen miệng 99 ngàn hay không? Rồi, cái này của em là cái đầm chim tượng đây nha mọi người nha. Đây. Em sẽ có 3 màu. Màu vàng là có một cái duy nhất thôi, eo 80. Đó, một 3 cái đen nữa chị Thạch Xanh luôn. Chắc là hết luôn á. Rồi, đây mấy chị cả. Em còn 2 cái hồng. Em còn 2 cái hồng đây ạ. Đen hết rồi các chị ơi, đen hết rồi, không còn cái nào luôn hả? Hết sạch rồi các chị, chị Thạch Xanh lấy là hết rồi. Đây, vàng cho Bảo Ngọc, eo 80. Đó, cái này, cái đầm này của em là đầm 99 ngàn nha mọi người, chứ không phải 89 nha. Đây, cái này thì của em là 99 ngàn, xịn lắm. Vàng của Bảo Ngọc 99 ngàn này. Đó, rồi em có màu hồng nha, màu hồng ruốc. Eo 80 nha mọi người nha, hồng ruốc còn cái em? Hồng ruốc có không? Rồi, hồng ruốc này có một cái duy nhất thôi. À, có hai cái, đây, có một cái đằng sau, eo 80. Eo 80. Rồi, thế nào lấy comment dùm em hồng đẹp lắm cả nhà mình. Ôi, cái mẫu nó phải nói là nó xuất sắc luôn đó các chị. Các chị mình không lấy đầm này là tiếc lắm nha. Em bán có 99 ngàn thôi. Đầm xịn quá trời xịn luôn rồi, nó đâu rồi? Đây. Cái kiểu nó vậy này các chị này. Đó, dễ thương nha. Đó, kiểu nó vậy này. Đó, cái kiểu mà các chị đang chốt á, Bảo Ngọc mấy cả chị gì đang chốt á, đấy là nó là cái kiểu đầm này này. Đẹp quá trời quá đất luôn. Hồng với chị Thùy Duyên nha. Rồi bên lên màu đỏ như con tượng nha. Đây, đỏ như hình người mẫu mặc này. Đây. Đỏ này của em này eo 78. Trời ơi, đỏ là có xuất sắc không cả nhà mình ơi. Đỏ đẹp lắm. Có 99 ngàn thôi. Cái này của em có 2 size, eo 72 và eo 76. Chị nào mình lấy thì comment nhanh giúp em, có 2 size. Size S là 72, còn size M là eo 70. Size này còn size gì? Size M hả? SM thôi đúng không? Rồi, cái này của em là eo 76 nha mọi người nhá. Đấy. Rồi, khách nào lấy comment nhanh giúp em đi cả nhà mình ơi, 72 76. Đó, chị nào lấy thì comment nhanh giúp em nhá. Đó, đầm là giống người mẫu mặc nha cả nhà ha. Đẹp lắm. Trời ơi, cái đầm thiết kế dễ thương quá trời luôn các rồi. Đó, cái mẫu này. Đó, nó dài lắm nha mọi người nhá. Đó, khách nào lấy comment giùm em, nó gần như dạ hội luôn á. Rất là dễ thương luôn. Nên là chị em nào mình thích những cái mẫu dài là mình nên chốt, có 99 ngàn cái rồi. Ồ, đẹp xỉu luôn. Eo 80 thì cái này không phù chị ơi. Eo 80 thì Thùy Duyên cái 80 chị vô. Chứ còn cái đỏ này là không có eo 80. Cái này em có eo 72 và eo 74 thôi. Tại vì em còn có S size M à. Dạ, cái này của em là size 52 và 55 kg nha chị Nguyễn Thị Thía nha. Cái này 52, 55 kg à. Chứ nó không có size to. Dạ hồi hả? Đây. Rồi, cái này của em là cái dạ hội này khách ơi. Dạ hội 99 tiền. Đây, size L. Rồi, cái này dạ hội em còn 2 cái. Cái này của em là eo 80. Đây, khách nào lấy comment giùm em dạ hội nha. Ôi ôi, nó tha thướt luôn. Cái này của em là size L nha mọi người nhá. Đó, cái này thì eo 80. Rồi, khách nào lấy comment giùm em dạ hội em còn 2 cái. Cái này nó còn rớt lại 2 cái này. Rồi, khách nào lấy comment giùm em dạ hội nha mọi người ơi. Dạ hội 99 ngàn. Lấy 2 cái chị Thạch Xanh, 2 cái L luôn. Ờ. Đây, 2 cái L này. Rồi, cái này của em màu hồng. Hồng là size... size M thôi. Rồi, cái này hồng là hai cái size M nha mọi người nhá. Đó. Rồi lên hồng giúp em đo lại giúp chị cái size M cái. Đó. Đo lại giúp chị tại vì cái hồng này chị quên này. Rồi. 74. Hồng này của em là eo 74 size M mọi người ơi. Cái này size M là eo 74, tính ra là làm sai chuẩn. Tính ra là làm sai chuẩn như cái màu đỏ. Rồi, khách nào lấy comment giùm em. Cái này của em là còn hai cái size M, eo 74. Đó, chị nào mình eo 74 quay đầu thì mình lấy nha. Đó, là khoảng vào tầm 54 kg, khoảng 53-54 kg á. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu hồng này, đẹp quá trời luôn. Ôi, dễ thương lắm. Chị bà ngoại chị Tiên lấy cái lấy size bao nhiêu chị? ML. Rồi, cái này đen thì em còn 2 cái. Đen này em còn cái size M và size L đúng không? Rồi, đen này em còn 2 cái chị Thạch Xanh ơi. Rồi, khi nào lấy comment dùm em nha. Em còn cái size M và cái size L nha. Đó, khách nào lấy comment giùm em màu đen 99 nha. Còn hai cái dạ hội màu đen. Đó. Đó, nó rớt lại soạn chứ bữa hôm là các chị lấy hết rồi mà em tưởng nó là hàng ngắn.
Cái size nào đâu rồi ta? Đâu rồi? Cái này size M. Cái này size M. Cái trong bịch là size M. Rồi, cái này cho chị Bảo Ngọc một cái này. Còn là size M. Cái này còn cái size M á, chị Thạch Xanh ơi. Đen 86 chị lấy nhé. Dạ không được. Eo 86 không được chị. Làm sao được eo 86. Rồi, em còn cái màu đen size M thôi mọi người ơi. Đó. Size M là eo 76, eo 76. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé. Đây còn cái đẹp quá nhờ. Ồ, cái hàng bán có 99.000 rồi mọi người ơi. Bán có 99.000. Rồi khách nào lấy comment lên vết giúp chị luôn. Chưa soạn rồi. Chưa xong rồi. Xong rồi. Rồi còn cái mẫu nào soạn trước xong rồi không? Có cái nào soạn trước xong màu trắng không? Tại vì có chị hỏi đồ vét này, hôm qua có nhiều chị chưa mua được á. Rồi khách nào lấy comment dùm em đen size M nha. Có eo 76 dài. Rồi đây trắng dài đây, còn size gì báo giúp chị luôn. Rồi còn một size duy nhất thôi đúng không? Rồi đây màu trắng bộ vest này khách ơi, bộ vest 99.000. Có chị nào mình chưa mua hàng này bên em chốt liền tay nha. Dài còn đúng có một bộ duy nhất hả? Trời ơi, còn là bộ trắng duy nhất size M mọi người ơi. Đó, khách nào lấy comment nhanh giúp em nha. Cái này của em là eo 76. Size M eo 76 nha mọi người nha, to lắm. À, bộ dài nha, trắng 10 bộ chị Thạch Xanh. Có một bộ à? Dạ là còn có còn bộ à chị Thạch Xanh ơi, có 10. Không còn đủ 10 chị Thạch Xanh ơi, có bộ à. Rồi cái này đùi đọc sai giúp chị, màu trắng còn ít lắm. Rồi khách nào lấy comment dùm em trắng đùi nha. Đùi to lắm. Rồi cái này của em là còn hai cái size, 2M 2L. Hai cái size M và hai cái size L nha mọi người nhá. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em trắng đùi cộng size giúp em 99.000 bộ vest nha, cái đùi nha. Trắng còn có 4 bộ à, hết sạch rồi các chị. Trắng còn có 4 bộ thôi. Còn hai bộ size M và hai bộ size L nha mọi người. Khách nào lấy comment dùm em. Có chị nào mình thích trắng đùi không mọi người? Ồ, bộ vest này mắc tiền lắm mọi người ơi, hàng đẹp lắm. Đó, lưng là lưng cao nha các chị nhá. Đây lưng là lưng cao này. Đó. Em là cái bộ là em mặc size S mà các chị biết rồi, là cái bộ này nó rất là to nha. Bộ này to lắm. Khách nào lấy comment dùm em này, đó. Em còn 4 bộ màu trắng đùi. Khách nào lấy comment dùm em trắng nha, có màu khác không em? Dạ có chứ. Có chị. Đây, rồi bộ này còn hai bộ hả? Dài á. Hai bộ thôi đúng không? Rồi cam dài còn hai bộ size L nha. Đúng rồi, còn hai bộ size N, bữa hôm chị bán biết mà. Đúng rồi, size L này. Rồi gói lại mất công nó bụi hàng đó. Rồi, cái này của em là cam còn hai bộ size L. Cái này quần dài nha các chị nhá. Đó, dài em còn đúng hai bộ cam thôi, hết dài rồi đó các chị ơi. Đó. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu cam nhá, cam size L mọi người ơi. Đó, cam dài em còn hai bộ này, bộ vest này. Đó, trời có 99.000 rẻ quá trời có đất luôn mọi người. Đó, chị nào mình thích thì comment nhanh giúp em nha mọi người nhá. Màu cam. Đo lại giúp chị cái eo. Cái eo này là eo lưng cao nha mọi người nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu cam. Rồi, cái này của em là eo 80 hả? Rồi eo 80 mọi người ơi, màu cam này của em là eo 80. Em chốt cho chị Tiên Hoa. Chị Phương Anh có lấy thì chốt nha chị ơi. Rồi em còn một bộ kem. Dạ 65kg không vừa được. 65kg mình phải mặc size 2X nhưng mà em đã hết rồi. Qua em bán hết rồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cam eo 80. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cam nhá. Quần dài tay dài nha các chị ơi. Size M eo 74 không chị? Đúng rồi. Cái size M Yên Phạm mà eo 74 thì mình mặc size M là ok, vừa đẹp nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu kem nha. Dạ có 99.000 là chị Hương Tình ơi, chị có lấy không? Rồi còn bộ nè. Rồi. Dài hết rồi đó các chị ơi. Rồi cái màu đùi màu cà phê giúp đại bộ đi cho chị đi. Đây, đùi em còn màu cà phê, có 1X nha. 1X không à. Chị Yên Phạm là lấy màu gì nhưng mà mình lấy màu gì? Eo 80 là 60kg chị Nga, em sợ không vừa. Em sợ không vừa chị. Nếu mà 60kg là nếu nhiều chị có bụng làm phải mặc size 1X. Rồi, cái này của em cà phê nha, một đọc size giúp một chị size rồi. Một size duy nhất 1X hả? Rồi, đây. Chị Huỳnh Na lấy qua cái mẫu này giúp em đi, qua mẫu đùi đi. Cái này 60kg này, cái này 60kg nha. Rồi, khách nào lấy comment dùm em cà phê giúp em tay ngắn. Đấy, đẹp quá trời của đất không khách ơi. Còn một size duy nhất, size 60kg. Rồi, mình lên màu cà phê giúp em 99.000. 99.000, lấy giúp chị Huỳnh Na một bộ em ơi. Em vào muộn lúc nãy bộ dài có size M không? Bộ dài nào ta? Bộ dài đâu có size M hết rồi. Đâu còn bộ nào đâu, trắng hết rồi mà đúng không? Chị Thanh Xanh lấy rồi, đâu còn đó. Hết rồi nha, bộ dài chỉ còn size L thôi. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé. Màu này màu cà phê. Size này size 1X nha mọi người nha, bộ vest lưng cao. Đó, nè eo 8 mấy, đo lại giúp chị cái eo, bữa chị quên mất rồi.
Size 1X này eo to lắm. Rồi cái nào lấy comment giùm em cà phê nha. Cái này của em là eo 84. Eo 84 màu cà phê. Rồi khách nào lấy comment giùm em này 60kg thoải mái mặc nha. Rồi có khách nào lấy màu cà phê thì chốt liền giúp em này cả nhà mình ơi. Đẹp quá trời luôn. Ôi ơi có 99.000 là các chị ô có 99 tiền thôi. Rồi khách nào lấy comment giùm em cà phê nha mọi người nhé. Cà phê giúp em nha. Màu cà phê. Rồi đó một size duy nhất. Cái đó đùi. Rồi cái này cam đùi đây. Cam đùi nó có 3 size. L, 1X, 2X. Rồi cái này của em là có size L, N là nhỏ nhất, 1X và 2X. Đó, đây chị nào có lấy size 65kg chốt qua mẫu này giúp em. Cái này nó có đủ size nha, còn 3 size cho các chị luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em này, size L, N, size 1X và size 2X, 99.000 một bộ. Size 2X là dành cho các chị 65kg, size 1X là cho các chị 60kg và size L, N cho các chị mình 55-57kg. Đó, chị nào lấy comment nha. Đúng rồi, trời ơi, hả? Biết đào nhận được hàng rồi hả? Hàng xịn lắm mọi người ơi. Đó, khách nào lấy comment dùm em nha. Cho các chị bỏ ra số tiền chưa được 100.000. Sở hữu một cái set vest nó quá đẹp luôn á. Ngoài thị trường mấy cái form này bán 300 mấy một bộ nha các chị nha. Đây các chị nhìn cái form này, nó cắt tà đẹp lắm. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu kem nha mọi người nhá. Màu kem, kem cộng size giúp em. Cái này em còn 3 size và cũng còn ít à các chị ơi. Size nhỏ đen cho em. Màu đen đâu còn nữa hả em? Đem có size M không cho in phạm một bộ đi. Nhìn thấy cái bộ size M cho bạn một bộ. Cam size M thì đây cam thêm lấy size nhỏ nhất cho bạn này. Đây cho in phạm size nhỏ nhất đi. Một cam. Có đem không? Đem size M còn không cho bạn in phạm một bộ nữa. Còn thì mang ra nhé. In phạm lấy luôn cái bộ màu đen nhé. Màu đen có size M á, để vé nó soạn cho. Rồi cái này của em là màu hồng ruốc này. Cái này cái đầm nem nha các chị ơi, đầm nem tăm size 60kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng ruốc màu cà phê. Đó, cái này của em có 75.000 cái đầm nem thôi, đẹp xỉu luôn. Đen eo 84 em chưa soạn xong, bé nó Nubu quá nó chưa có soạn xong eo. Để chờ. Đây size M cho in phạm nhá. Đây in phạm lấy thêm một bộ đen nữa ha. Đây này. Đó, tại vì eo có 7 mấy à thì lấy size M là được rồi. Chứ mấy cái size to hơn thì mặc bị rộng. Rồi khách nào lấy comment dùm em cà phê màu hồng. Rồi khách nào lấy dùm em cà phê màu hồng khách ơi. Đây. Đấy, đầm này của em là có 75 tiền thôi. Quá rẻ luôn mọi người, quá rẻ luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhá. Màu hồng, màu cà phê. Cái này của em là đầm nem tăm. Đây này, cái mẫu đẹp lắm cả nhà. Đó, rất là dễ thương ha. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cà phê và màu hồng khách ơi. Cà phê và hồng giúp em nha. Trời ơi có 75.000, rẻ quá trời của đất luôn. Rồi lên cà phê màu hồng giúp em này. Bao đẹp, bao đẹp, bao đẹp. Đó để qua giúp chị luôn. Mất công này. Cà phê cho chị Thủy Tiên nha. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu hồng nữa nha cả nhà mình ơi. Màu hồng giúp em, cà phê và hồng. Rồi một cái đầm công chúa nữa này các chị, đầm công chúa nữa nha cả nhà mình ơi. Trời ơi quá đẹp luôn. Đây. Rồi, cái này của em là eo 70 nha mọi người nha. Đây khách nào lấy comment nhanh giúp em màu vàng cho có 75.000 cái đầm đẹp quá. Hôm nay có đồ đẹp mặc đồ trời ơi chúc mừng luôn. Và em nói là bữa hôm chị nào mình mua đồ vest không mua là tiếc lắm. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn. Vàng chị thì xanh 75.000. Vest còn màu nữa không chị? Còn màu đen bé đang soạn nha. Em còn cái vàng nữa này, em còn cái vàng nữa chị Thạch Xanh ơi, còn cái vàng nữa này. Đó 75 tiền này, đó có chị nào lấy thêm vàng không? Eo 70 cái này đầm công chúa nha, đẹp lắm, vải tơ đẹp lắm. Rồi cái này của em là màu đơm con màu thôi. Có hồng. Em còn một cái vàng nữa và cái hồng, cái đầm công chúa nha mọi người nha, đẹp quá trời. Ok chị Thạch Xanh 75.000. Vàng hết rồi chị Kim Kim ơi, em còn hồng. Ơi em còn hồng, em còn hồng. Ôi ôi đẹp lắm. Rồi khách nào lấy comment dùm em hồng cho chị Kim Kim. Đây màu hồng. Ê cái đầm công chúa còn không Thảo hả? Đầm tơ tơ á. Tầng tầng công chúa. Em bỏ hết đây rồi hả? Rồi nãy giờ nhìn muốn nói con mắt không biết nằm đoạn nào nữa đây chứ. Rồi cái này của em là màu đỏ nha mọi người ơi. Màu đỏ. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ nhá. Đỏ 89.000 size này size 57kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ này. Đầm u mì. Đầm u mì 89.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ sao càng ngày bị ngồi càng thụt xuống này. Trời ơi. Càng ngày càng bị thấp xuống mới ghê. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ khách ơi 89 tiền. Rồi lên đỏ giúp em nha cả nhà ha. Đỏ 89.000. Rồi cái này của em dạ hội. Cái này dạ hội nha mọi người. Đây.
Đó, trời ơi. Dạ hội này của em là eo 74. Rồi lên dạ hội giúp em nhé. Dạ hội 75 ngàn cho các chị đi. Dạ hội 75 ngàn. Em chào chị Hạnh Mai nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em dạ hội eo 74 75 ngàn. Rồi khách lấy comment dùm em dạ hội mọi người ơi. Dạ hội này. Đó, cái màu này màu cà phê đẹp quá trường luôn. 75 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em dạ hội nha. Màu cà phê và em có màu đỏ luôn mọi người. Em có màu đỏ luôn này. Đó, xuất sắc luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ. Đỏ này eo 70-72 nhá. Đỏ này eo 70-72. Rồi cái này đầm công chúa này, ngắn ngắn dễ thương này, 75 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ nhé khách ơi. Màu đỏ chị Kim Kim này, đó 75 ngàn. Rồi mẫu này của em là yếm nhá. Yếm cả nhà mình ơi. Đây, yếm này đẹp lắm luôn này. Đó. Rồi, khách nào lấy yếm comment yếm dùm em. Size này của em size 55, cái này đầm u mì. Em có yếm màu vàng và em có màu yếm màu cà phê, có hai cái. Rồi khách nào lấy comment dùm em vàng cà phê mọi người nhá. Đây, đẹp quá trường luôn này. Rồi, khách nào lấy comment dùm em vàng cà phê 65 ngàn các con, 65 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhá. Đây, lấy cái vàng thôi các chị ơi, cái cà phê nó bị thiếu á, nó bị thiếu mất cái khoen rồi. Em không thấy cái khoen ở đây này. Đó, lấy thì comment vàng nha, 65 ngàn. Rồi lên liền giúp em nha mọi người ơi. Rồi cái dạ hội này còn cái nữa này. Đó, chờ em xíu thôi. Nó còn đâu nữa. Rồi cái này của em màu mã 1 giúp em đi cả nhà mình ơi, mã 1 75 ngàn. Mã 1 75 ngàn, đầm công chúa nha. Đó, eo 72. Rồi lên mã 1 giúp em này, mã 1 75 ngàn, đẹp quá trời của đất luôn trời ơi. Rồi lên mã 1 giúp em đi cả nhà mình ơi, mã 1 75 ngàn. Mã 1 75 ngàn. Lên mã 1 giúp em nha cả nhà ha, mã 1. Mã 1 đó chị Thạch Xanh, có màu đen khách ơi. Đây có màu đen luôn ha. Trời ơi xuất sắc luôn. Rồi màu đen eo 72. Nên đen giúp em đi cả nhà mình ơi. Này cái này nó cổ độ này các chị này. Đó. Đen cho chị Kim Kim. Cà phê 65k yếm cho chị Thu Hà. Cà phê yếm. Đâu ta? Đâu rồi chị Quang đâu nhỉ? Nó Quang đây tức gì đâu nhỉ? Chị yếm đâu ta? Cà phê đâu ta? Với chị có một cái, hai cái đó mà chị nói là các chị đừng có lấy cái màu kia, một màu nó bị ấy á. Đâu ta? Cái cà phê đó nó bị thiếu mất cái dây rồi chị Thu Hà ơi, nên em không bán á. Nó bị cái thiếu cái dây bên hông rồi. Trời ơi áo ngực là rách, chút xíu em mới soạn được. Rồi cái này của em là màu đỏ thôi, màu đỏ này. Rồi đỏ 75 ngàn khách nha. Đỏ 75 ngàn eo 72 thôi. Rồi dạ hội màu đỏ. Rồi lên đỏ giúp em này, đỏ 75 tiền. Thảo ơi em vô đây em phụ chị đưa dùm chị cái cục này lên đi. Cái đó để từ từ cũng được, đỏ chị Kim Kim. Rồi cái này của em là màu hồng. Cái nào lấy hồng, chút hồng nữa dùm em này, màu hồng này. Đó. Rồi 240 ngàn đó mọi người. 240 ngàn này. Rồi lên hồng giúp em nhé, màu hồng, hồng 75 ngàn, eo 72. Hồng của chị Kim Kim. Rồi cái này của em là màu kem cổ độ giống màu đen chị Thạch Xanh lấy này. Đó. Rồi lên kem giúp em, kem 75 ngàn. Kem 75 ngàn, kem 75 ngàn. Rồi lên kem giúp em đi cả nhà mình ơi. Kem 75 ngàn nha khách nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em kem. Kem. Trời ơi con vàng này đẹp rực rỡ luôn này. Ôi sao đùng. Khách nào lấy comment dùm em kem nhá. Trời đang đăng hiện niên nha. Đây màu vàng tơ này khách ơi. Trời ơi đẹp khủng khiếp. Trời ơi khách nào lấy comment dùm em màu vàng nha cả nhà ha. Màu vàng tơ này. Rồi lên vàng giúp em nhá. Vàng giúp em vàng chị Thạch Xanh này 75 ngàn. To đẹp luôn. Cái này. Đây em coi phải không? Cái này khác nữa nha. Rồi cái này khác luôn mọi người ơi. Rồi cái này của em lên mã 1 giúp em, mã 1 này. Đó, mã 1 tầng. Rồi mã 1 tầng giúp em, lên mã 1 giúp em mọi người, đẹp quá trời ha. Ôi, rồi 75 ngàn. Lên mã 1 đi khách ơi. Mã 1 chị Kim Kim 75 ngàn. Rồi cái này của em màu đỏ nha mọi người nhá, màu đỏ. Đỏ khách ơi, đỏ này 75 ngàn. Đó, rồi lên màu đỏ giúp em này, dạ hội không đó các chị. Đỏ đó dạ hội không đó cả nhà. Rồi lên màu đỏ giúp em nha cả nhà ha, màu đỏ 75 ngàn. Màu đỏ giúp em mã 1 em hết ạ. Rồi cái này của em là màu cà phê này, có kết ngọc nha cả nhà ha. Đó, màu cà phê có kết ngọc ở cái phần tay áo mới cả đây này. Đó, rồi lên cà phê giúp em. Rồi cái này nó có tà dễ thương chưa. Rồi cà phê 75 ngàn. Cà phê 75 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em cà phê nha mọi người nhé. Dạo Kim Lý Phùng nha. Rồi cái này comment mã 2 giúp em mọi người. Mã 2. Rồi lên mã 2 giúp em này. Tơ hoa. Đẹp quá chừng luôn.
Rồi mã 2, mã 2 75 ngàn. Rồi lên mã 2 giúp em nhé, mã 2 75 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 2 chị Kim Kim. Rồi mã 2 em hết nha. Rồi cái này của em mã 3. Mã 3 75 ngàn. Đó, mã 3 xinh quá trời luôn. Cái này eo 70. Cái này eo 70 đầm công chúa mà. Đẹp quá này, 7 sắc cầu vòng. Mã 3 giúp em. Mã 3 giúp em đi cả nhà mình ơi. Mã 3 75 tiền. Nên mã 3 giúp em đi cả nhà ha. Mã 3 cho chị Kim Kim. Rồi cái này của em màu hồng. Đây còn cái hồng nữa này các chị này. Còn cái hồng em còn 2 hồng. Em còn 2 hồng nha. Đẹp quá trời của đất luôn. Ơi cái này nó khác hay sao ta? Có cái bông không? Khác nhau. Rồi lên hồng giúp em khách ơi. Hồng. Còn cái nữa này. Dạ hội á, tranh thủ chốt thì cả nhà mình ơi 75 ngàn. Rồi lên màu hồng giúp em nhá. Màu hồng 75 ngàn. Rồi khách nào lấy comment hồng giúp em đi cả nhà mình ơi. Màu hồng. Cái này kem này. Kem tơ. Trời ơi đẹp dã man đẹp luôn. Đây. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu kem. Kem này giống cái đỏ đó mọi người ơi. Cái này giống cái màu đỏ này. Rồi lên kem giúp em nhé, 75 ngàn. Một cái đầm siêu phẩm không. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu kem. Dạ yeah, đúng rồi, mấy cái form này công chúa thôi à, cho chị Thịt Xanh màu kem em ơi, 75 ngàn đó chị. Rồi cái này của em là mã 4 nha. Ôi ôi, mã 4 này đẹp dã man. Ôi ôi, đẹp quá trời luôn khách ơi. Ôi xuất sắc luôn. Còn cái dạ hội nói em còn mấy cái công chúa này không hết hả? Mã 4. Nãy giờ đồ đẹp mà toàn size nhỏ. Đúng rồi, mấy cái form này kiểu công chúa đó nên nó nhỏ nhỏ. Mã 4 chị Kim Kim. Rồi mã 4 chị Kim Kim. Mã 4 em hết nha. Rồi cái này của em là mã 5 này. Trời ơi cũng 240 ngàn. Đẹp ha các chị ơi, 240 ngàn này. Rồi lên mã 5 giúp em nha. Đây nó có cái bông ở đây này mọi người. Đó. Rồi lên mã 5 giúp em, đẹp lắm. Có ít à các chị ơi, không có nhiều đâu. Tranh thủ nha. Mã 5 giúp em. Mã 5 giúp em đi cả nhà mình ơi. Mã 5 có một cái. Mã 5 chị Kim Kim. Rồi mã 6 nha. Rồi đẹp rực rỡ luôn á. Đó. Rồi lên mã 6 giúp em nha mọi người nha. Mã 6. Ok mã 6 này của em nó bị tơ rồi. Ô, cái này em bỏ ra. Cái này nó bị tơ đằng kia rồi. Em chờ em xíu coi. Đây. Rồi cái này mà comment mã 6 giúp em này cả nhà mình ơi. Đây mã 6 này. Đó. Rồi lên mã 6 giúp em nha cả nhà ha. Mã 6. Rồi lên mã 6 còn cái này nữa này các chị ơi, mã 6 giúp em. Đó. 75 ngàn nha các chị nhá. Mã 6. Mã 6 dùm em khách ơi, mã 6 đẹp quá trời luôn. Đây cái này cái hồng. Còn cái hồng nữa này khách này. Đó, để em qua đầm khác nha. Cái này của em là màu hồng ruốc nha các chị. Đây. Siêu xịn mịn đẹp luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng ruốc nhá, màu hồng ruốc. Đó 75 ngàn. Rồi lên hồng ruốc dùm em đi khách ơi. Màu hồng ruốc giúp em nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng ruốc này, 75 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng ruốc nha cả nhà mình ơi. Cái đầm công chúa màu trắng đâu á Thảo ơi, của chị đâu á nhở. Rồi cái này của em là màu trắng này. Đây màu trắng này, đẹp quá trời luôn. Đó. Rồi lên màu trắng dùm em. Cái này nó có cái thắt cái dây eo này các chị này. Đó, nó có cái thắt eo đây này. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu trắng nha khách nha. Màu trắng 75 ngàn. Đó, mấy đầm công chúa xinh lắm cả nhà mình ơi. Rồi lên màu trắng dùm em này. Cái này của em là toàn là eo dưới 70-71 nha các chị nha. Lưu ý giúp em nha. Màu trắng giúp em. Cái này lên rồi này. Đó. Rồi màu đỏ có chị nào lấy không ạ? Đây màu đỏ này, đỏ xinh quá trời. Cái này màu đỏ này của em đỏ đôi nha mọi người nhá. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ này. Ôi ôi xuất sắc luôn khách ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ nhá. Màu đỏ 75 tiền. Lê Yến nha, bóc màu ra giúp chị cái. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ nha. Màu đỏ. Rồi cái hồng bi này đẹp quá trời luôn này khách ơi. Màu đỏ cho chị Kim Kim. Rồi cái này của em là màu hồng. Hồng 89 ngàn đầm u mì. Size này của em size 57kg này. Có kết ngọc ở đây này các chị này. Đó. 89 ngàn nha khách nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng. Hồng 89 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng đi cả nhà mình ơi. Hồng 89. Hồng 89 lên hồng giúp em đi cả nhà ha. Hồng 89 ngàn. Rồi cái này của em là comment mã 1 giúp em này. Đấy mã 1 75 tiền. Xuất sắc luôn. Đó. Rồi lên mã 1 giúp em cả nhà mình ơi. Mã 1 75 ngàn. Khách nào lấy comment dùm em mã 1 nha. Tầng nha các chị nha. Đó đầm tầng.
Rồi lên mã 1 giúp em đi cả nhà mình ơi. Mã 1. Mã 1 đó chị Thạch Xanh. Rồi cái này của em là mã 2. Cái này của em là mã 2 này. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em mã 2 nha khách ơi. Mã 2. Mấy cái đống đấy em ôm đằng sau á, quăng đằng sau luôn, nát em làm sao. Rồi đúng rồi. Cần chi mình cứ ngồi đây một đống nghe nó mệt. Quăng hết đằng sau á. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em mã 2 nha mọi người nhá. Mã 2. Mã 2 giúp em đi cả nhà mình ơi. Mã 2 75 tiền. Rồi lên mã 2 giúp em ạ. Mã 2, mã 2. Đây cái này đó này. Trời ơi xuất sắc luôn mọi người ơi, có bông. Đây cái này nó có cái bông ở đây này. Đó. Rồi lên đỏ giúp em nha các chị nha. Cái đầm này đi tiệc thì thôi quá xá đẹp luôn đó các chị. Rồi lên màu đỏ giúp em đi cả nhà mình ơi. Màu đỏ giùm em. Màu đỏ nha các nha. Màu đỏ giúp em ạ. Rồi cái này của em là màu màu hồng. Đây, đỏ chị Thạch Xanh. Rồi cái này của em hồng nha các chị nha. Màu hồng này, đó dễ thương. Có 75 ngàn cái đầm thôi. Rồi khi nào lấy comment dùm em hồng chào chị Phạm Thúy nha. Rồi lên hồng giúp em đi cả nhà mình ơi. Màu hồng, màu hồng, màu hồng. Rồi cái này của em là yếm trắng. Đây 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 đây. Còn mẫu này sáng có chị nào mình chưa lấy mẫu này không lấy tiếc nha các chị nha. Ồ nó đẹp dã man luôn. Rồi 300 mấy cái đầm á các chị ơi. Đó trời ơi xinh chưa. À, khách nào lấy comment dùm em màu trắng. Đầm này đầm đầm công chúa nha mọi người. Eo dưới 70. Eo dưới 70. Đẹp xỉu luôn. 75 tiền. Đó, các chị nhìn cái chất này. Đó. Rồi chị nhà chị nào mình có con gái là lên mua nha. Đầm đẹp quá. Trời ơi xuất sắc luôn. Eo dưới 70 các chị ha. Rồi khách nào lấy comment dùm em với chị Kim Kim 75 tiền. Đó. Có chị nào lấy trắng nữa không mọi người ơi. Có chị nào lấy trắng nữa comment trắng giúp em nha. Màu trắng 75 ngàn. À, đây này em còn xuất sắc luôn, đúng là nó còn một size luôn. À, chị nào lấy nữa thì comment nhanh giúp em này. Ô, đầm trắng chị Đỗ Nhuần này. Đỗ Nhuần em tưởng sáng chị có lấy rồi mà ta. Có. Cái trắng yếm đâu ta? Không mỗi cục này thôi. Hết rồi hả? Yếm rồi, yếm là cái hết rồi. Rồi có chị nào lấy thêm đầm trắng nữa thì comment giùm em yếm hết. Sáng em có mẫu yếm nó mà hết rồi. Rồi. Cái này của em là mã 1 giúp em nhé. Đây còn cái mã 1 nữa này cả nhà mình ơi. Rồi lên mã 1 giúp em nha. Mã 1, mã 1 75 tiền. Đó, đầm dạ hội nhá. Eo dưới 72. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 1 đẹp quá trời của đất luôn khách ơi. Rồi lên mã 1 giúp em đi cả nhà mình ơi. Mã 1, mã 1, mã 1 giúp em nhá. 75 ngàn. Rồi lên mã 1 dùm em này khách ơi. Mã 1 75 ngàn. Rồi mang đồ bộ đây chút chị đấy. Để thẳng sau đắng sau cũng được. Rồi bộ lên đây. Ngồi đến lần sờ mãi đang cần việc trong này mà. Ô oh, trời ơi, xếp thiết kế. Xếp thiết kế mọi người ơi. Trời ơi, cái xếp này đẹp xỉu trắng chị Hướng Thiện. Ơ, oh, rút dùm một cái đây này, đây này, đây này. Đằng sau cũng được nữa. Cho chị ngắm lại đầm trắng. Dạ rồi, đây đây đây. Chị Hướng Thiện này, đây đây, đây. Đẹp lắm luôn nha chị Đỗ Nhuần nha. Đầm này là siêu đẹp luôn. Trời ơi đầm công chúa thương lắm. Bởi vì em nói nhà chị nào mình có bé hoặc là những chị em nào mình mặc mặc size nhỏ vừa mình chốt đi. Đầm đẹp quá. Rồi dễ thương này. Đấy khi cần mà mua cái đầm này mấy trăm ngàn một cái á các chị ơi. Ra mấy cái đầm công chúa này mua 250 một cái chứ không có phải là ít tiền đâu. Cho xem lại mã 1. Mã 1 là cái kia đúng không. Đây 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 cái đó đúng không các chị. Rồi đó chị em nào lấy comment giùm em này. Đó trời ơi dễ thương. Cái này em còn 5 cái chị Kim Kim lấy thêm không. Đẹp quá. Còn 5 cái nữa là các chị này. Ồ xuất sắc luôn. Thêm trắng chị Kim Kim này. Đó. Rồi cái đầm mã 1 đây Trương Nguyễn nha. Đầm mã 1 là đầm đầm dạ hội nhá. Đây mã 1 đây. Xinh quá. Đó. Rồi thế nào lấy comment giùm em mã 1. Đây cái mẫu nó vậy này cả nhà. Trời ơi có 75 ngàn rẻ quá trời luôn. Đây mã 1 nó vậy này. Đó. Mã 1 là cái dạ hội nha. Dạ đúng rồi em còn có một kiểu mà chị. Chị Đỗ Nhân. Cái đó là em còn có một kiểu mà đâu có lệch được. Rồi có chị nào lấy comment dùm em mã 1 này. Đó mã 1 nha. Có áo sơ mi năm tay dài không chị. Áo sơ mi năm tay dài còn hàng nhá. Còn hàng nhá mọi người. Ô cái này nói gì đây. Chưa nên này. Đúng rồi cái đầm này chưa thấy này. Cắt ra. Đây sách đen. Rồi cả nhà mình ai lấy sách đen comment dùm em 75 ngàn. Ôi ôi nó đẹp dã man đẹp khách ơi. Ôi
Size này của em là size 55kg mắc vừa. Rồi lên set đen giúp em 75.000. Cái này của em nó có dây rút nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Rồi ơi, có 75.000 một set nè mọi người ơi. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu đen nhá, đen 75 tiền. Đẹp quá, quần dài. Mà cái này của em nó có dây kéo nè các chị này. Đó. Đó, nó có dây kéo nha. Đằng sau lưng thun và có dây kéo nữa. Màu đen cho Kiều Lan một bộ 75 tiền. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen đi các chị ơi, đen 75.000 nhá. Đó. Size này của em là size dưới 55kg, vải thì nó quá đẹp rồi. Mấy cái vải này thường thường em bán 99.000 này các chị này, bộ đẹp lắm. Đó. Quần suông nha các chị ha, quần ống suông. Rồi, cái áo nó rút dây như vậy này các chị này. Áo nó rút nha, nên có cái độ eo rất là đẹp luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen, đen 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em đen, em có màu đen, màu xanh đậu đây mọi người. Sáng các chị mình cứ màu xanh đậu là các chị chốt, không biết bộ các chị sao. Ờ, lên màu xanh đậu giúp em nha mọi người nha. Đây, xanh đậu đẹp lắm luôn các chị ơi. Đó, đằng sau là chạy thun nha, 5556kg đổ về mặt. Rồi lên xanh đậu giúp em này cả nhà mình ơi. Đó, 75.000, quá rẻ luôn. Rồi, khách nào lấy comment giùm em màu xanh đậu này cả nhà ơi. Màu xanh đậu, đậu đen cho Bình Ngân, vừa đậu vừa đen này. Đó, vừa đậu vừa đen này. Đây, đây, đậu đen đây. Đậu đen luôn. Rồi, cái này màu xanh đen. Màu xanh ná nha mọi người nhá. Đen em còn nha, đen em còn. Rồi lên màu xanh lá giúp em mọi người ơi, màu xanh lá giúp em này. Đó. Rút dây thoải mái luôn, 75 tiền. Ôi quá rẻ luôn các chị. Xuất sắc luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em này, màu xanh lá. Rồi, em có màu vàng bò nha mọi người nhá. Có màu vàng bò luôn các chị. Đây vàng bò đây. Áo rộng lắm, thoải mái. Nên đây nó có cái dây này các chị này. Đó, mình siết lại cái dây giúp em thôi. Đẹp xỉu luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu bò cho Huỳnh Ngân ha. Rồi hồng thuốc là chưa có nè. Rồi đây màu hồng ruốc nữa là cả nhà mình ơi. Đó, hồng ruốc nha. Rút dây nhỏ hay là to các chị mình rút cái dây lại thôi, xử lý rất là dễ luôn, form đẹp lắm, bao dễ thương. Màu ruốc có chị nào lấy nữa không mọi người ơi? Đó, màu ruốc có chị Huỳnh Ngân này, đó 75 tiền. Và màu ruốc. Trời ơi đỏ đẹp quá này Huỳnh Ngân này, đỏ, có đỏ này. Trời ơi đỏ đẹp xỉu luôn. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ nha mọi người nhá. Ôi cái bộ này đủ xước này. Đẹp quá trời, quá đất luôn khách ơi. Màu này của em giống như màu đỏ tím đó mọi người. Đẹp lắm, dạ 60kg không vừa được chị. Có sai. Sai đây chị đâu biết được. Không, em lên sai một ít trước đó. Màu đỏ, rồi cho chị Bích Loan. Đỏ, đỏ cho Huỳnh Ngân. Không, đỏ con gái là cái đó đỏ. À, ở ngoài hết luôn hả? Đúng rồi, em đem vô hết rồi, cái này có sao. À, thôi lấy đại đi, sao đâu. Nè, đỏ cho chị Huỳnh Ngân này. Rồi, cái này là còn. Cái này của em là sai 5 mấy kg. Em có sai nha, để chút xíu lên sau. Rồi, cái này của em màu kem. Có to chứ em, có to chứ. Rồi lên màu cam giúp em nhé, màu cam. Rồi khi nào lấy cam, thích cam luôn giùm em này, màu cam. Size này nó ít, bộ nhỏ này size ít. Rồi khi nào lấy comment giùm em cam. Cái này là cũng 1X rồi đó cả nhà. Cái này cũng 1X đó. Đó. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu cam, hồng cam. Hồng cam. Rồi cái này của em là màu xanh bơ. Rồi xanh bơ giúp em, cái size em đang lên là size 1X đấy mọi người nhá. Rồi lên màu xanh bơ giúp em này, đó 75.000. Xanh bơ 75.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em xanh bơ nha mọi người nha. Đống kia nhớ chị để riêng, nó đừng có đụng vào đấy chỗ đấy nhé. Có mấy cái dụng nữ. Này 2X. Rồi đây đỏ có 2X nè mọi người ơi. Đây 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 60kg. Đây 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 60kg này khách này. Đây 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 có 2X này. 2X có ít lắm. Có đỏ mấy cả đen nè. Đây đây 60kg đây chị. 60kg mình lấy size 2X giúp em nha. Không có size 3X. Có size 2X à? 3X luôn. Có 3X luôn hả? Ô nó mang nào đây. Rồi, đỏ là em có size 3X luôn mọi người ơi. 2X, 3X. Đang rút cái gì đó cha. Khách lấy kìa. Ủa? Ừ, đỏ 3X kìa. Đây, đỏ 3X rồi, lấy cho Huỳnh Ngân nha. Rồi, hết đỏ 3X. Đỏ 2X chị Thi Nhã, đây chắc. Đây, đỏ 2X chị Thi Nhã này. Đây, chị Thi Nhã này. Rồi, khách nào lấy, chị Huỳnh Ngân lấy cái size gì đó chị ơi. Đây, vậy em chốt cho chị Huỳnh Nam lấy cái size 2X đi ha. Đây, còn bộ là 2X này, đúng không? Còn bộ size 2X là hết này. Hết 3X rồi. Đây, em chốt hết. Đây, em chốt cho chị Huỳnh Nam một bộ 2X này. Rồi, cái này kem bao nhiêu X đây? 2X mấy luôn. Rồi, kem này em có 2X và 3X. Rồi, khách tự lấy nha mọi người nha. Kem này em có mấy bộ thôi. Rồi, kem này 2X, 3X này. Nên nhanh giúp em nha. Ôi, vải là chất đũi xước đẹp nha Trần Mai ơi. Bộ này em bán đẹp lắm. Dễ thương lắm. Cô em bán mấy cái set là 99.000 cái vải vậy nè.
Bài này bài gì ta, quên mất rồi. Kem 3X chị Hân Cao 75.000. Rồi chị Hân Cao này. Rồi khách nào lấy comment dùm em. Kem 2X 3X nha. Đấy các chị lấy size gì các chị lấy. Đó dễ thương quá trời luôn. Thoải mái, to đùng. Đây này, em đang cầm là cái bộ size 2X á. Cho chị Huỳnh Na lấy một bộ đi. Đây 2X đi. Các chị 60kg chắc chị vừa bộ này ấy nhỉ. Chị Huỳnh Na em lấy size 3X cho chị. Hả? 60kg. 60kg. Ừ, 60kg. 15 2X được rồi không? 3X sợ rộng quá hả? Rồi, à, đen 3X lấy cho em chưa Huỳnh Ngân? Rồi đây bây giờ mới lấy cho em này. Em lấy 3X hả? Rồi ok. Lấy cho em 3X nha. 15.000. Đó. Rồi 3X cho Huỳnh Ngân này. Rồi có chị nào lấy đen 2X 3X nha. Đen 2X 3X này cả nhà mình ơi. Trời ơi to đùng luôn. To đùng khủng khiếp luôn khách ơi. Huỳnh Ngân có lấy thêm không? Thêm màu đen đi. Đen dễ mặc. Đem 2X 3X nha cả nhà mình nhá. Đó, trời ơi dễ thương. Cái này em đang rút cái dây cho các chị nhìn thấy nhỏ đó. Cái này là em đang rút dây á, 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em, đem 2X 3X. Đem 3X cho chị Lý Kim Phùng, 3X em ơi còn không? Rồi đây chị Lý Kim Phùng. 75.000. 3X này. Đem 2X cho Huỳnh Ngân một bộ. Cho chị Huỳnh Ngân 75.000 này. Huỳnh Ngân này. Rồi đem 60kg chị Huỳnh Na rồi, 2X cho chị thôi. Ừ, 2X thôi. Còn được rồi. Rồi chị Huỳnh Na 75.000 này, 2X này. Đây 2X này. Đây chị Huỳnh Na. Chị Thúy Trương một bộ 60kg 2X được rồi. 60kg thôi. Quỳnh Trang này. Quỳnh Trang 2X này. Chị Thúy Trương 2X này. Quỳnh Trang này 2X này, 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhá. Đen này của em có 2X 3X nha mọi người nhá. To lắm. Đấy các chị mình nhắm mình mặc size gì thì mình lấy vừa tầm thôi các chị ơi. Chứ mất công lấy rộng quá lại mặc nó lại rộng dinh ra. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em nha. Đó cái size này của em là size em đang cầm là size size 2X là 60kg này. Đó, còn 3X thì nó nhỉnh size hơn xíu. Đó, chị nào mình không được cao á thì mình 60kg mình lấy size 2X thì cũng 3X cũng được. Rồi khách nào lấy comment giùm em đem 2X 3X nha. Vàng bò có size không? Có. Rồi, vàng bò 2X 3X. Rồi 2X 3X hai bộ rồi. Hai bộ. Đúng rồi. Rồi, vàng bò là em có size một bộ size 2X và đúng bộ rồi. Size 3X thôi, có hai bộ à không nhiều. Thôi. Đen 2X cho chị Ái Trâm Trương. Rồi bộ này luôn hả? Dạ. Đây rồi, đây rồi. 75.000. Kim Bill giúp chị này, chị Ái Trâm Trương. Cho kịp hả? Đây chị Ái Trâm Trương bộ này. Rồi đen 3X cho chị Huỳnh Ngân. À bò 3X. Em nói có một bộ đó. Có con bộ này. Cho Huỳnh Ngân này. 75.000 này. Là cho chị Huỳnh Ngân này. Vàng 3X hết nha. Có bộ này. Vàng 2X là cho chị Ái Trâm Trương luôn. Rồi đây đây, thế là đủ ha. Ái Trâm Trương có thêm bộ nữa này, 75.000. Vừa đen vừa vàng đúng không? Phải không ta? Đúng không? Vừa đen vừa vàng. Rồi hồng cũng vậy. Rồi, hai bộ à. Đây còn kiểu nữa là kiểu gì? Em nói có hai kiểu bên đây. Rồi, khách nào lấy comment giùm em hồng 2x 3x. Hồng 2x 3x cả nhà mình ơi, lên liền giúp em nhá, có hai bộ thôi. Hồng 3x cho chị Huỳnh Ngân. Đây cái này là mấy x đây? Đó 3x rồi. Đây 3x đây. Rồi 3x này. 15.000 chị Huỳnh Ngân này, 3x này. Rồi em còn một hồng 2x mọi người ơi. Em còn một hồng 2X nha. Cách nào lấy comment nhanh giúp em nha cả nhà ha. Hồng 2X. Hồng 2X, hồng 2X. Rồi cách nào lấy comment giùm em này. Còn bộ hồng 2X này. Đó. Hồng này có X có hai bộ ở cả nhà mình ơi. Rồi em qua form khác đó cả nhà mình ơi. Đó. Có chị nào lấy hồng 2X là size 60kg á. Hồng 2X là size 60kg nha mọi người nhá. Có chị nào mình lấy thêm không ạ? Lấy mấy màu kia rồi lấy thêm màu hồng đi cả nhà ơi. 75 tiền. Ôi rẻ quá trời có đất luôn. Rồi. Cái này kem cũng báo giúp chị luôn. 1 3x 2x. Kem này em có một bộ size 3x và hai bộ size 2x màu kem. Đó, khách nào lấy comment nhanh giúp em nha. Kem này em có một bộ size 3x. Kiều dạng chụp mẫu trên cái mặc áo gửi qua em nha. Rồi, ok ok, kem 3x cho chị Mai Dịu. Đây. Không 3x của chị Cẩm. Rồi rồi 3x đây. 3x cho chị Mai Dịu, cho chị cái bịch đi. Hồng. À hồng á hả? Hồng 3X em đâu có. À đây 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 đây. Có ai chốt không, chưa? Có đâu, có chị. À có chốt rồi hả? Rồi cái này em còn kem thôi chị Mai Dịu ơi. Em là còn 2X. Em còn kem 2X 3X nè. Không đó. 3X có một chốt mà chị. Ai chốt nhỉ? Lấy chị mới đọc. Không đó. Đọc nhầm á. Đọc nhầm. Rồi khi nào lấy comment giùm em nhé. Hồi em mù màu luôn. Rồi cái này của em màu có, xanh. Có rồi xanh đọc giúp size giúp chị đi. 2X 3X luôn. Rồi xanh này 2X 3X nha mọi người nhá. Xanh này 2X 3X cả nhà mình ơi. Đó, còn màu xanh thôi. Để qua form á các chị. Xanh này các em còn 2X và 3X nha. Đó, khách nào lấy comment nhanh giúp em màu xanh lá này đẹp chứ cả nhà. Xanh 3X cho Huỳnh Ngân nhá. Đây bộ này là size 2X này. Rồi 3X cho Huỳnh Ngân này.
15.000 này cho chị Hình Ngân này. Rồi có khách nào lấy nữa comment giùm em này. Màu xanh còn 3x không em? Rồi, cho chị Kim Lý Phùng. Rồi hết. Rồi hết 3x đúng không? 15.000. Rồi đây. Rồi, còn bộ 2x cho chị Ái Trâm Trương rồi hết luôn, cho chị cái bịch ấy, cho chị mượn cái bịch. Rồi hết rồi các chị ơi, hết rồi chị Loan Treo ơi. Cái này 2x rồi cho chị Ái Trâm Trương này 75.000 này. Đây chị Ái Trâm Trương. Rồi đúng rồi. Rồi, xanh bơ màu sai. Hãy bấy một thương mẫu. Rồi, xanh bơ là em có 2 bộ nha, 2x và 3x. Rồi còn màu cuối cùng, đúng không? Này lên hết màu rồi đó. Còn cái màu này 3x nè. Màu hồng nữa hả? Rồi khách nào lấy comment giùm em màu bơ. Màu bơ 2x 3x nha. Bơ bãi từ Hình Ngân này. Đâu, bơ bãi cho 5.000 chị Hình Ngân này. Rồi, em còn bộ 2x này khách ơi. Chị Loan Châu lấy chị nào mình bổ sung màu 2x giúp em nhé. Đây này, màu đẹp quá. 2x mọi người ơi, xanh bơ 2x của mẹ 75.000. Bơ 2x cho Ai Xinh Chuông. Đây cho chị mượn cái bịch đi. Cho chị mượn cái bịch đây. Bơ 2x này còn màu gì nữa em? Đây. Rồi, 2x chị Ái Trâm Trương. Rồi cái này của em là màu cam 3x. Cam 3x à? Có 3x thôi à? Đúng rồi. Rồi cam có 3x rồi mọi người ơi. Cam này có 3x thôi, có một bộ hả? Rồi cam có 3x, có một bộ cuối cùng này. Đó. Màu cam, cam 3x, cam 3x hết nha các chị nha. Cam 3x hết mẫu là qua mẫu khác. Rồi khách nào lấy comment dùm em cam 3x. Có chị nào lấy thích màu cam 3x thì lấy này. Đó. Cam 3x mọi người ơi, Hình Ngân lấy luôn cái size 3x này Hình Ngân ơi. Cam 3x có một bộ này. Cam 3x có một bộ. Rồi khách nào lấy comment dùm em cam bỏ ra ngoài cho chị này. Rồi cái này là gì đây? Vest hả? Cam bãi cho chị Kim Lý Phùng. Rồi hết luôn. Kim Lý Phùng. Cái đó 2x 2 bộ. Trời ơi má ơi nó đẹp quá. Ôi. Ôi bạn nào chốt được mấy cái bộ này là em chúc mừng luôn, size 2x luôn. Ôi ôi to đùng 62kg luôn nè. Ở cái phong này nó to lắm. Có tay nha 75.000. Trời ơi trên cho các chị 75.000 luôn. Trời ơi có tay. Đẹp kinh khủng là đẹp luôn. Rồi lên màu xanh giúp em này cho Huỳnh Ngân một bộ xanh này. Đấy chị Huỳnh Ngân này. Rồi thế nào lấy comment dùm em xanh to đùng luôn nha, có tay nha, 62-63kg nha. Rồi chị Thi Nhã bộ 75.000 này, đây đây có thể bỏ vô đi. Rồi, cho chị Thi Nhã. Rồi, cái này của em là màu, ôi, cái đấy khác kiểu hả em? Khác kiểu hả? Hết rồi, chốt nhanh. Rồi cái này màu bơ, bơ 60kg còn bộ nha, bơ 60kg, đẹp quá, bộ lẻ lẻ này. Rồi ơi, cái này 62kg cũng vừa này, to đùng. Rồi bơ này có một bộ nha mọi người nhá. Trời ơi đẹp quá trời luôn. Rồi màu bơ bán có 75 tiền à, trời ơi. Rồi lên bơ giúp em bơ này 2x này cho chị cái bịch này. Bơ này, bơ cho Huỳnh Ngân ha. Bơ Huỳnh Ngân này 75.000 này. Cho chị Huỳnh Ngân đâu, cái bao đâu. Nó để gần ăn đi. Rồi cái này màu ngọc có 2 bộ. Ngọc này em có 2 bộ nha. Đây, size này của em. Cái sao em? 1x 7x. Rồi ngọc là em có 1x và 3x. Ngọc là em có 1x và 3x nên ngọc giúp em nha, cái kiểu khác nha. Đấy em đang cầm là 1x quá. Đúng rồi. Em đang cầm là 1x này. Rồi lên ngọc giúp em kiểu khác nha. Ngọc 3x cho chị Tuyết Nga. Đây đây đây, 3x đây hả? Rồi cho chị Tuyết Nga 75.000 này. Rồi 3x này. Có 2x luôn. Rồi có 2x nha. Có 2x, 1x, 2x, 3x. Rồi khách nào lấy comment dùm em này, đẹp xỉu luôn khách ơi. 1x, 2x. À, ngọc 1 cho chị Ngọc Ái Trâm Trương. Đâu 1x đâu rồi? Chắc đây, chị đang cầm đây quá. Đây 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 đây. Đây. Có 3x rồi. 75.000. Ôi chị Ái Trâm Trương này. Ngọc 1x hết nha. Bây giờ em còn 2x cả mọi người. À đây 1x đây, 1x cho chị Hoàng Thị Dung, cho chị cái bịch cái. Cho chị cái bịch. Rồi còn 75.000. Em còn bộ 2x cho mọi người ơi, Hoàng Thị Dung được số 11 em ơi. Đây đây. Rồi em còn một bộ 2x nha các chị nhá. Em còn một bộ 2x thôi. Khách nào lấy thì comment nhanh giúp em là 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhá, 75.000 2x. Mẫu thì đẹp quá nhờ. Rồi em còn bộ ngọc size 2x thôi khách ơi, nên ngọc giúp em nha. Rồi đỏ lên size giúp em này. Rồi đỏ 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 cả nhà mình ơi. 2x 3x. Đỏ 1x 2x 3x. Không, không có 1x. Cái này 1x nè, cái này chị đang cầm là 1x này. Rồi cái này comment giùm em đỏ 1x 2x 3x nha. Rồi khi nào lấy comment giùm em này. À, xuất sắc luôn mọi. Đỏ 3x cho Huỳnh Ngân nhá. 3x này 75 tiền cho Huỳnh Ngân này. Đây Huỳnh Ngân này. Rồi khi nào lấy comment giùm em nhá. Đỏ 1x cho chị Ái Trâm Trương. Đây đỏ 1x đây 75.000. Rồi em còn một bộ bộ đỏ 2x và 3x nha mọi người nhá. Đây, em còn một đỏ 3x và một đỏ 2x. Đó. Khách nào lấy thì comment nhanh giúp em này, đẹp quá trời của đất luôn khách ơi. Bộ đũi đẹp, đũi xước đẹp. 3x eo bao nhiêu to lắm chị ơi. 3x này em nghĩ là phải eo 86 87 á, to lắm. Em thấy cái quần nó to lắm chị Tuyết Nga ơi. Rồi khách nào lấy comment nhưng mà cái form này kiểu nó co giãn á các chị mình vô tư chốt ok được. Rồi khách nào lấy comment giùm em này, đó, form rộng rộng không mà. Rồi đỏ nha.
còn mẫu có tay không chị thì cũng không biết nữa, chắc hết quá. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ 2x3x này, đỏ 2x3x nha, 75 tiền. Rồi khách nào lấy comment nhanh giúp em nha, cái này là gì đây, kem. Kem này 2x này. Kem 2x này khách ơi, kem 2x này. Hai bộ 2x. Tay có tay rồi to đúng. Kem ấy đi, xong chưa để chị làm cho. Thôi để đây chị làm cho còn mấy bộ này thôi đúng không? Em ra mấy đi. Rồi khách nào lấy comment giùm em kem nha, bộ còn nha mọi người nha, bộ còn, bộ mango size to. Rồi khách nào lấy comment giùm em kem. Kem này của em là size 2x này mọi người ơi, kem size 2x này. Khách nào lên kem giúp em nhá. Em còn 2 bộ size 2x thôi. Đó cả nhà ai lấy kem giúp kem giùm em 75.000. Ôi. Kem 75.000 size 2x. Rồi khách nào lấy kem 2x cho Huỳnh Ngân. Ngân này rồi kem. Rồi em ra mấy đi. Làm cho. Để đây chị làm cho. Ra mấy cái kia đi. Rồi cái này đỏ nha mọi người nha. Ui đỏ này vải đẹp quá nhờ. Rồi đỏ này size 2X nè. Đỏ này size 2X này, các chị nhìn cái chất vải này. Ủa nó dã man đẹp luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ 2X nha, to lắm. Đây này các chị thấy nó cái quần này. Ồ chả bá lửa luôn. Rồi đỏ 2X này em có một bộ duy nhất nha. Cái màu này của mình là màu đỏ sáng nha các chị nha, màu đỏ tươi á. Rồi khách nào lấy comment giùm em này, màu đỏ 2X. Đỏ 2X, đỏ 2X cả nhà mình ơi, cưng xỉu luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ, đỏ 2X nha cho chị Huỳnh Ngân này. Đó. Hồng 3X này Huỳnh Ngân ơi, hồng ruốc 3X nè. Hồng ruốc 3X nha, để em soạn cho các chị cái hàng mango 87-80kg, đẹp lắm. Rồi lên hồng 3X giúp em. Hồng này của em là hồng 3X. Rồi khách nào lấy comment giùm em hồng 3X nha mọi người nha. Hồng 3X này, đó, một bộ. Rồi cái này của em vàng 3X này, hồng 3X cho Huỳnh Ngân đây lấy giúp chị cái. Rồi, cái này của em là vàng 3X nha khách nha. Vàng bơ 3X. Đó. Ôi đẹp dã man khách ơi, 75.000. Cái này chất 65kg luôn á. Cái này của em vàng bơ 3X chất 65kg luôn á các chị. Rồi lên vàng bơ 3X này, vàng bơ 3X. Rồi em còn một bộ đen. Đen này của em là đen size 3X luôn, vàng bơ 3X. Rồi cái này của em là đen 3X luôn nhé mọi người nhé, 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em. Đen 3X em có một hai bộ 3X, một bộ 2X. Rồi khách nào lấy comment giùm em này, đen đẹp quá trời luôn. Đó, 75.000 thế thôi, to đùng. Chị nào mình có bụng thì mình lấy màu đen lên cũng đẹp quá cả nhà. Em thấy màu đen đẹp quá trường đẹp luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé. Đây để chung giúp chị cột ngang cái dây một cái là được rồi. Cho đỡ nhầm mẫu. Còn nhiêu đây này, cột lại giúp chị đây. Đó, cột đây. Đen 3X chị Loan Châu. Rồi 3X nha em. Em nhìn cái mạc giúp chị. Đúng không? Rồi. Vàng bơ 3X cho chị Cẩm Vân Trần Thi. Rồi ok. Đấy chị Loan Châu một bộ đen trước đi. Rồi qua mẫu nha mọi người nha. Chờ bé nó soạn cho em, nó mang vô cái đồ mango size to. Này đồ đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi cái này của em là màu kem. Bộ này eo 82 mango này. Đó chị nào lấy comment giùm em xếp váy nha, 65.000. Cái này của em eo 82 nụa mango xịn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu kem nha khách ơi, màu kem. Đây, kem này của em eo 82, bộ này bộ xếp váy eo 82 đẹp lắm, 65.000. Rồi lên màu kem giúp em nha mọi người nhé, xếp váy có quần bên trong. Nó có quần bên trong. Ủa Thảo ơi, sao em mấy cái kia thế đi. Em dọn cái chỗ này em đến. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu kem nha khách ơi, màu kem. Đây màu kem. Cái này xếp 65.000 nè khách ơi, mango nha. Cái áo đẹp quá chừng luôn này. Rồi lên kem giúp em nha, màu kem. Rồi, cái này của em là đầm u mì màu vàng. Đẹp quá trời của đất luôn khách ơi. Size này của em là size dưới 55kg mặc vô nha, đẹp chưa? Ôi ơi, 75 tiền. Rồi khách nào lấy comment vàng giúp em, vàng 75.000. Ôi size 55kg. Cái này đầm u mì nha các chị nhá, nó phối cái phần vai á, nó phối vải tơ, phối bông rất là đẹp luôn. Đó, chị em nào lấy comment giùm em có một cái này. Đó, vàng 75.000. Vàng 75.000 giúp em như cả nhà nhé. Vàng 75.000 lên vàng giúp em nha. Chào Hồng Nhu nha. Rồi lên vàng giúp em cả nhà mình ơi. Rồi đỏ, đỏ dạ hội này. Thế nào lấy đỏ chất đỏ lên giùm em nhé. Màu đỏ, đỏ dạ hội. Rồi lên màu đỏ giúp em đỏ 75.000. Đỏ 75.000. Khách nào lấy comment giùm em. Cái này của em này eo dưới 72. Eo dưới 72. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nhé. Đỏ 75.000. Rồi khách nào lấy comment đỏ luôn giúp em đi cả nhà mình ơi. Đỏ 75.000. Đỏ cho Tường Thi 75.000 đầm dạ hội nhé. Rồi cái này của em là màu hồng, khách nào lấy comment giùm em set hồng này. Đó, set hồng đẹp quá trời luôn. Đó, dây kéo phía sau. Rồi lên hồng giúp em, hồng 75.000 set váy.
Ôi cái này mà hè đi 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 biển đi du lịch đẹp lắm rồi mọi người. Ở lên set hồng giúp em nhé, váy đẹp hơn quần. Mấy cái set váy thì dễ mặc. Ở lên hồng giúp em nhé. Đó, hồng size dưới 54 kg, nên hồng giúp em vải xịn quá. Cái này cái chân váy 75.000. Rồi lên màu hồng giúp em mọi người ơi, màu hồng nha, hồng 75.000. Ở lên hồng giúp em này cả nhà. Màu hồng 75.000. Rồi lên hồng giúp em nha. Rồi cái này màu vàng. Vàng 75.000. Đó, đầm dạ hội. Khi nào lấy vàng chút vàng giùm em này. Đó, đằng sau cột dây xinh quá trời luôn. Rồi khi nào lấy comment giùm em vàng. Vàng 75.000 rồi, nên vàng liền giúp em nha. Vàng 75.000. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu màu vàng này. Đây có hồng cổ đổ nữa này, xinh quá chừng luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em bộ cam vải gì? Dạ cái đó của em bộ cam là vải mango nhá chị bà ngoại chị tin nhá. Cái đó là vải mango á. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng nhá, màu hồng. Màu hồng 75 tiền. Rồi khách nào lấy comment giùm em này, màu mấy cái đầm này dễ thương lắm cả nhà ơi. Đây cái này của em là cái gì đây? Cái này nó gì đây? Rồi cái này của em là màu màu đầm u mì. Đầm u mì màu cà phê 89.000, size 60 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu cà phê nha khách nha. Đây cái kiểu nó mặc vậy này. Size này của em là cao 60 kg, thấp 58 kg, giúp em 89.000. Đầm u mì nha. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé, màu màu cà phê 89.000. Cà phê này 89.000 này. Rồi khách nào lấy comment giùm em cà phê khách ơi. Cà phê liền giúp em nha, 89.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em cà phê này, cà phê 89.000. Cái này gì đây? Rồi cái đầm này của em là đầm màu vàng bò. Đây vàng bò đẹp quá trời luôn. Xuất sắc luôn. Vàng bò này của em là size 57 kg, mắc vừa lên vàng bò giúp em này 89.000 cái đầm. Đầm u mì. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu vàng bò nha khách nha. Vàng bò giúp em, vàng bò 89.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em vàng bò nha, 89.000 đẹp quá trời của đất luôn. Rồi lên vàng bò giúp em như cả nhà mình ơi, vàng bò. Rồi cái này của em là màu xanh coban. Xanh coban 75 tiền, đầm u mì, size 58 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh coban nha khách ơi. Màu xanh coban, màu xanh coban. Lấy comment nhanh giúp em này, màu xanh coban. Dễ thương quá trời luôn. Cái size chưa tắm của mình đâu, em lấy luôn cả mẫu của chị đi rồi hả? Rồi, cái chị em nào vào sau mình có bổ sung chai sữa tắm giúp em không cả nhà mình ơi, chai sữa tắm 1 ký 2. Sữa tắm nha, 1 ký 2 nha, dùng cho mọi loại da nha các chị nhá. Đó, săn sale về cho các chị. À, người ta bán 119.000, siêu thị bán 119, em bán các chị có 65.000 thôi. Có chị nào mình gom đơn thêm này, 1 ký 2. Đó, xài bao giờ cho nó hết các chị ơi. Đó, thơm lắm. Đó, chị nào mình xài cái thương hiệu này là biết rồi nha. Đó. À, 65.000. Thế nào lấy comment giùm em gom đơn sữa tắm giúp em nha mọi người nhé. Sữa tắm này. Đó. Ồ, thơm quá trời thơm luôn khách ơi. 1 ký 2 nha các chị nhé. Rồi lên sữa tắm giúp em nha. Đấy, cái này siêu thị bán nhiều lắm. Bán trăm mười mấy ngàn á. 1 ký 2 là trăm mười mấy ngàn. Có khách nào lấy comment giùm em sữa tắm nhé. Em gom cho các chị ít lắm mọi người. Gom ít lắm không nhiều đâu. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen. Chị nào vào sau mình chưa có coi cái hàng sữa tắm thì mình gom đơn nhé. Ở đen 75.000. Đen dạ hội 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen này khách ơi. Đen. Size này của em là size dưới 50-52 kg nhá, đen dạ hội. Rồi lên màu đen giúp em nhá, màu đen 75.000. Đen 75.000 giúp em. Rồi cái này của em là màu màu đỏ. Màu đỏ, khách nào lấy comment giùm em này. Đó, đỏ em còn cái nữa này cả nhà mình ơi. Màu đen, màu đỏ, màu đen, màu đỏ. Khách nào lấy thì comment nhanh giúp em nha. Có 75.000 cái đầm mà cung xỉu luôn. Đen đỏ giúp em nha. Màu đen, màu đỏ, màu hồng. Đây hồng này body rất là đẹp luôn này, 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng nha các chị nha. Màu hồng size 55 kg. Ôi chất u mì rất vai đẹp quá trời luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em, nó có phối bông ở đây nè các chị này. Rồi lên màu hồng giúp em nha cả nhà nha. Màu hồng size này của em là size dưới 55 kg, mắc vụ. Rồi hồng 75.000 thôi thôi. Nên màu hồng giúp em, sao nóng quá trời có đất vậy này trời. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng nha cả nhà mình ơi. Màu hồng 75.000. Rồi quăng vô đây giúp mình đi bạn ơi. Rồi cái này của em cái màu vàng. Vàng 75.000, có chị nào lấy thì comment giúp em này. Màu vàng này. Đây. Ôi còn chốt lại một cái.
màu vàng em còn rớt lại một cái, khách nào lấy comment dùm em màu vàng nha. Ôi đẹp quá, xá đẹp luôn mọi người ơi. Trời ơi cái vàng tơ này xuất sắc luôn, eo dưới 70 giúp em nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu vàng này, màu vàng 75.000, ôi siêu xịn luôn. Rồi khách nào lấy màu vàng chút vàng dùm em, đây set bộ là các chị chỉ có mê thôi, set bộ các chị nhìn chỉ có mê thôi, 95.000 bộ, đẹp kinh khủng luôn. Cái này hàng ăn đông nha các chị nha, cái này hàng ăn đông này. Đó, các chị mình tranh thủ chốt nha, nói chung nó không có nhiều quá cả nhà, nó không có nhiều đâu, bộ to đẹp lắm. Mango xịn này, à, rồi lên màu cam giúp em, trời ơi nhìn cái chất bộ này các chị ơi, nó đẹp dã man đẹp luôn. 95.000 bộ, size này của em size dưới 63kg mặc vừa, bộ dài nha các chị nha. Cái này bộ mango dài nha, hàng ăn đông. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu vàng ha các chị, màu vàng. Rồi lên vàng giúp em này, đó 95.000, size dưới 63kg. Rồi khách lấy vàng comment vàng luôn dùm em nhé, bông đẹp quá trời đẹp luôn này. Mango loại 1 luôn đó các chị ơi. Rồi cả nhà ai lấy comment dùm em màu vàng nha. Màu vàng. Ồ, toàn là size 2X, 3X0. Đó, đẹp quá trời luôn. Rồi cái này của em là bông màu kem giúp em đi cả nhà mình ơi, màu kem này. Ôi, kem cả nhà mình ơi, kem 65kg. Kem size dưới 65kg mặc vừa to đùng luôn các chị ơi, 95.000. Đó, quần dài nha cả nhà ha. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu kem nhé, màu kem, size dưới 65kg mặc vừa. Rồi cả nhà lấy kem giúp em dùm em, lấy bộ kem cho chị ạ. À, bà ngoại chị tên 95.000 này, đây 95.000 em. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé, đây màu kem, kem dưới 65kg. Kem size dưới 65kg, size 2X không ạ các chị ơi, to lắm. Rồi lên màu kem giúp em nhé, đó chị nào mình đang muốn kiếm cái hàng mà hàng ăn đông, hàng đẹp á, hàng 60-65kg chốt liền nha. Đây toàn 2X không à, đó đẹp quá trường luôn này. Rồi khách nào lấy comment dùm em nha, trời rớt như cái mạc ra trời. Rồi lên màu đen giúp em, đen 65kg, trời ơi một sữa tắm á chị Trần Thị Thu Trang. Đây, in hả, con trai à. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen, màu đen size dưới 65kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen. Ôi ôi bông 3D này các chị ơi, đẹp quá trời luôn. Cái gì á? Có người đó hả? Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen. Đen này của em là size dưới 65kg mặc vừa. Lên đen giúp em mọi người ơi. Đó có 95 một set đẹp lắm. Không phải bộ cam hỏi nãy á, là hỏi cam gì á chị? Là chị lấy bộ cam gì chứ? Chị hỏi nâu rồi mà, em đâu biết chị lấy bộ cam gì đâu. Sữa tắm với chị Nguyễn Bắc một chai. Ủa sao giỡn hiện ra? quay ha các chị. Ờ hèn chi nãy giờ em bán quá trời mà các chị giờ mới lên sữa tắm. Sữa tắm với chị Nguyễn Bắc này, to đùng. Bị lên chậm mà các chị. Trời ơi, quát lại cái máy đi em. Đây để em làm lại cái máy T-Bot cho nó lên nhanh nha các chị. Thôi chờ em xíu này. Nào. Khổ, bây giờ em qua mẫu quá trời các chị mới lên sữa tắm. Đây chờ em xíu. Lấy cái gì á? Cho em xíu nha cả nhà. Không có cũng vẫn nên của bà ngoại chị tin là đầu tiên mà. Xong đến Quỳnh Trang. Rồi, thế nào lấy comment chấm bài lên giúp em đi cả nhà mình ơi, chấm bài lên giúp em nha mọi người. Rồi màu đen giúp em mọi người ơi, 95.000 bộ mango. Đẹp quá trời, có đầm luôn em. Rồi cái nào lấy comment dùm em màu đen 95 tiền size dưới 65kg. Rồi đấy cái đầm á, ừ, quăng cái đầm. À đây nè. Rồi cái nào lấy comment dùm em màu đen mọi người ơi, màu đen 95 tiền size dưới 65kg vừa. Đẹp quá trời luôn. Ô trời ơi màu vàng. Màu vàng 60kg, khách nào lấy vàng chút vàng luôn dùm em nha. Màu vàng size dưới 60kg đẹp xỉu luôn. Rồi ơi chị nào thích xét bộ thì thôi đúng bài luôn các chị ơi, đẹp quá trời đẹp luôn này. Ờ khách nào lấy comment dùm em màu vàng nhá. Vàng này của em là size dưới 60kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em này, màu vàng này, đó màu vàng. 95.000, vàng 95.000 nha mọi người nhá. Cái bộ đỏ này size 3X, đỏ này size 3X này. Đó, rồi. Em có để em lên đầm cho các chị đầm cái đầm xem theo các chị là 59.000 to đùng.
Rồi lên bông đỏ giúp em. Bông đỏ này của em là size 65, 67 ký, size 3X. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nhá. Đỏ size 3X này. Size dưới 65 ký, trời ơi, bông 3D nhuộm mango xịn lắm mọi người. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nhá. Màu đỏ hết coi, màu đỏ. Rồi. Rồi màu đen. Màu đen hết ơi, màu đen này. Đấy. Trời ơi, đỏ cho chị Nguyễn Ngọc đâu rồi ta? 95.000. Rồi đen nha các chị ơi, đen này đen 2X, đen 2X này. Đó, trời ơi, đen này sang xỉu luôn mọi người. Ôi mấy cái hàng cái hàng mango này hàng xịn đó các chị mình lấy đi các chị ơi, tại vì mấy cái hàng này của em là hàng ăn đông, em săn về cho các chị chứ giá bên ngoài 250-270 một bộ cơ, hàng đẹp lắm. Đây là các chị này, mango xịn nha các chị nhá, chứ không mấy cái hàng thường đâu. Rồi trời ơi, bán tại có 95.000 cho các chị này, sang quá trời luôn. Rồi đen này size 2X dưới 62 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen nhá, màu đen 95.000. Đó có chị nào lấy thêm thì chốt liền giúp em này. Màu đen 95.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen nha. Đây sale cho các chị mình cái hàng này nữa này. Ôi ôi đầm maxi dài. Chốt nhanh nha mọi người. Rồi khách nào lấy comment giùm em sơ mi dưới 65 kg mặc vô. Một cái đầm như này thường thường các chị mình ra bên ngoài đầm maxi này 180-200 em bán các chị bao nhiêu? 59.000. Ôi ôi, lên sơ mi liền giúp em đầm này đầm maxi nha. Đen chị Hướng Thiện ạ, bộ đen đúng không ạ? Ờ 95.000 đó chị này. 95.000 đó chị Hướng Thiện. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé. Đầm maxi vàng. Nên maxi giúp em cả nhà mình ơi, 59.000 size dưới 65 kg. Rồi cả nhà mình lấy vàng trước, vàng luôn giùm em nha mọi người nhá, đầm vàng nhá. Size dưới 65 kg mặc vừa 59.000. Rồi cả nhà ai lấy vàng trước, vàng luôn giùm em khách ơi, màu vàng 59.000, đẹp lắm. Đầm xuất sắc luôn á các chị. Rồi, cái này của em là đầm màu tím này. Đây màu tím này, đầm sơ mi màu tím. Rồi, tím này của em là size dưới 60 kg nha các chị nha. Dễ thương ha. Đó, đằng sau nó có cái dây cột 75.000 mà em sale các chị 59 á. Vàng chị bằng ngoại chị tin 59.000. Rồi, khách nào lấy comment giùm em màu tím này. Đó. Tím này của em là size dưới 60 kg. Rồi lên tím giúp em đầm tha thướt có 59.000 thôi, lên tím nha mọi người. Tím 59. Tím 59 bữa trước có chị nào hỏi là lên đầm 59 theo đi. Biết chị nào ta? Bữa nay em thấy chị này. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu tím. Rồi cái này của em là sẽ là màu hồng. Đẹp xỉu luôn. Ồ cái bông này. Hồng này size dưới 60 kg mặc vô. Đây cái đầm vậy này các chị này. Trời ơi dài tha thước luôn. Nó có túi đằng sau có làm bảng thun cho các chị nha. Rồi khách nào lấy hồng chất hồng giùm em, quá đẹp quá xịn luôn. Đây này có túi này. Rồi lên màu hồng giúp em nha mọi người nhé, màu hồng. Màu hồng 59.000. Hồng 59.000. Rồi khách nào lấy hồng chất hồng giùm em mọi người ơi, hồng 59.000 đẹp quá. Chấm chấm bài lên giúp em nha. Hồng chị chốt cho Huỳnh Ngân 59.000 nha. Bỏ vào bao này này. Đó, bỏ bao ghi ngoài thôi. Hồng hết rồi. Rồi cái này của em là màu đen khách ơi. Màu đen 60 kg quay đầu, lên màu đen giúp em, đen 59.000. Hồng em hết ạ. Hồng em hết rồi hoa dừa ơi. Lên màu đen giúp em này, đó, đen 59.000. Đen. Cái này là của em là có vải mango, cái này mango á, đen chị Thi Nhã 59.000, mango á chị Hướng Thiện thôi. Đa phần là mango hết nha. Rồi cái này của em là bông đỏ giúp em này, bông đỏ. À cái này là cái zoom. Cái này là zoom size dưới 65 kg mặc vừa. Cái zoom này size to lắm này mọi người. Đen hết rồi. Rồi lên zoom giúp em, zoom size to 60-65 kg. Lên zoom giúp em nhé, zoom 59.000. Đấy chị nào mình thích zoom dài này. Đó. Zoom cho chị Thi Nhã này. Đó, zoom 59 tiền. Rồi cái này của em là màu vàng. Màu vàng khách ơi. Ồ xuất sắc. Cái này ngắn xinh. Rồi lên vàng giúp em. Vàng này của em là size 58 kg, vàng ngắn nhé. Cái này là vải vôn này các chị này. Đó. Rồi lên màu vàng giúp em nhé. Vàng size 58 kg, nó kim an nha. Rồi lên màu vàng giúp em. Màu vàng 59.000. Màu vàng 59 cho Huỳnh Ngân ha. 59.000. Rồi cái này của em là màu có hồng này Huỳnh Ngân ơi. Có hồng này em, cùng kiểu này. Hồng này size 60 kg. Thôi mấy cái này dễ mặc quá rồi. Đó. Rồi lên hồng giúp em, hồng 59.000. Hồng 59.000 size 60 kg. Rồi hồng đi mọi người, màu hồng 59.000.
Rồi khách nào lấy hồng chốt hồng với dùm em nhé, hồng 59 các cô, hồng 59. Rồi cái này của em là cà phê, giúp em này, cà phê. À cái này zoom nhá, cái này cái zoom, hồng với chị Thu Hà. Rồi cái này của em là cái zoom nha mọi người, mình rút dây ở đây này. Size này dưới 60kg thôi, 50-60kg vừa nha, nó có cái dây thắt eo đẹp lắm. Rồi khách nào lấy comment dùm em zoom này, đó, zoom giúp em nhá. À, zoom cho chị Huỳnh Ngân luôn 59 nha. Rồi cái đầm này của em là đầm màu xanh đen. Màu xanh đen khách ơi. Cái này là gì đây ta? Đây đây đây. Đầu đâu? Rồi xanh đen tay dài 60kg mọi người ơi. Màu xanh đen. Xanh đen size dưới 60kg vừa. Rồi lên xanh đen giúp em cho chị Huỳnh Ngân này. 59.000. Màu xanh đen. Rồi cái này của em comment cô Ban giúp em nha mọi người nha. Cô Ban 60kg này. Cô Ban size dưới 60kg. Rồi ôi, sale có 59.000 thôi. Đây, cái này nó sẽ ôm cái dưới cái chân ngực của mình như này, xanh đen em hết ạ. Cái này em còn cô Ban nha mọi người nha. Cô Ban mẫu đẹp lắm, 59.000. Rồi lên cô Ban giúp em đi mọi người ơi, màu cô Ban 59.000. Cô Ban 59.000 khách ơi, lên liền cô Ban giúp em nhé. Rồi cái này của em là cái gì đây? Cái này màu ôi cái này đỏ đẹp quá. Đây đỏ, cái này của em dung đỏ size 57kg. Dung đỏ giúp em nhé, dung đỏ 57kg đẹp xỉu luôn. Dung đỏ 59.000. Rồi lên dung đỏ giúp em mọi người ơi, dung đỏ 59.000. Cách lấy dung đỏ comment dùm em dung đỏ nha mọi người nhé, dung đỏ. Rồi cái này của em là màu cam 60kg. Cam size dưới 60kg. Cái nào lấy cam giúp cam lên dùm em này. Đó đằng sau nó chạy thun cho các chị ha, 59.000. Ừ, khách nào lấy comment dùm em màu cam. Có chị nào lấy dung đỏ thì comment dung đỏ giúp em nhé. Cái này màu cam, cam 59. Cam 59.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cam này. Cam 59. Ô cái dung đỏ đẹp quá trời các chị không lấy hả? Cái dung đỏ dễ thương quá trời luôn. Rồi cái này của em cái dung bông 65kg nên bông giúp em này. Rồi cái này cũng có dung nha nhưng mà to. Bông này 65kg, 60-65kg này. Rồi lên bông giúp em 59.000. Bông 59.000. À, khách nào lấy comment dùm em bông nha mọi người ơi. Bông 59.000 size dưới 65kg. Rồi lên bông cho Huỳnh Ngân ha. Rồi cái này của em cái đầm beo. Ôi ôi beo 60kg. Ôi nhanh còn chậm hết, cái này đẹp quá. Ôi cái này là quá siêu phẩm luôn này. Beo nhìn cái màu đấy cưng ha. Beo 59.000. Rồi lên beo giúp em đi mọi người ơi. Beo, 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 beo. Beo 59.000. Size dưới 60kg. Rồi cả nhà lấy beo ha, beo cho chị Thu Hà. Rồi cái này của em là màu hồng. Hồng này của em là size dưới 60kg, màu hồng trơn đẹp quá trừng luôn. À, hồng này size 60kg vô. Rồi lên hồng giúp em nhé, hồng 59.000. Hồng 59.000 size 60kg. Rồi lên hồng giúp em đi cả nhà mình ơi, màu hồng. Hồng 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 size 60kg vô. Rồi cái này màu đen này, hồng với hình ngân ha. Ờ đen đen đen. Đen này của em 57kg. Đen này 57kg, 59.000. Màu đen giúp em này. Đó, đen đen. Đen này một màu. Em cứ gấp đôi lại thôi. Ừ, em không cần gọi đâu. Nào các chị nào lấy thì mình. Ờ đen 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 59.000 size 57kg để nát có một cái gì bỏ qua đây cho Thảo xếp cho. Đó là mấy cái đó đó, quăng vô đây để nát thôi. Rồi khách nào lấy đen cứ đen giùm em này, màu đen. Rồi cái này của em hoa vàng van này. Đây, cái này cái van nha. Rồi hoa vàng 60kg khách ơi. Hồng maxi dài. Hồng hết rồi, em còn đen nè. Rồi lên hoa vàng giúp em nhé. Hoa vàng 60kg, cái này 7V, to đùng luôn. Đó. Hoa vàng nhí này, 59. Lên hoa vàng giúp em. Hoa vàng của Huỳnh Ngân. Cái này của em là màu cà phê, giúp ra giúp chị đi. Bỏ màu ra giúp chị. Rồi cà phê giúp em nha mọi người. Hoa vàng hết rồi các chị. Rồi lên cà phê giúp em có túi. Cà phê này có túi này, 60kg. Rồi lên cà phê giúp em nhé, cà phê 59.000. Cà phê 59.000. Rồi lên cà phê giúp em nha mọi người ơi, cà phê 59.000. Rồi khách nào lấy cà phê chị Thu Hà. Rồi cái này của em là màu hồng giúp em này. Đây hồng. Rồi lên hồng giúp em, hồng size dưới 60kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em hồng nha, cà phê em hết hút đi em. À, chút chị sao chị đưa cho em để em bỏ ra chị mà em cứ ngồi em nhìn lắm gì á. Hồng size 60kg nên hồng giúp em này khách ơi, màu hồng nhá. Cái này nó nhúng nhúng đằng trước này, con sâu dễ thương này. Hồng 59.000.
Rồi lên màu hồng giúp em nha mọi người nhé. Màu hồng. Màu hồng 59.000. Rồi khách lấy hồng comment hồng luôn giúp em đi mọi người ơi. Rồi cái này comment hoa nhí giúp em nhé. Hoa nhí dài tha thướt luôn. Đó. Rồi khách nào lấy comment thì em hoa nhí này, dây kéo phía sau. Tất cả đều có dây kéo hết nha mọi người. Đó. Đây này, có bảng thun mà có dây kéo luôn. Hoa nhí. Rồi cái đấy của em là hoa nhí nha mọi người nha. Hoa nhí 59.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em hoa nhí mọi người ơi. Hoa nhí giúp em. Rồi cái này của em là màu đen. Màu đen. Đó. Đen 60kg này, cả nhà ai lấy thì comment giùm em màu đen nhá. Rồi lên đen giúp em là 60-62kg. Xếp vết còn không Minh? Dạ còn á chị. Còn á chị. Rồi đen 62kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen nhá. Màu đen 59.000. Nên đen giúp em. Rồi cái này comment mã 1 giúp em này, mã 1 60kg cưng chỉ luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em mã 1 nó có nhúng thun, mấy cái đầm này đầm dài ấy nha cả nhà ha. Rồi lên mã 1 giúp em này, mã 1 60kg. Mã 1 60kg. Nên mã 1 giúp em 59 tiền. Mã 1 59 tiền. Rồi khách nào lấy comment giùm em mã 1. Rồi cái này của em comment đỏ, cái zoom đỏ này. Khách nào lấy comment giùm em zoom mã 1 chị Thanh Hà. Em ơi, mấy cái đằng sau này, này. Em cột sơ em mang vứt ra ngoài giúp chị. Ở khu vực kia tại vì nó bị rơm nữa, nó còn để gần họ mình không nhớ. Đó có mấy cái chị quăng đấy đó. Làm đi, còn mấy cái này để chị làm cho. Rồi cái này zoom với chị Thi Nhã 59 tiền. Mã 1 hết. Rồi, cái này của em là màu xanh coban. Xanh coban này đẹp lắm mọi người ơi, cái này dễ thương lắm nha. Đây này. Ồ mẫu này cưng xỉu luôn, size 60 kg. Có mấy cái đấy á, ừ, chị quăng không có luôn. Ở ngoài luôn. Ở đó. Cùng với cái ở đấy cái tua rô đó. Nó để bên ngoài đỡ phải đụng tới. Ừ. Không chú cứ để đấy được. Rồi khi nào lấy comment giùm em xanh coban. Dưới 65 kg mặc vừa, 60 65 kg. Rồi lên xanh coban giúp em nha mọi người nhá, 59.000. Xanh coban 59.000. Ở đây mấy cái đấy chị con nè nè. Ừ đúng rồi đó. Con để riêng. Ê vì khi mà có kim nạ giúp chị. Ừ đúng rồi. Nó đỡ. Rồi cái này bông giúp em bông 60 kg. Ôi trời ơi cái bông van này đẹp quá. Đây này này này. Bông này dễ thương này các chị ơi, đẹp vai nha. Ôi đẹp quá. Xanh coban cho Thùy Duyên ạ. À. Rồi khách nào lấy comment giùm em bông nhá. Bông size dưới 60 kg bông đỏ. Bông đỏ giúp em này, bông đỏ 59 tiền. Bông đỏ 59 tiền, sale rẻ quá khách ơi, 75.000 á. Trời ơi, sao các chị mình có 59.000 à. Bữa giờ các chị hỏi em cái đầm này nhiều lắm nè. Chào chị Vĩnh Cơ nha. Rồi cái này của em là màu xanh nhá, màu xanh này xanh đậu. Xanh đậu giúp em. Xanh đậu Babydoll dưới 60kg mặc vừa, lên xanh đậu giúp em này 59.000. Màu xanh, cái bơ à? Comment bơ luôn hả? À? Nó Bình Ngân này. Rồi cái này của em là màu xanh đen nha mọi người nhá, màu xanh đen. Rồi cái này của em xanh đen size dưới 60kg này. Tất cả làm thun mà bên em là có dây kéo hết. Đó, các chị nên các chị yên tâm nó to lắm. Ờ xanh đen dây kéo không mà. Này, thun ở eo này, đó. Xanh đen giúp em nha. Xanh đen 59.000. Rồi lên xanh đen giúp em đi cả nhà mình ơi, xanh đen 59.000. Rồi lên xanh đen giúp em nhé. Rồi cái này của em là đây này, màu hồng giúp em, hồng 60kg. Hồng 60kg mặc vừa. Ờ cái nào lấy hồng chất hồng cũng giùm em này. Đó, đẹp xỉu luôn. Size này của em là size dưới 60kg. Rồi lên hồng giúp em nhé, hồng 59.000. Hồng 59.000, thế ơi lên hồng giúp em nhé. Ồ đồ này cái gì cũng đẹp. Đồ này cái gì cũng đẹp. Nên hồng giúp em, hồng với chị Thu Hà. Rồi cái này màu cà phê giúp em, cà phê 60kg nha. Cà phê size dưới 60kg. Rồi lên màu cà phê giúp em nhé. Cà phê size dưới 60kg 59.000. Cà phê 59.000. Rồi lên cà phê giúp em đi cả nhà mình ơi. Ô cái vàng. Trời ơi vàng đẹp xỉu, nhanh còn chậm hết 65kg. Cà phê cho chị Kim Mỹ Phùng. Rồi khi nào lấy comment dùm em vàng 60-65kg này. Đẹp xỉu luôn cả nhà mình ơi. Trời ơi đẹp quá. Nên vàng giúp em nhé, vàng 59.000, vàng chị Thiên Nhã. Rồi cái này của em là màu đỏ nhá. Đỏ này của em là size dưới 60kg. Đỏ này của em là size dưới 60kg mặc vừa. Rồi lên đỏ giúp em này. Đó, toàn là hoa to to. Mặc lên nó vậy này các chị này. Đó, đỏ thì tốt cho Huỳnh Ngân. Cái bao Huỳnh Ngân đâu, bỏ gần đây. Bỏ gần đây chị lấy cho. Vàng hết rồi, cái này là gì đây? Ô, cái này hoa nhí dễ thương. Đây 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 đây. Lên hoa nhí giúp em mọi người ơi. Hoa nhí. Trời ơi đẹp quá, chừng như này 60kg. 60 63kg luôn á, to lắm mọi người.
Rồi khi nào lấy comment giùm em hoa nhí nhá, nhanh còn chậm hết, cái này đẹp quá này, nó phối trắng đẹp ghê luôn. Hoa nhí giúp em nhé, hoa nhí 59 nhỉ. Hoa nhí 59 nhỉ. Rồi khách nào lấy comment giùm em hoa nhí nhá. Rồi cái này của em là màu xanh coban 65 kg. Hoa nhí chốt cho chị Thu Hà 59 nhỉ. Rồi cái này của em là màu xanh coban dưới 65 kg mặc vừa. Hoa nhí hết rồi Thùy Duyên ơi. Chị Thùy Duyên nên có địa chỉ cho em ấy. Nãy giờ mua mà có chưa? 8 giờ có thông tin không? À có rồi. Rồi xanh coban này của em là 60-65 kg nên xanh coban giúp em nhé. Xanh coban. Rồi cái này của em là màu đen. Đen 60 kg đen voan này, xanh coban cho Kim Lý Phùng. Rồi cái này của em màu đen 60 kg. Đen này size 60 kg rồi. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen nhá. Ồ đẹp ghê không? Voan nha các chị nha. Ồ 59 nhà cái đầm maxi. Không tin được luôn. Rồi lên màu đen giúp em, đen 59 nhà. Đen cho chị Kim Lý Phùng luôn. Rồi cái này của em là màu hồng. To á chị. To rộng quá hả? Trời ơi em. Mấy bé nó sợ chị mặc chật, nó lấy size to hơn cho chị đó. Khổ quá, này thành to rồi hả chị. Trời ơi. Rồi lên bi giúp em để có gì em đổi lại cho. Tại vì hôm nấy cái size cho chị mà sợ chị mặc không có vừa, lên mấy em nó để cái size to hơn cho chị đó. Chứ còn size to em còn dễ bán nữa. Rồi lên bi giúp em nha. Bi này size dưới 60 kg, có gì để shop đổi lại cho chị Bích Loan nha, chị Bích Loan ơi. Rồi lên bi giúp em này. Đó, bi size dưới 60 kg nên bi giúp em, bi 59 ngàn. Bi 59 ngàn giúp em nha. Rồi lên bi giúp em. Rồi cái này vàng. Trời ơi, vàng này 65 kg, 65 70 kg này to đùng. Đó. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu vàng nha các nha, màu vàng. Vàng này của em là size 60 65 kg này, đẹp quá. Xuất sắc mọi người ơi. Đó, vàng 59 ngàn. Rồi khách nào lấy comment vàng giúp em nha. Trời ơi nóng quá vậy ta. Vàng chốt cho chị Bình Ngân. Đây đây con, bỏ đây. Rồi cái này của em là hoa tím nha mọi người. Hoa tím ngày xưa khác ơi. Nên hoa tím giúp em 60 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em hoa tím tay dài. Cái mẫu này bữa trước nhiều chị thích lắm nè. Đó. Dạ để em lấy về cho, có sao đâu. Chị đặt cái gì rồi em đổi qua cho. Hôm nay chị có đơn không? Có chị. Chị biết hôm nay có đơn mà. Có đơn thì có gì mai mấy em nó làm đơn rồi nó lấy về cho chị, không sao đâu chị. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu tím. Màu tím size dưới 60 kg. Lên tím liền giúp em nha khách ơi. Màu tím 59 ngàn. Rồi cái này của em là màu xanh. Màu xanh. Cái này đẹp quá cả nhà mình ơi. Đây đây đây. Đó. Đây nha, cái phần ngực đẹp lắm luôn á. Rồi lên màu xanh giúp em này. Đó, size 57 kg này. Dễ thương, tay dài. Mặc mẫu này lên là bao xinh nha, 57 kg. Màu xanh giúp em 59 ngàn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh. Màu xanh 59 ngàn khách ơi. Rồi ơi, cái đỏ này khách ơi, đỏ 60 kg này. Xuất sắc nha. Ồ, mẫu này xuất sắc luôn mọi người ơi. Nên đỏ giúp em. Đỏ này của em là size dưới 60 kg, cổ đắp tim này. Đó, đó tay rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi lên đỏ giúp em nhá. Đỏ 59 ngàn, size dưới 60 kg. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu đỏ nha mọi người. Màu đỏ 59 ngàn. Nó lên kèm đầm nha. Cái này xong rồi lên cái đầm sàn là được. Rồi cái này của em màu hồng. Hồng 60 kg. Hồng size dưới 60 kg, khách nào lấy hồng comment hồng giúp em đi mọi người. Hồng size dưới 60 kg. Đúng rồi. Có ít mà. Có ít mà đúng nhỉ. Ôi lên mấy này đi. Em nào cũng ít mà. Hồng size dưới 60 kg 59 ngàn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng nha mọi người ơi. Màu hồng 59 ngàn. Chấm bài lên giúp em cả nhà ơi. Chấm bài lên giùm em nha. Rồi cái này của em màu đỏ. Hồng với chị Thu Hà. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ đô 65 kg quay đầu. Trời ơi cái đầm này đẹp bá cháy luôn mọi người. Xuất sắc ha. Ồ nó dài đẹp xỉu luôn này, đỏ tím. Cái này đỏ đỏ tím tím vậy đó. Rồi lên màu đỏ giúp em nhá, 59 ngàn. Đỏ 59 ngàn, khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nha. Cái này đầm voan, hoa vàng giúp em này. Đó, trời ơi hoa vàng 60 kg. Ồ các chị mình không lấy cái này em lấy luôn này, đẹp quá. Ồ xuất sắc luôn. Đây này, hoa vàng 60 kg vừa nhá. Có khách nào lấy comment giùm em hoa vàng. Có cái gì nó lùng bùng đây. Cái gì vậy? Hoa vàng Huỳnh Ngân, cắt bớt giúp chị đi. Ờ cắt chỗ đấy đi, nó bị dư lắm mà. Hoa vàng em chốt cho Huỳnh Ngân nha. Đó, lấy cái kéo cắt ra, nó bị dư cái đoạn đó đó mà. Đây cho Huỳnh Ngân này. Đây. Rồi, cái này của em là
Cái này quán là hoa đỏ. Hoa đỏ xa dưới sông Phước Ký. Để Thảo nâu nước miếng được. Hoa đỏ xa dưới sông Phước Ký. Nâu mũi được. Và khách nào lấy comment giùm em hoa đỏ mango nha cả nhà nhé. Chào chị Thiên Vũ nha. Rồi hoa đỏ xa dưới 60kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em hoa đỏ này. Hoa đỏ 59.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em hoa đỏ nha mọi người ơi. Rồi cái hoa đỏ cho mình ngân. Đây, rồi đây 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 tốt đây. Rồi màu hồng giúp em. Màu hồng này size dưới 60kg này. Ở khách nào lấy comment dùm em hồng nha mọi người nhé. Màu hồng 59 tiền, đầm maxi dài. Rồi cả nhà mình lấy hồng chốt hồng luôn dùm em này. Hồng size dưới 60kg này. Cái này em kêu cho anh ấy là để xịn đi thả đá. Khách khô cả người luôn. Đúng khô luôn đấy. Hồng này size dưới 60kg. Rồi lên hồng giúp em nha. Hồng 59.000. Hồng 59.000. Rồi lên hồng giúp em nha. Cập tóc. Chữa cháy. Lẹ lên. Bóc khói rồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em bi. Bi này size dưới 65kg. Bi này của em là size dưới 65kg đó mọi người. Rồi lên bi giúp em đi cả nhà ơi. Bi nhé. Bi 59.000. Bi 59.000 size dưới 65kg. Cái này của em nó có sẽ có hai túi cho mình nha mọi người. Nó có hai cái túi. Bi chị chốt chị Huỳnh Ngân. Đây. Đó. Rồi cái này của em là màu trắng. Ồ, trắng tinh luôn. Size 62kg. Lên màu trắng giúp em nhá, trắng này đẹp quá này. Trời ơi. Rồi cái nào lấy comment giùm em màu trắng nha cả nhà mình nhá, trắng dưới 62 63 kg. Đằng sau chạy thun có dây kéo. Đó, chị nào mình size to là lấy luôn màu trắng này đẹp này các chị. À, bi em hết rồi, em còn trắng à. Em còn trắng là chị Thu Hà ơi, bi em hết rồi đúng không? À, bi chị Ngân ấy hả? Trắng chị Kim Ní Phù. Rồi cái này của em là hoa cam. Hoa cam 65 kg quay đầu giúp em to đùng luôn. Đó. Rồi lên hoa cam giúp em nha. Hoa cam dài size dưới 65kg. Trắng hết rồi chị Thùy Duyên ơi. Hết trắng rồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em hoa cam. Hoa cam này của em là size dưới 65kg. Mặc vừa đầm dài nha khách nha. Cái này đầm nụa mango á. Nên hoa cam giúp em này khách ơi. Hoa cam 65kg nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em hoa cam nha. Hoa cam size dưới 65kg mặc vừa. Rồi lên hoa cam giúp em. Cái đầm em nghĩ lại mắc cười ghê chứ. Rồi vàng này size dưới 60kg. Vàng này size dưới 60kg mặc vừa. Khách nào lấy vàng chút vàng dùm em vàng tay ngắn này. Size dưới 60kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu vàng nha. Vàng này size dưới 60kg. Rồi tính ra chiều chất lít mà. Nhưng mà mơ làm tới công chuyện cũng được nha. Nó hơi sáng luôn á. Rồi khách nào lấy comment cam chị Thu Hà. Rồi khách nào lấy comment dùm em vàng nhá. Đây vàng này nó có nhúng này. Cái này mẫu này của mình nó bẹp vai này các chị. Đó. Vàng này size dưới 60kg. Rồi lên màu vàng giúp em khách ơi. Màu vàng 59.000. Vàng 59.000. Khách nào lấy comment dùm em màu vàng nha. Màu vàng 59.000. Rồi cái này của em là màu tím. Đây màu tím 60kg này. Màu tím size dưới 60kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy tím. Tím này của em tay dài nhá. Đó. Có chị nào mình ở đây mình thích tay dài lấy nhá. Tím này size dưới 60kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím này. Màu tím 59.000. Màu tím 59.000. Rồi lên tím liền giúp em chuẩn bị qua đầm u mì nha mọi người nhá. Nên tím giúp em đi ạ. Rồi cái này của em sơ mi 60kg. Sơ mi size dưới 60kg. Sơ mi dài nhá. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em sơ mi cả nhà mình ơi. Sơ mi size dưới 60kg. Sơ mi size dưới 60kg mặc vừa cho Huỳnh Ngân. Đây Huỳnh Ngân đây hả? Đây hả? Rồi. Rồi cái này của em là màu cà phê. Dài lắm luôn. Dài lắm luôn nè. Ôi ôi, cái này sao nó dài quá trời đất luôn. Sơ mi hết rồi. Rồi cái này của em là màu cái này cà phê giúp em. Trời ơi nó dài lắm luôn đó các chị ơi. Rồi lên màu dạ hội. Cái này comment dạ hội giúp em đi ha. Dạ hội này dài lắm. Dạ hội này dài cực kỳ luôn. Rồi lên dạ hội giúp em nha khách nha. Dạ hội giúp em 59.000. Rồi cái này của em là hoa trắng giúp em tay dài. Hoa trắng giúp em size 60kg này. Rồi khách lấy comment dùm em hoa trắng nha mọi người nha. Hoa trắng 60kg cái đó đẹp quá vậy. Rồi lên hoa trắng giúp em đi cả nhà mình ơi. Hoa trắng size dưới 60kg 59 tiền. Rồi lên hoa trà tím eo 84 ngực 98 dạ vừa hết. Cái này to lắm. Cái này to lắm chị Kim Thanh ơi. Mấy cái đồng này đầm size to mà thoải mái đi. Ngực 100 thoải mái nha. Rồi cái này của em là màu. Cái này zoom. Zoom size dưới 60kg nè. Cái này zoom nha.
zoom size dưới 60 kg vổ, rồi lên zoom giúp em cả nhà mình ơi. Đó, cái này rút dây đẹp cực kỳ luôn. Rồi khi nào lấy zoom, chút zoom dùm em cao 60 kg, thấp thì 57 kg, rất là dễ thương. Rồi khi nào lấy cỏm em dùm em zoom nha mọi người nhá. Đó, siêu dễ thương. Zoom 59 tiền, zoom 59 tiền, khách nào lấy cỏm em dùm em zoom nha. Rồi cái này của em là cái màu dạ hội màu xanh đen 60 kg này. Đó. À, tím đó chị Kim Thanh. Đâu cái tím này gì nhỉ? Đó đó chị, cái cuối cùng luôn á. Cái ở dưới á. Cái tím tay dài đó. À đây tím tay dài không? Đây cho chị Kim Thanh, tím tay dài. Rồi khách nào lấy comment thùm em xanh đen hoa nhí size 60 kg. Đầm dài luôn nha mọi người nhá. Rồi khách nào lấy comment thùm em màu xanh đen, xanh đen 59 nhỉ. Xanh đen 59 nhỉ. Rồi cái này của em là cái zoom màu kem. Kem 60 kg zoom dài nha mọi người nhá. Vàng em chốt cho chị Hướng Thiện. Đây. Vàng em chốt cho chị Hướng Thiện. Rồi, khách nào lấy comment dùm em cái zoom, zoom màu cam size 60 kg. Rồi lên zoom cam giúp em mọi người. Ôi, đẹp quá trời luôn. Em chào chị Như Tô. Trời ơi, hôm nay đồ đẹp quá chị Như Tô. Bây giờ mới vô. Đây, xanh đen chị Như Tô. Rồi, khách nào lấy comment dùm em cái zoom cam size to đùng luôn, 59 tiền. Đó. Rồi, lên zoom cam giúp em size 60 kg nha. Zoom cam 60 kg này, ống rộng đó mọi người ơi, 59 ngàn, đẹp quá nhờ. Zoom cam chốt cho Huỳnh Ngân, đây phải không em? Bao dạ, Huỳnh Ngân đây hả? Rồi cái này của em là cái zoom màu đỏ nha. Zoom màu đỏ size dưới 58 kg. Đây nên zoom đỏ giúp em này, size 58 kg. Đằng sau chạy thun hết nè, các chị mình thoải mái về ngực nha. Ngực 90-100 là vô tư mặc. Tại mấy cái phong này to không à. Rồi lên zoom đỏ giúp em nha cả nhà nhá. Zoom đỏ, zoom đỏ giúp em cả nhà mình ơi, 59 ngàn. Nên zoom đỏ giúp em nha. Có một cái zoom đùi đẹp quá này, 65 kg, màu xanh. Rồi có một cái đùi đẹp quá cả nhà mình ơi, màu xanh, màu xanh 59 ngàn. Màu xanh 59 ngàn, size 65 kg. Cái này zoom đùi ngắm hoa đẹp quá này, to đùng. Cái này eo phải đến 100 đó mọi người. Eo cái này phải lên đến 100 nha. Rồi đùi zoom cho chị Như Tô. Đó, 59 ngàn. Rồi cái này của em là cái đầm màu xanh. Đầm màu xanh size dưới 60 kg, mặc bồi lên xanh giúp em 59 ngàn này. Đó. Rồi lên xanh giúp em nhé. Bộ lên nhé. Bộ 65 kg đằng sau em. Rồi xanh này size 60 kg. Rồi lên màu xanh giúp em mọi người ơi. Màu xanh 59 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xanh. Cái này của em là màu cà phê 60 kg. Cà phê. Đó, đẹp quá chừng luôn. Cà phê size dưới 60 kg 59 ngàn khách ơi. Rồi lên cà phê giúp em nhé. Cà phê 59 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cà phê. Đỏ này size 60 kg. Để cho đâu để cho tâm nông mà thôi. Đỏ này size 60 kg. Đỏ này size 60 kg. Rồi lên đỏ giúp em cả nhà mình ơi. Đỏ em chốt chị Như Tô màu đỏ. Rồi cái này màu rêu. Cái này màu rêu. Rêu size dưới 60 kg. Màu xanh rêu. Size dưới 60 kg. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu xanh rêu. Đỏ hết rồi, trời ơi sao chị Hoa Dừa toàn comment sau không được ta. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu xanh rêu. Xanh rêu size dưới 60 kg này, đẹp quá. Rồi lên xanh rêu giúp em nha cả nhà ha, 59 tiền. Rồi khi nào lấy comment rêu. Rêu chốt cho Huỳnh Ngân nha. Đây Huỳnh Ngân này. Rồi cái này của em là màu đỏ. Đấy, màu đỏ, khách ơi rêu hết rồi các chị. Đỏ 60 kg. Đấy, đỏ 60 kg. Toàn là đầm em sale các chị mình rẻ quá trời rẻ luôn, 59 ngàn. Mấy cái này cả nhà mình đi cà phê đi biển đẹp lắm. Trời ơi ai bán 59 ngàn mọi người ơi. Rồi lên đỏ giúp em nhé. Đỏ giúp em này 59 tiền. Rồi lên đỏ giúp em đi cả nhà mình ơi. Màu đỏ 59 ngàn. Rồi cái này của em là màu hồng nha. Đây hồng cũng dưới 60 kg này. Đó. Màu đỏ màu hồng size dưới 60 kg, 59 tiền. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ hồng nha mọi người nhé. Màu đỏ màu hồng 59 ngàn. Size này của em là size dưới 60 kg. Đó. Rồi lên đỏ lên hồng giúp em này. Đỏ hồng, đỏ chị Như Tô. Đây đỏ này, chị Như Tô 59 ngàn. Rồi em có hồng đó mọi người ơi. Rồi cái này của em là màu cam nhé. Cam 60 kg. To đùng luôn khách ơi. Đó, dài to đẹp. Lên cam giúp em. Có eo thun và có dây kéo nên là rất là dễ mặc nha mọi người nhé. Đó, cái này cái eo cứ 90-93, ngực cứ 100 mấy là vừa đó mọi người. To lắm. Ở khi nào lấy comment dùm em màu cam. Tay cánh tiên nha các chị ha. Rồi lên cam giúp em 59 tiền. Rồi lên cam liền giúp em. Cái này của em màu vàng. Gần hết rồi đó các chị ơi. Vàng này. Vàng phối chữ đẹp quá. Rồi lên vàng giúp em nhá. Đó. Size 60 kg vừa.
Rồi khách nào lấy comment dùm em vàng 59.000 mọi người ơi. Vàng 59.000 size dưới 60kg. Rồi lên vàng giúp em nhé. Em có màu vàng, em có màu hồng. Em có vàng, có hồng. Rồi khách nào lấy comment dùm em mấy cái đấy này em đưa lên cho Thảo luôn. Qua bên đây này. Ừ. Cột lại cái dây ngang một cái được rồi. Cái đầm 59 ở vứt qua đây. Để cho nó vào thành cái tụ. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng nhá, vàng hồng. Hồng này hoa nhí nè, các chị này hoa đẹp có túi hết á. Lấy cái này của em có túi hết nha. Rồi lên hồng giúp em, hồng 59.000. Rồi khách nào lấy hồng chút hồng dùm em, cả nhà mình ơi hồng. Rồi cái này của em là màu xanh 60kg. Xanh này của em là size dưới 60kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xanh cổ tim, tay cánh tiên. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xanh nha các chị ơi, màu xanh 59.000. Rồi lên màu xanh giúp em này cả nhà mình ơi, màu xanh 59.000. Size này của em là size 60kg rồi, xanh cho chị Như Tô. Rồi cái này của em là màu beo. Beo size 65kg. Beo này size 60-65kg. Khách nào lấy beo chút beo dùm em nhé. Beo 60-65kg rồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em beo. Màu beo được có hai cái sao đây. Cái này em chưa lên đúng không? Rồi khách nào lấy màu beo ạ. Trời ơi beo đẹp quá này cả nhà mình ơi, 60-65kg. Beo chị Như Tô, còn cái beo nữa thì chị Như Tô. Đây cái này mã 1 giúp em nha mọi người nha. Mã 1 cũng màu beo. Ô cái này beo hết luôn. Ôi trời ơi. Đây đây đâu, đầu đâu rồi. Rồi mã 1 65kg. Mã 1 size dưới 65kg. Ôi to lắm luôn đó mọi người ơi. Mã 1 này. Ôi to đùng luôn, đầm xòe. Mã 1 chị Như Tô 59.000. Mã 1 này. Rồi cái này của em là màu màu cam. Màu cam giúp em nhé, màu cam. Đó, cùng cái nào 59.000 cột chung vào đó để góc này. Rồi cái nào lấy cam chút cam dùm em đi cả nhà mình ơi, cam. Cam 60kg. Cam 60kg vổ. Rồi khi nào lấy comment dùm em một cam. Cam 59.000. Cam 59.000. Nên cam giúp em như cả nhà ha. Cam 59.000. Rồi khi nào lấy comment dùm em cam đi cả nhà mình ơi. Cái này màu tím này. Đây cái tím này. Rồi tím 60kg. Ok là thoải mái nha mọi người nhá. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu tím. Tím 60-63kg. Rồi lên màu tím giúp em nhé. Màu tím. Màu tím, màu tím. Tím cho Huỳnh Ngân. Đây đưa giúp chị đây. Tím cho Huỳnh Ngân này. Tím em hết rồi. À đây tím con cái chị Như Tô này. Đây con cái tím nữa này. Rồi tím chị Như Tô. Rồi cái này của em là màu trắng. Các ơi. Đây màu trắng chữ. Đẹp quá này. Rồi lên màu trắng giúp em. Trắng 60kg. Tím hết rồi. Tím có hai cái rồi mọi người. Rồi cái nào lấy comment dùm em màu trắng chữ này. Size 60kg này. Đó. Rồi lên trắng giúp em đi cả nhà mình ơi, trắng 59.000. Trắng 59.000 60kg vừa. Rồi lên trắng giúp em nhé, màu trắng. Trắng chị thạch xanh, trắng chữ này. Rồi cái này của em là màu màu đỏ nha khách nha, màu đỏ. Rồi lên màu đỏ giúp em nhé, màu đỏ. Đỏ này của em là size 60-63kg này, nên đỏ giúp em nhé. Đỏ 60-63kg, đẹp quá trừng luôn. Đó, trắng hết rồi, em còn đỏ này. Đó, đỏ 60-63kg. Đỏ 60-63kg, đỏ chị thạch xanh. Đây đưa giúp chị cái đỏ chị thạch xanh. Rồi cái này của em là màu xanh đậu. Cái này của em là màu xanh đậu giúp em nha mọi người ơi. Xanh đậu này. Đó, xanh đậu 60-63kg. Rồi lên xanh đậu giúp em mọi người ơi. Màu xanh đậu nhé, xanh đậu 59.000. Đỏ hết rồi. Rồi chị Hoa Dừa lấy giờ toàn sau không á. Chị Hoa Dừa chưa chốt được cái gì luôn không. Rồi comment xanh đậu giúp em nha mọi người ơi. Xanh đậu, đậu có một cái. Màu xanh đậu rồi, cái này của em là màu màu đen ha. Cái đem tôi đen đi. Oh, đen ngắn ngắn này cưng lắm này. Đen 57kg, trẻ trung dễ thương. Lên đen giúp em cái này đầm ngắn ngắn nhé. Đen 57kg, trời ơi coi vậy thôi. Mấy cái mẫu này mặc nó mới xinh đó mọi người. Ngắn ngắn dễ thương lắm. Rồi lên màu đen giúp em cái này đen tầng 57kg. Cái này đen tầng 57kg này. Rồi lên đen giúp em mọi người, màu đen. Size 57kg rồi. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu đen nha. Đen size 57kg. Rồi lên đem giúp em đi cả nhà mình ơi. Em kết nối dùm chị cái này rồi bỏ cái máy ra được. Nó hai có 2% pin này. Đây này, bỏ giúp chị cái này đây. Rồi nó bị 2% pin rồi. Đem em chốt cho chị Hướng Thiện. Đây. Để em xuống. Vàng hết. Ô. Còn đầm dài 53kg không em? Còn chứ chị. Rồi cái này của em là màu tím. Rồi tím này của em là size dưới 60kg mặc vừa khách ơi, lên tím giúp em nhé, màu tím. Tím này của em là size dưới 60kg vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím này, đó màu tím. Rồi lên tím giúp em đi cả nhà mình ơi, màu tím. Màu tím nha. Đẹp quá trời luôn này, tím.
Ồ phải không, chị vô đúng live stream không ta? Coi chị Kim Lý Phùng đang chấm đầu tiên đúng không? Không. Ô ngoài chấm luôn. Đúng đúng không? Đúng đúng của chị không? Có đầm dây kéo khóa không em, là đúng không? Đúng rồi. Đúng đúng không? Rồi lên màu tím, cái này đầm dây kéo á chị Hồng Mạnh Bùi ơi. Rồi lên màu tím giúp em nhé, màu tím. Rồi cái này của em là màu màu hồng này khách ơi, màu hồng. Chị nào lấy hồng chứ hồng. Ô con này đẹp quá. Ô. Ờ con này 70 75 kg luôn á trời. Trời đất ơi. Em chưa từng bán cái đầm nào nó to khủng khiếp như thế này luôn. Ô nó to quá chừng luôn này khách ơi. Rồi cái này chắc các chị mình sai nước ngoài luôn á, 70 75 kg luôn á. Ôi to lắm cả nhà. Rồi cái nào lấy comment hồng. Nhưng mà các chị nào mình thích á, về mình thắt cái dây nên là đẹp ha. Thắt cái dây nên nó thành form nhỏ đó mọi người. Rồi lên hồng giúp em nhé, màu hồng. Màu hồng 70 75 kg to đùng luôn á các chị ơi. Rồi chị Như to không chốt cái đầm đó, chị Như to quá chừng luôn. Rồi cái này của em là màu kem nhé mọi người. Màu kem. Cam đất này của em là size dưới 65 kg mắc vừa này. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu cam đất. Cam đất này của em là size dưới 65 kg. Rồi lên cam đất giúp em mọi người ơi, đằng sau chạy thun. Đó, lên cam đất giúp em nhé, cam đất 59 nha. Cam đất 59 nha. Cái đầm công chúa này có chị nào lấy thêm không mọi người? Cái đầm công chúa này có ai lấy thêm không? Em bán có 75.000 cái đầm công chúa kim sa đẹp. Trời ơi 320.000, bây giờ mới nhìn thấy giá này, 320. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé. Đây cái đầm công chúa này, 320.000 cái giá tát này, đẹp chưa? Trời ơi, còn 5 cái 75.000 một đầm thôi. Xanh sale về bán cho các chị mình có 75.000. Đó, nhà chị nào mình có người nhà chốt miền Tây giúp em công chúa nha. Công chúa 75.000, cái gôi đẹp quá, công chúa cho chị Hoài Thu. Không, cái này Trang Phương không vừa được. Cái này eo có 70-71 à Trang Phương ơi. Em không vừa đâu. Chị Hoài Thu một cái này. Rồi, cái nào lấy comment giùm em. Còn chị nào mình chưa chốt cái đầm này nên chốt nha. 320 một cái đó. Đẹp quá trời luôn này. Đó, sáng là nhiều chị chốt lắm. Đây còn có mấy cái, còn 5 cái. Có chị nào lấy thêm không? Đẹp quá trường đẹp luôn. Đó, Trang Phương. Rồi, à, có một size. Đúng rồi, nó có một size à Huỳnh Ngân ơi, đẹp lắm. Ôi, lấy đi em. Nha. Đó. Trời ơi, sáng về được hai mấy cái, bây còn 5 cái à. Các chị chốt hết rồi, còn có 5 cái thôi. Nó có một cỡ đẹp lắm, 320.000 các chị. Trời ơi, đúng rồi. Cái đầm công chúa này nó còn mắc hơn cả cái hàng dạ hội mà các chị. Nó còn mắc hơn cái hàng dạ hội này 320.000 nữa không? Đẹp quá chừng luôn. Bữa năm ngoái nhà em có tiệc mà đi mua cho con bé nhà em á, nó mặc mà eo, nó mặc có 40 kg mua mấy cái đầm công chúa này cũng mua 300 mấy. Đúng rồi, cũng mua 300 mấy á. Mua hồi sốt mắc lắm. Rồi khách nào lấy comment giùm em công chúa nha. Trời ơi, giờ sale có bán cho các chị săn về, các chị có 75.000 rẻ quá trời luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em công chúa cho Huỳnh Ngân một cái nha. Rồi có chị nào lấy không mọi người ơi? Có chị nào lấy công chúa lấy comment nhanh giúp em nha. Rồi lên cái gì nữa em quên rồi. Lên bộ hả? Đây, cái màu hoa là biết người ta. Trời ơi, cái đầm công chúa thường thường là size bé đó Huỳnh Ngân ơi. Sợ rộng quá sửa cực. Ừ, cái đó là eo 70 á, eo 70 đó Huỳnh Ngân. Eo tầm 70 nhưng mà các bé khoảng tầm 6 eo 6 mấy 70 quay đầu thôi. Đẹp lắm, cái đó dễ sửa mà, cái đó sửa cũng dễ lắm. Rồi comment hồng luôn giúp em nhé hồng. Hồng này của em là size dưới 60 kg thôi cả nhà mình ơi, hồng này size dưới 60 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng. Cái đó eo 70 thì nhắm vào khoảng 47, 48, 49 kg gì đó đó. Tại eo có 70 à. Đúng rồi. Cỡ đó. Nhưng mà khoảng tầm 42 kg nó mặc rồi. 42 kg nó mặc được rồi Huỳnh Ngân. Rồi khách nào lấy comment giùm em hồng 59.000. Khách ơi Hoa Nhí size 60 kg. Rồi khách nào lấy hồng chút hồng giùm em nhé. Đẹp quá chừng luôn. Đó hồng 59.000 khách ơi. Rồi lên sắp bộ giúp chị mấy. Hồng 59.000 size 60 kg. Cả nhà ai đang coi chấm chấm bài lên giúp em nha cả nhà nhá. Chấm chấm bài lên giúp em nha. Rồi cái bộ mango. À lên váy u mì. À rồi Tường Phi nên đợi u mì hả? Rồi ok đây. Đây để nên đây bỏ lên giúp chị, nên u mì giúp chị đi. Quên. Đỏ size 3X 65 kg mặc vừa 95.000 bộ. Cái hàng này của em là hàng An Đông nha. Các chị nha, hàng An Đông. Nó đẹp lắm mọi người ơi, em biết nói sao cho các chị chứ. Ôi nó xuất sắc, cái bộ này form dài nha. Cái này 2X nè. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em mango xịn. Rồi cái hàng này giá bán lẻ 200 mấy á, 200 mấy mọi người. Váy hồng đỏ sau không được dài lắm em nhỉ. Đúng rồi. Cái này hả?
Cái này của em là nó dài không? Nó cái này dài cái giống cái hình của mình, mẫu hình đó. Dài quá bắp chân luôn mà. Dài quá bắp chân luôn đó chị ơi, cái đầm này dài lắm nha chị Hồng Hạnh Bùi ơi. Hơi đỏ này 62 kg mặc bồ cái ơi, 95.000 một bộ. 95.000 một bộ nhá. Ủa chị Như Tô đi đâu rồi ta? Chị Như Tô đang chốt thì đâu mất tiêu rồi. Rồi cái nào lấy comment giùm em đỏ nha. Đỏ này của em là size 2X dưới 62 kg, mọi người ơi, lên đỏ giúp em 95.000 đẹp lắm. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nha. Rồi thay máy tay bốn cái không thấy chị Như Tô luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nha, không thấy chị luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ. Rồi cái này trời ơi. Trời ơi. Quá trời đất luôn các chị ơi. Trời ơi xếp vàng. Trời ơi vàng 60 kg. Rồi vàng này 63 kg luôn đó khách ơi. Trời ơi. Trời ơi xuất sắc cả nhà mình ơi, 95.000 đẹp quá. Rồi có đúng một bộ tay dài này các chị này. Bộ này bộ đi lễ chùa đó các chị. Bộ này kiểu đi lễ chùa đẹp nha. Trời ơi ai mà bán giá 95.000 giống em không các chị ơi, cái tay này. Tay dài nha, đẹp quá trời, quá đất luôn. Cho chị Kim Thanh nha, còn không em? Còn không? Đây này, đây này phải không ta? Đúng rồi, đây chị Kim Thanh một bộ này. Rồi em chốt cho chị Lê Hạnh một bộ này 95.000 em nha. Hết vàng rồi, đẹp quá nhờ. Rồi nó lẫn ở trong đây em không thấy rồi. Vàng hết. Đây để em coi bộ này là cái gì đây. Đây, tay ngắm. Rồi cái này của em comment hoa trắng giúp em, trời các chị comment vàng quá trời, quá đất luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em hoa trắng mọi người ơi, 60 kg. Trời ơi toàn là lụa mango xịn nha mọi người nhá. Của em biết tả các chị sao cái hàng này nó xịn lắm mọi người ơi. Rồi lên hoa trắng giúp em, toàn là size 2X 3X không mà. Đó lên hoa trắng giúp em 95.000 bộ, không đẹp em không lấy tiền nhưng đẹp lắm các chị. Rồi lên hoa trắng giúp em này, em coi còn bộ dài em nó có cái hình nữa em. Ừ. Em có cái bộ dài nữa không? Rồi lên hoa trắng giúp em 95 tiền nha khách ơi. Hoa trắng 95 tiền nên mang cái cục ấy chị tự tìm cho. Ờ đây để đây. Ừ, tìm đi giúp chị đi. Rồi cái này của em là màu đen nhá, màu đen. Đó, hoa 3D đẹp quá trời luôn này. Vàng hết rồi nha mọi người nha, để em coi còn không. Rồi, đen này 65 kg mọi người ơi, đen này size 65 kg này. Đó, 95.000 một bộ. Trời ơi chốt đi các chị ơi, hàng đẹp lắm. Cái này em săn về được có nội sộn mẫu có trăm mấy bộ à, không có nhiều. Cái này hàng ăn đông nha các chị nha. Đấy, hoa của nó là hoa 3D không. Quần là quần dài nha. Rồi lên màu đen giúp em, đen 65 kg nè mọi người. Đen size dưới 65 kg. Rồi lên màu đen giúp em đẹp xỉu luôn, có 95.000 thôi. Trời ơi, mua đâu các chị ơi. Rồi, khi nào lấy comment giùm em màu đen. Rồi, màu xanh đen dưới 65 kg. Trời ơi, hoa thêu này các chị ơi, màu xanh đen giúp em nha, mango nha. Xanh đen này của em là size dưới 65 kg mặc vừa rồi, có 95.000 thôi. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh đen. Nha chị. À, chị phải lấy bên em bộ và váy phải ra. Ồ lấy thêm đi chị Hồng Anh Bùi ơi, mấy cái bộ này đẹp lắm. Trời ơi chốt đi chị ơi. Size to 60 65 kg mặc thoải mái luôn này. Đó, hoa là hoa thêu. Cái này của em là mango nha các chị nhé, không phải đuổi nha. Cái này là mango hoa mai đẹp quá trời luôn này, hoa đẹp chưa? Đó. Rồi, khách nào lấy comment giùm em màu xanh đen. Màu xanh đen, 95 tiền. Còn màu sáng thôi con, màu sáng có luôn nha. Rồi, cái này của em là màu xanh rêu. Xanh rêu. Không. Cái này của là lụa mango. Cái này ở đây em tìm, em bỏ đây, cứ để đây, cứ tìm đi. Rồi, cái này là lụa mango không co giãn. Giãn là giãn cái quần. À, lụa mango, chất lụa thì nó đâu co giãn. Mọi người thun nó mới co giãn chứ. Đó, rồi lên màu xanh rêu giúp em nha, đẹp quá các chị ơi, không lấy tiếc lắm. Trời ơi, em bán có 95.000, ui rẻ bèo luôn mọi người ơi. Hoa đẹp quá trời đất luôn. Dạ hội á chị, chả lâu lâu em cũng có, năm ngoái có may hàng thì có thôi. Chứ còn hàng sale năm nay dạ hội em, á, em, dạ hội là mình có cái mẫu bèo mà. Dạ hội 99.000 á, giúp từng chị một cái thôi, ừ quên đó, em có dạ hội em quên luôn. À, rồi, xanh cho Ngọc Tuyền 95 tiền cho chị mượn cái bịch đây. Ngọc Tuyền có đơn chưa? Đó, 95.000 cho chị Ngọc Tuyền. Đây đợi xíu em có dạ hội chứ. Em có dạ hội nha. Còn xanh thêu, đây xanh thêu đây. Rồi chốt cho Ngọc Tuyền thêm bộ nữa nha. Đây xanh thêu còn đây, 95.000. Rồi, vậy là Ngọc Tuyền có hai bộ, em có màu xanh rêu và em có màu xanh đen nhá. Đấy, hai bộ nha. Ok giúp chị cái. À em lấy xanh thêu thôi đúng không? Rồi rồi thì chị bỏ xanh rêu ra cho em rồi, ok.
Rồi cái này của em là màu tím. À bông đỏ giúp em nhé. Đỏ giúp em, đỏ voan này các chị ơi. Đỏ 60kg, đẹp quá trời đất luôn. Đây chị xếp bên đây rồi. Hát để nó rút cho. Đỏ này của em là size 60kg. Trời ơi hoa này các chị ơi. Trời ơi các chị nghe em, các chị mình chốt bộ này đi. Trời ơi xấu chả là em. Nó đẹp quá đó cả nhà ơi. Sang bê luôn. Đó. Rồi lên đỏ giúp em nha. 95.000 một bộ thôi. Sang chảnh quá trời luôn này. Đó. Rồi lên màu đỏ giúp em, hoa phải nói là bao đẹp luôn các chị. Rồi lên màu hoa đỏ giúp em nhé, hoa đỏ 95.000. Ồ bán có 95.000 bộ, đồ đẹp quá trời đất luôn. Rồi lên đỏ giúp em đây, em có cái bộ dập ly cũng đẹp nữa nè mọi người. Rồi, cái này lên hoa vàng giúp em nha, hoa vàng dập ly đây. Đó. Ôi ai comment không? Đây. Hoa vàng này của em bộ dập ly này các chị thấy không? Đẹp quá trời đất luôn. Rồi hoa vàng này size dưới 60kg 95.000 một bộ khách ơi. Nên hoa vàng liền giúp em nha. Ồ cái bộ nó xuất sắc luôn đó cả nhà ơi. Đó, bộ này của em là bộ dập ly cao cấp này, hoa vàng giúp em size 60kg 95.000. Rồi lên hoa vàng liền giúp em nha. Đẹp quá trời, nó có cái lơ đây nè mọi người. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em nha. Rồi khách nào lấy comment giùm em hoa vàng, hoa vàng 95.000 bỏ vào bao liền mất công nội cái quần em. Nó nội cái quần khó cái bán. Nó hỏi cái đó. Đây bỏ đây, bỏ đây. Cái đó là bộ là có tay á. Ờ có cái bảng ở đây nè. Rồi cái này của em là màu màu bi. Màu bi khách ơi, màu bi hay là bên đó không biết chừng. Em sợ ừ, cái đó bên đấy. Ở bên đây không có đâu. Để giúp mình chị được hai cái rem cũng được. Rồi khách nào lấy comment giùm em. Ở đây để mình thảo. Đây. Bi này size 65 kg nhé khách ơi, bi này size 65 kg. Rồi khách nào lấy bi trước bi giùm em 3XL. Trời ơi. To khủng khiếp luôn. Rồi khi nào lấy còn bi chị Lê Hạnh này. Này 95.000. Đây tôi em vô xong đi. Bi chị Lê Hạnh 95.000. Rồi cái này của em là màu đen khách ơi. Màu đen 3X 65kg. Lấy luôn bộ này đi chị Lê Hạnh ơi, hàng đẹp lắm. Rồi đen này size 65kg bộ. Rồi khi nào lấy đen thức đen dùm em nhá. Màu đen này. Đó. Trời ơi nụa. Nụa siêu đẹp luôn. Ờ đen này của em size dưới 65kg. Cái mango á các chị, mà nụa mango nó sẽ có 2-3 loại vải luôn á. Cũng là mango nhưng nó có 2-3 loại. Nhưng cái loại này loại đẹp nhất này. Đó. Rồi khi nào lấy comment dùm em đen 95.000. Rồi lên đen giúp em nha mọi người nhá. Đen 95.000. Với bộ vừa nãy em nói đâu ta. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu đen. Đây có cái bộ màu vàng này. Đây chốt nhanh này, vàng tay dài. Bộ đi chùa. Rồi vàng này 65kg đây. Còn một bộ nữa, cái này tay ngắn nha. Rồi lên vàng giúp em 65kg, đẹp nhờ. Là trời ơi, cái bộ đồ không thể tin được luôn, bán 95.000. Rồi vàng của chị Hoài Thu này, trời ơi, chị Hoài Thu quá nhanh luôn. Chị Hoài Thu quá nhanh luôn. Rồi cái này của em màu đỏ vàng hết ạ. Đây để em coi còn không nha, để coi em bộ qua bộ tay ngắn này, em phải coi mẫu chứ đã. Phải nó lộn xộn mẫu. Rồi lên màu đỏ giúp em đỏ 60kg. Đỏ 60kg nó có cái hình đó. Đỏ size dưới 60kg nha mọi người ơi. Đó lên đỏ giúp em. Đỏ 95.000. Đỏ 95.000 nên đỏ liền giúp em các cô size 60kg này. Đẹp xỉu. Rồi lên màu đỏ giúp em nha. Đỏ 95.000. Size dưới 60kg vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ này. Trời ơi beo 65kg. Beo dưới 65kg giúp em màu beo vàng. Quá chuẩn đẹp luôn. Có khách nào lấy comment dùm em màu beo nhá. Beo này quần nữ này. Đó. Size này 60-65kg. Rồi cả nhà ai lấy beo trước beo dùm em nhé. 60-65kg vừa 95.000. Đẹp quá trời đất luôn rồi các chị ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em beo. Beo. Đó. Cái này em đầm đây. Rồi khách nào lấy comment dùm em đầm bi. Trời ơi đẹp. Đầm bi này của em là gần như dạ hội nha mọi người. Size này của em là size dưới 65kg mắc vừa. Rồi khách nào lấy bi comment bi giúp em nhá. Bi này còn... đó mấy cái bi giống vậy đó. Rồi hôm nay em sẽ sale cho các chị mình cái mẫu bi này nè, 85.000. Rồi ôi lên nhanh giúp em nha. Đó đầm 99.000 của em á, đầm lưới cao cấp nha. Size này của em là size dưới 65kg mặc vừa, sale cả nhà mình 85.000. Chị nào mình chốt bi thì comment bi nhanh giúp em, đầm siêu đẹp luôn, 85.000 thôi. Rồi, khi nào lấy comment dùm em bi nha mọi người nhá. Bi này của em là bi phun lưới đẹp nha. Size này của em là size dưới 65kg cho Tường Thi nhá. Ồ, chị Tường Thi nãy giờ đợi đầm u mì mà mình quên. Tường Thi nãy giờ đợi đầm nè. Beo chị Ngọc Tuyền. Đây, beo hả? Đây, bộ beo ngay chân em này. Rồi, đấy, đúng rồi. Beo cho chị Ngọc Tuyền. Đỏ lấy gì ta? Đỏ lấy giờ không? À, có đỏ. Đây, chị Ngọc Tuyền comment chậm thôi. 9.000 này.
Đây. Thì Ngọc Tuyền vừa lấy đeo vừa lấy đỏ luôn. Đây, đây nè. Rồi cái này của em đầm đi là ai lấy đó. Đây đây đầm đây đây. Rút màu giúp chị nha, rút cái bảng màu. Đây, lấy chị một cục ra đây cũng được. Rút chị một cục đây nè. Ở đó nó có một cục đây nè. Đây, đây phải không? Rồi là đây, nên ra giúp chị nè. Rồi màu xanh này khách nào lấy comment giùm em. Xanh này của em là size dưới 65 kg mặc vừa 99.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em, không lấy đỏ hả? Em comment đỏ mà. Trời ơi, em sao bấm nộn thành màu đỏ luôn đó bà. Rồi bỏ đỏ ra này. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh đầm ren size 65 kg. Rồi lên xanh giúp em nhá. Đầm này đầm trung niên nha cho chị Như Tô. Còn không em? Cái đó có. Đây 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 đây, đây, đây rồi. Cho chị Như Tô 99.000. Rồi, khách nào lấy comment giùm em màu kem. Màu kem dưới 65 kg. Rồi, khách nào lấy comment giùm em cam dưới 65 kg. Cam xa dưới 65 kg nôi được một cái cục này cho hãy tốt quá. Nôi một cái ừ. Cục này thôi em. Em cục này thôi. Ừ. Rồi, cam này của em là size dưới 65 kg. Rồi, lên màu cam giúp em 99.000. Cái coi, to đùng nha, đầm ren đó cả nhà ơi. Rồi lên cam giúp em là mọi người, nó có cái bông ở đây này, rất là đẹp ha. Rồi cam em chốt chị Như Tô, có bịch không em? Có bịch không cho chị mượn cái. Đó, cam 99.000. Rồi ok, để đấy chị luôn. Có chị em nào lấy cam nữa không? Cả nhà mình ngồi 99.000 cái đầm. Đẹp quá này, chốt cho chị luôn này. Rồi màu cam. Rồi cái này của em là màu đen 65 kg. Màu đen size dưới 65 kg mặc vừa 99.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em này, màu đen này đẹp xuất sắc luôn. Size dưới 65 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen nha mọi người nha, màu đen cho bịch luôn. Còn đồ bộ còn nhá, còn nên xem kẽ cho cả nhà đó các chị ơi, cái đồ này nhiều lắm. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen. Đen size dưới 65 kg 99.000. Rồi có chị nào lấy màu đen không mọi người ơi, màu đen cái này chị lên chưa? À của nó luôn. Rồi cái này của em là màu coban. Cái này của em là màu xanh coban dưới 65 kg. Đặt hàng sao không thấy nhắn tin chốt đơn. Ồ vậy hả chị? Chị Phương Huỳnh. Chị coi tin nhắn giúp em đi chị Phương Huỳnh ơi, nhiều khi mấy bé có chụp đơn mà chị Phương hay Huỳnh... rồi em biết rồi này, quên chưa chụp à? Chưa chụp. Sao vậy? Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh coban. Cái quần này áo kia đó. Size dưới 65 kg, coban cho chị Như Tô. Đây đưa giúp chị cái bịch đấy. Rồi rồi để bé nó chốt đơn mai nha chị nhá. Chị Phương Huỳnh có chọn thêm thì chị chốt nha. Mai mấy bé chốt cho các chị. Đây này. Nhiều khi bé nó thấy ít đơn á nên nó để các chị mình lựa thêm á. Rồi xong bộ đồ rồi, ra mực luôn. Trời ơi. Rồi dạ hội đây khách ơi, dạ hội dài tha thướt. Trời ơi các chị ơi. Đây dạ hội này của em là size dưới 65 kg mặc vừa nha khách nha. Trời ơi dạ hội tha thướt luôn, 99.000. Rồi em có màu này của em là màu hồng có phối đá này các chị này. Đó em có màu hồng. Em có màu xanh coban, đẹp lắm luôn. Các chị không ai bán giá 99.000 được các chị ơi. Tại vì cái đầm này giá sỉ nó rất là cao. Kể cả những chị em khác mà bán livestream họ cũng phải bán trăm mấy. Không ai bán được cái giá 99.000 hết mọi người. Rồi khách nào lấy comment dùm em này đó. Bèo bèo cũng phải 160, 170 là trên livestream ấy nha các chị nha. Chứ không ai mà bán được cái giá này như em đâu. Dạ cái này eo rất là to. Đây em đo eo cho các chị đây. Đây đo giúp chị này, eo to lắm. Rồi nó co giãn mà. Ôi ơi. Rồi cái này của em là eo 94. Eo 94 nha chị Trần Hồng nha. Eo 94 đó. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em. Em có màu hồng, em có màu xanh. Em có màu kem. Đây em có màu kem nữa này. Đẹp quá trời đất luôn mọi người ơi. Có 99.000 cái đầm chốt đi cả nhà mình ơi, đẹp lắm. Rồi màu đỏ đây nha. Đó, cái đầm này của em nó phối đá này các chị này. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ. Màu đỏ và cuối cùng là màu xanh đen. cái mẫu này tính năm ngoái á, là cái mẫu này nó mua đen hoài luôn này. Mấy cái hàng dạ hội nha các chị này. Năm ngoái nó hỏi cái giá xỉ sale không á. Hàng sale nha các chị nha, mà họ còn báo giá cái đầm này của em là gần 160 xỉ á. Nó đã sale xuống rồi á. Trời ơi, năm nay là cái chỗ này người ta làm ăn thua lỗ hay sao. Người ta sale em bán ra cho các chị cái giá là 99.000 đó. Họ sale lỗ nhiều lắm á. Tại mấy cái đầm này hàng rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi lên xanh đen giúp em nha mọi người ơi, màu xanh đen. Đó trời ơi có 99.000 cái đầm dạ hội mà size to. Rồi, chốt đi cả nhà mình ơi. Rồi lên giúp em nha. Rồi khách nào lấy comment giùm em nha. Đây đây đây. Rồi khách nào lấy comment giùm em đầm tím. Các chị mình không thích dài thì em lại sale cho các chị mình cái mẫu tím này này, size 65 kg. Sale bao nhiêu? 85.000 cái đầm. Trời ơi cung xỉu luôn. Rồi lên tím giúp em, tím này em có 4 cái, chị Như Tô chốt thì chị Như Tô ơi, đầm này em sale á. Size 65 kg.
Rồi lên màu tím giùm em, cái này thun lưới nha mọi người nhá. Mấy cái đầm mà size bé bé thì em có thể săn dễ cho các chị, nhưng mà mấy cái hàng trung niên mà size to nó rất là khó. Hot sale cũng giá rất là cao nha mọi người nhá. Đó, các chị mình tranh thủ nhá. Ưng là các chị lấy đi các chị ơi. Rồi lên bông tím giúp em này, đó, 85.000, sale các chị 85.000 á. Rồi lên màu tím giúp em nha mọi người nhá, màu tím. Bông tím 85.000, đẹp quá trời đất luôn. Rồi, cái này của em là có màu beo cho các chị nữa này. Đó, 60-65 kg. Rồi lên màu beo giúp em đi cả nhà mình ơi. Beo 60-65 kg mặc vừa 85.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em beo nhé. Toàn là chất thun lưới đẹp không á cả nhà nha. Đó sang lắm. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu beo. Màu beo cho chị Phương Huỳnh. Đó 85.000 cửa giá đi giúp chị là sale các chị 85.000 thôi. Rồi em bán 99.000 mấy cái đầm này không á. Sale các chị đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em bi. Bữa về nhiều lắm. Bữa về nhiều lắm. Nhưng mà khách tách á. Họ tách nô hết. Còn ít à. Rồi khi nào lấy comment dùm em bi nhá. Bi này của em là size dưới 65 kg, mặc vừa có 3 cái bi. Đó. Rồi lên bi liền giúp em 85.000 các ơi, để em còn lên đầm u mì nữa nha. Đó các chị mình nên nhanh giúp em nhé, comment nhanh. Tại vì mấy cái mẫu này form đẹp lắm. Rồi lên bi giúp em này, màu bi. Màu bi 85.000. Rồi cái này của em là màu bông đen giúp em nha, bông đen. Đó. Bông đen 65 kg các ơi. Rồi khi nào lấy comment dùm em bông đen có cái hoa đẹp quá chừng luôn. Đó. Thì Phương Huỳnh có lấy thêm màu chốt nha. Bông đen. Cái màu đó lên rồi sao đúng không? Màu beo lên rồi mà. Mới lên xong. Rồi khi nào lấy comment dùm em bông đen nha. Bông đen thế thôi 85.000. Xinh quá trời quá đất luôn. Rồi cái này của em là cái đầm màu tím. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu tím này. Đó, màu tím. Size 60 kg mặc vừa. Màu tím giúp em sale 85.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím nha mọi người nha. Màu tím này, size 60 kg này. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím rồi lên đầm bu mì giúp chị đi. Đồ bộ tiếp RR ok trời chút tím. Đây cái bông vàng này Ngọc Tuyền có lấy thì chốt nè. Ồ toàn hàng Ăn Đông đẹp không á cả nhà. Ôi trời bộ dập ly size to đùng 65 kg. Rồi lên bông vàng 95.000 các cô. Rồi cả nhà lấy comment dùm em bông vàng 65 kg vừa nha. To lắm. Ôi ôi mango xịn loại 1 luôn á cả nhà ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em bông vàng. Size này của em là size 3X luôn. Size 65 kg, bộ dập ly cao cấp này 95.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em bông vàng nha các chị nhá. Bông vàng 65 kg vừa. Rồi lên bông vàng giúp em bông vàng Phương Huỳnh 95.000. Rồi đây em còn màu đôi. Đây. Rồi cái này là gấm cao cấp. Bông vàng em hết rồi ạ. Rồi cái này bộ gấm cam size 60 kg này. Rồi lên cam giúp em nhé, cam 95.000. Cái này bộ gấm. Cái này của em là bộ gấm. Đây. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu cam. Màu cam. Cái này nó hơi bị bụi rồi. Huỳnh Ngân. Xem lại tím hả chị? Dạ đây. Cái tím gen phải không? Đây. Đưa cho Huỳnh Ngân rồi để cho tâm nó đẻ theo lên. Khi chữ Huỳnh Ngân hết chị đi. Bao đen đó. Bao đen Huỳnh Ngân. Đây đầm tím đây chị. Nguyệt Nê có lấy thì chốt nha. Không em cần lấy này không? Cho tâm nó bỏ vào bao được rồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em tím nha. Đây tím đây chị Nguyệt Nê ơi, đẹp lắm. Bỏ bao đen rồi treo lên với chị. Sáng thì cũng có mà đúng không? Sáng chị kêu em có gì cái chữ Huỳnh Ngân á, chị kêu em bỏ ra để ghi tên luôn á. À khác hả? Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím 85.000. Tím 85.000 lên bộ giúp chị đi. Tím 85.000. Size 60 kg. Trời ơi, đây, trời ơi. Với chị nào chưa lấy bộ này nhanh nè, còn bộ nữa khách cô tay dài luôn nha. Oh, bông vàng 65 đẹp nhờ. Ôi trời ơi, 95.000. Nhanh còn chậm hết khách ơi, bông vàng giúp em nha. 95.000 đẹp quá rồi. Trời ơi, bộ đi chùa cao cấp này. Đó, mango xịn nha. Rồi đó, em biết ngay là các chị sẽ chốt rất là nhiều. Đâu chị nào đầu tiên ta? Rồi, bông vàng chốt cho chị Khánh Nguyễn. Rồi chị Khánh Nguyễn này chốt đầu tiên. Chị Khánh Nguyễn, cô Khánh Nguyễn này 95.000. Hết rồi, bông vàng. Rồi cái này của em là màu cam nha. Rồi cam này của em là size dưới 60 kg mọi người ơi, cam 60 kg. Mua vàng hết rồi các chị. Các chị comment vàng quá trời, đúng xem còn bộ đó không nha. Em coi còn không, rất là ít đó. Rồi cái nào lấy comment dùm em cam 60 kg này. Đó, cam size dưới 60 kg. Cái này size 2X nha mọi người. À cái này 1X 60 kg. Rồi lên màu cam giúp em nhé. Màu cam 95.000. Màu cam 95.000 các ơi. Rồi lên cam liền giúp em này sao? Bao cam 95.000. Rồi cái này màu kem 65 kg này. Trời ơi, hoa 3D đẹp không? Kem này của em là 60-65 kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu kem nha mọi người nhá. Đó. Màu kem này 60 kg á mọi người ơi. Kem này 60 kg này.
Ồ, mango chờ sờ rồi nó sướng tay luôn, các chị hàng đẹp quá. Rồi, cái nào kem Ngọc Tuyền ha, 95 ngàn, Ngọc Tuyền này. Mang đây, mang đây, mang đây. Rồi, cái này của em là có màu beo. Đây màu beo này các ơi, nên beo giúp em nhé. Ôi ôi cưng quá à. Beo 60 kg form tiểu này. Rồi lên beo giúp em nha, beo 95 ngàn. Đẹp, trời ơi, xuất sắc luôn đó trời. Ôi đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Rồi cái nào lấy đem chút đem giùm em nhé. Cái này là form kiểu này. Cái này là form kiểu đẹp nha. Rồi đó. Rồi cái nào lấy comment giùm em đem size to luôn. Cái này form kiểu đẹp. Rồi lên màu đen giúp em này khách ơi, màu đen đẹp quá cái quần này. Trời ơi, hoa xuất sắc luôn. Rồi lên màu đen giúp em nhé, màu đen. Màu đen 95 ngàn. Rồi cái nào lấy comment giùm em màu đen nha mọi người ơi, màu đen. Rồi lên đen liền giúp em cái này màu vàng. Màu vàng này. Rồi khi nào lấy vàng, vàng này size dưới 63 kg. Vàng này size dưới 63 kg mặc dù. Rồi khi nào lấy comment vàng giúp em mọi người nhé, vàng 63 kg. Đó, 95 ngàn, đẹp quá trời đất luôn. Rồi khi nào lấy comment giùm em vàng. Màu vàng, màu vàng khách ơi. Rồi lên vàng liền giúp em nha khách nhé, màu vàng. Rồi có bộ size 4X luôn này. Rồi ôi size 4X luôn mọi người. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu xanh. Vàng cho chị Nguyễn Tin Na lấy vàng. Rồi cái này xanh 4X. Màu xanh này size 65-67 kg này. Đó. Rồi vàng Ngọc Tiền không được, cái đó 60 kg Ngọc Tiền mà không được đâu. Cái 65 kg lấy cái này nha. Đây này, cái này size 4X này. Rồi lên xanh đen giúp em này. Màu xanh đen 4X trở nó rớt luôn như này. Cái này size 4X luôn. Rồi lên xanh đen giúp em nhé. Màu xanh đen. Rồi đẹp xỉu luôn. Cái này của em là 65-67 kg này. Đó. Màu xanh đen chị Phương Huỳnh. Đây. Đưa dùng cái bao, mở sẵn mấy cái bao đi. Đỡ bị gì ấy. Màu xanh 4X cho chị Phương Huỳnh 95 ngàn. Màu xanh. Rồi cái này màu bi đẹp khủng khiếp. Rồi bi này 2X nha. Bi này 2X mọi người ơi. Đây 65 kg màu bi đẹp kinh khủng luôn. Rồi bi này của em là size dưới 65 kg. Đó. Các chị thấy cái chân bông đẹp chưa. Ồ không ai bán cái bộ này 95 ngàn hết rồi khách ơi. Cứ xịn lắm. Rồi cái nào lấy bi cho chị Nguyễn Tina này. Cho chị mượn cái bịch bao lúc nãy em mở sẵn cho chị mấy cái ở đây đi. Bi còn không? Đây chị Nguyễn Tina này. Vừa chị thấy cái bộ bi nó nó đâu ấy. Rồi em mới cầm xong rồi ta. Rồi cái này của em là đem bi. Đem bi 65 kg. Rồi đem bi giúp em mọi người ơi. Đem bi nhá. Comment đem bi giúp em bộ khác nữa này. Đó. Rồi bi kia hết. Cái này là đem bi. Rồi mượn cái bao. Rồi khách nào lấy comment giùm em đem bi nha mọi người nhá. Đem bi 95 ngàn. Ai nhắn tin vậy. Rồi đem bi 95 ngàn cho chị Lê Hạnh. Đem bi. Ôi đỏ bi. Đỏ bi 65 kg. Đẹp xỉu luôn. Trời ơi bông đẹp quá. Hàng cao cấp bông nào cũng đẹp hết á. Rồi lên đỏ bi giúp em nhá, 65 kg. Rồi mượn cái bao. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ bi. Đỏ bi khách ơi 95 ngàn. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ bi nhá. Đỏ bi 95 ngàn. Size 65 kg. Rồi lên đỏ bi giúp em này cả nhà ơi. Đỏ bi. Rồi bộ này đẹp quá vậy. Trời ơi bộ này xuất sắc luôn. Rồi lên hoa vàng giúp em nha mọi người nhá. Hoa vàng. Đỏ bi chị Phương Huỳnh. Đây. Hoa vàng này em có 2 bộ. Hoa vàng này em có 2 bộ 65 kg. Đẹp khủng khiếp nha. Đó. Rồi lên hoa vàng em được 2 bộ này khách ơi. Các chị nhận hàng em nói thật luôn, chuyến này các chị mua mấy cái set bộ này nhận hàng mà ôi sao hàng mà có mua có 95 ngàn nó đẹp như này thì em thực sự luôn. Cái này là em bao nhận hàng thích nha mọi người nhá. Rồi lên hoa vàng giúp em, rồi cái nụa nó đã lắm mọi người ơi. Rồi lên hoa vàng giúp em size dưới 65 kg, lên form là chuẩn đó các chị, cái form là chuẩn lắm. Rồi lên hoa vàng giúp em quần dài hết nha các chị ha. Rồi lên hoa vàng giúp em là 95 ngàn. Rồi khách nào lấy comment giùm em hoa vàng. Hoa vàng 95 ngàn. Rồi đây. Hoa vàng em coi cho các chị mình coi cái màu này, màu cái hình này. Đẹp quá trời sang chưa các chị ơi. Đấy, hoa vàng chốt chị Lê Hạnh một bộ này rồi. Hoa vàng 95 ngàn chị Lê Hạnh. Có chị nào lấy hoa vàng nữa comment nhanh giúp em nha cả nhà nhá. Hoa vàng, đây cho chị Lê Hạnh này. Em còn bộ hoa vàng nữa. Rồi cái này của em là hoa đen. Đây cái này hoa đen có 2 bộ nha, size 65 kg. Hoa vàng em còn bộ ấy cả nhà mình ơi. Rồi đây hoa đen chân bông đẹp quá. Trời ơi xuất sắc. Hoa đen em có 2 bộ size dưới 65 kg mặc vừa. Rồi lên hoa đen giúp em đi cả nhà mình ơi. Hoa đen 99 ngàn. À 95 ngàn. Rồi hoa đen giúp em này 2 bộ. Hoa đen có 2 bộ.
Rồi khách nào lấy comment giùm em hoa đen nhá. Rồi cái này bộ bi, bi kem này. À, bi giúp em bi 4X này. Bi này của em là size 4X, size 68 kg này. Hoa đen chị Phương Huỳnh. Em lấy bộ ngoài luôn. Đây. Rồi em có vô bao rồi. 95.000. Rồi chị Phương Huỳnh. Rồi khách nào lấy comment giùm em bi 4X nhá. Bi cho chị Cẩm Vân Trần Thị cho chị mượn cái bao. Bi hết. Bi hết toàn bộ à. Cái này size 4X luôn á. Cái này chị Cẩm Vân Trần Thị chốt cái bộ này to lắm nha. Tại bộ này size là size 4X. Bi còn không ta? Bi cách hết rồi. Rồi bi này cho chị Cẩm Vân Trần Thị này. À, số 69. Rồi cái này của em là comment màu đen giúp em nhé. Màu đen 2X. Đen này đen 2X 65 kg. Đen này đen 2X 65 kg này. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen 2X nha mọi người. Đó. Xuất sắc chưa các chị? Ờ các chị nhìn cái chân bông này. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em đen này đen 2X nha mọi người. Đen 2X. Đen 2X em có 2 bộ. Rồi lên đen giúp em này. Đen 2X này. Đó. Rồi lên đen giúp em này. Đã bỏ bao giúp chị luôn. Đen 2X. Đen là chị Nguyễn Tin Na một bộ. Nguyễn Tin Na 95.000. Em còn một đen. Em còn đen 2X mọi người ơi. Em còn một đen 2X nha. Đây chị Nguyễn Tin Na một bộ. Rồi bi. Bi 3X. Bi 3X. Khách nào lấy comment dùm em bi 65-67 kg. Rồi lên bi 3X giúp em này. Đó, bi này bi 3X nha. Đó. Rồi lên bi giúp em đi cả nhà mình ơi. Đó, cứ để một hai cái bao trống ra đây giúp chị này. Rồi khách nào lấy comment dùm em bi 3X nha. Bi 3X, bi 3X cả nhà mình ơi, 95.000. Cái này size to, 65-67 kg luôn. 65-67 kg. Rồi lên bi 3X giúp em. Rồi cái này của em màu đỏ. Màu đỏ, đỏ này bao nhiêu đây? À, đỏ này của em là size 1X, đỏ 60 kg. Đỏ này của em là size 1X, size 60 kg. Rồi lên đỏ giúp em nha mọi người nha. Đỏ size dưới 60 kg này. Đó, 95.000. Rồi khách nào lấy comment dẫn đỏ giúp em. Đỏ này của em là size dưới 60 kg mặc vừa. 95.000 bộ mango xịn hàng ăn đông. Hàng xịn lắm mọi người ơi. Đó, rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nha. Đỏ cho chị Y Nhã 1X. Em có sạc pin cái kia chưa? Dạ, sạc rồi chị. Đỏ chị nha. Đỏ hết. Đỏ hết nha, chị Nguyễn Tina ơi, đỏ hết nha. Rồi cái này của em là vàng. Vàng mấy X đây? Vàng 4X này. Vàng size này của em là size 4X này, to đùng. Rồi, cái này to lắm. Vàng 4X này chắc 70 kg cũng vừa luôn đó trời. Rồi khi nào lấy comment dùm em vàng 4X nha. Đó. Rồi lên vàng 4X con bộ. Vàng 4X. Mày mang một sấp mày để đây cho chị đúng nào. Chết ai đó trời. Rồi vàng chị Phương Huỳnh 95.000 để ít ra đây. Lần nào cũng phải hỏi không mà. Rồi cái này của em là màu trắng này. Rồi màu trắng này của em 1X size 60 kg. Chị Thi Nhã lấy luôn màu trắng. Cái này 1X size vừa đó. Nên mấy cái con này to lắm. Rồi trắng này 1X nha cả nhà ha. Trắng 1X nha. Đó đẹp ha. Rồi lên trắng 1X giúp em đi cả nhà mình ơi. 95.000 bông đẹp quá trời đất luôn. Rồi lên màu trắng 1X giúp em nha cả nhà ha. Trắng 1X size dưới 60 kg. Rồi lên trắng 1X cho chị Nguyễn Tina 95.000 ghi giá giúp chị nhé. Rồi cái này của em vàng. Rồi vàng này 2X này khách ơi, vàng 2X nha. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu vàng. Vàng này của em vàng 2X. Rồi lên vàng giúp em đi cả nhà mình ơi, quần nửng nhá. Vàng 2X này là quần nửng nhá. À, lấy ngọc quyền vàng đấy gì. Cái này vàng 2X. Cho xem đầm bông phía sau. Dạ rồi chờ em. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé. Đầm vàng, vàng 2X. Vàng 2X, khách nào lấy comment dùm em vàng 2X. Rồi, xanh rêu này của em là 4X. Xanh rêu 4X. Đó. Quần nửng nha. Rồi, khách nào lấy comment dùm em xanh rêu 4X này cả nhà mình ơi, 95.000. Xanh rêu 4X size dưới 65 kg. 65-68-70 kg luôn á. Tại vì cái hàng này hàng 4X cơ. Đó, cả nhà mình lấy comment dùm em xanh rêu 4X nha. Xanh rêu 4X, xanh rêu 4X. Rồi khách nào lấy comment dùm em này, xanh rêu 4X cả nhà mình ơi. Lên liền giúp em cho chị Phương Huỳnh nha. Chị Phương Huỳnh hôm nay chốt được mấy bộ đồ size to đẹp quá trời luôn. Rồi, cái này của em là bi. Bi này của em là bi 2X nha. Hết xanh rêu rồi. Bi này bi 2X 65 kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em bi. Bi 2X quần dài, size dưới 65 kg mặc vừa. Rồi lên bi 2X giúp em, to lắm, to đẹp các chị ơi. Xuất sắc lắm.
Rồi khi nào lấy comment dùm em B2X này, đẹp quá trời đất luôn. Mà xanh cho các chị ít lắm, không có nhiều đâu. Rồi B2X giúp em, B2X giúp em. Rồi comment dùm em B2X nha. Rồi cái này vàng 3X. Cái này của em là vàng 3X này. Đó, X đang nằm đây này. Rồi vàng 3X giúp em. Ôi, bông đẹp xỉu luôn. Vàng 3X khác rồi. Rồi khi nào lấy comment dùm em vàng 3X này. Trời ơi, cái họa tiết nó sang. Hồi đẹp quá trời đất luôn. Rồi khi nào lấy comment dùm em vàng 3X nha, 95 ngàn, đẹp xỉu luôn. Rồi vàng 3X giúp em đi cả nhà mình ơi, vàng 3X nha. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu vàng 3X, màu vàng 3X. Rồi cái này bi đen 3X. Bi đen 3X này khách ơi, nên bi đen liền giúp em nha. Cái này hàng nụa mango nha chị Trâm Huyền, trời ơi. Cái này không phải vài tôn, cái này là nụa mango loại 1 luôn á. Trời ơi, nâu quá mà không săn được cho các chị mình cái hàng cao cấp này này. Đó, đẹp lắm. Chị Trâm Huyền lấy đi, chị Trâm Huyền ơi, nụa đẹp nha. Nụa loại 1 luôn á. Ờ, khách nào lấy comment dùm em bi nhá. Đó, bi 3X, 65kg. Đây này, mẫu này các chị này. Xuất sắc ha, 3X này. Đó. Ờ, khách nào lấy comment dùm em bi 3X. Các chị Chuông Hồng một bộ này. Chuông Hồng, bi đen 3X này. 95.000. Rồi, cái này màu xanh. Xanh 2X. Em không biết còn không nữa, bé đang coi. Hồi xanh này xanh 2X, tại vì hàng này em xanh cho các chị được đâu, nhớ trăm mấy bộ nó cầm lâm kì. Quần này quần nửng nhá. Xanh này xanh 3X. Xanh 3X quần nửng. Khách nào lấy còn mẹ à 2X chứ. Đây là cái mẫu quần nửng nó vào mặt vậy này các chị này. Đó. Khách nào lấy comment giùm em nhá. Có 1X nữa. Rồi xanh 2X giúp em, lấy thêm cho Ngọc Tuyền một bộ xanh. Một bộ xanh mà chị phải comment xanh gì chứ chị ơi. Rồi cái này xanh 2X chị comment chứ. Xanh 2X dùm em được rồi. Trời ơi, chị viết dài quá mà hồi em đọc em đuối luôn. Rồi chị Nguyễn Sina lấy màu xanh 95.000. Mình cứ comment màu giúp em thôi. Ví dụ em nói đen 1X thì chị Ngọc Nga chỉ comment đen 1X hoặc là đen 2X vậy thôi. Chị không cần ghi nhiều quá đâu chị. Rồi khách nào lấy comment dùm em đen 2X nha mọi người nha. Đen 2X. Ôi chị Ngọc Tuyền bị sao vậy? Nick không thấy luôn hả? Ở đâu rồi nhỉ? Nãy giờ xong thấy chị Ngọc Tuyền ta. Ủa, Facebook chị Ngọc Tuyền đâu rồi? Đó, mất hút luôn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em nhé. Chị Như Tô cũng đâu luôn. Đen 2X. Đen 2X là kỳ lạ. Rồi, khách nào lấy comment dùm em. Đen 2X nào mọi người ơi. Đen 2X giúp em nha. Quần nửng nha. Đúng rồi, chị Ngọc Tuyền chị đang chốt mấy cái hàng này mà ta. Đen 2X giúp em nha. Rồi, comment dùm em này. Ủa, sáng có cô Ngọc Trương không coi được Facebook luôn hả? Vô mà cũng coi được luôn, kỳ lạ luôn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em. Đen 2X mọi người ơi. Đó, bữa nay Facebook bóp tương tác quá. Rồi cái này của em là hoa vàng 3X. Hoa vàng 3X nha khách nha, tranh thủ chốt nha. Đấy. Rồi lên hoa vàng quần dài 3X này. Chị Nguyễn Tina có lấy bộ này không này, đẹp lắm luôn. Ôi, Ngọc Tuyền đi công đi công chuyện là trời, em tưởng là Facebook bị chặn chứ. Rồi khách nào lấy comment dùm em nha. Vậy là chị Đào Ngọc Hoa, chị cứ comment đi. Rồi em biết em gom đơn cho chị Ngọc Tuyền mà, có gì đâu. Chị cứ comment lên đi. Bộ nào chị thích thì comment theo cái màu thôi. Đỏ 3X nha. Rồi em biết là em gom đơn lại cho chị Ngọc Tuyền. Rồi khách nào lấy comment đỏ 3X quần dài này, đẹp quá trời đất luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ 3X nha mọi người nhé. Đỏ 3X đó. Rồi lên đỏ 3X giúp em cả nhà mình. Ôi trời ơi, một con màu xanh bông này đó. Rồi bây giờ có một cái size nhỏ. Xanh này của em là size dưới 5-6kg mặc vừa. Ở đây màu xanh đây mọi người ơi, 95.000. Với chị nào nói size to, chị Trâm Huyền lấy cái bộ này này, chị Trâm Huyền ơi. Đây này, bộ đẹp quá, có cái bông này xinh xỉu luôn. Đó, xanh này của em là size 56-57kg thôi nhé. Đấy, đẹp lắm, 95.000. Rồi lên màu xanh giúp em. Màu xanh, cái này size nhỏ. Rồi lên màu xanh giúp em đi cả nhà mình ơi, màu xanh. Rồi lên xanh giúp em nha. Rồi, cái này của em là bộ mã 1X luôn. Đó, bộ mã 1 giúp em, size 1X 60kg. Rồi lên mã 1 giúp em nhé. Mã 1 size dưới 60kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 1 nhé. Mã 1 size 60kg quần nửng nhé mọi người. Mã 1 giúp em, mã 1. Mã 1 95 tiền thôi, lên cho chị cái quần đầm đi. Rồi lên mã 1 giúp em được rồi. Rồi lên mã 1 giúp em hả? Size 60kg. Rồi lên mã 1 giúp em. À, buổi tối em có bán nữa nha mọi người nha. Buổi tối á, là 7 giờ tối em có lên nữa đó. Nên chị nào mình đang coi livestream của em là các chị mình nên thêm buổi tối nữa để gom đơn nha. Tối em còn bán đó mọi người. Rồi, cái này của em là vàng 1X này. Xinh quá cả nhà ơi. Vàng 1X giúp em.
size dưới 60kg mặc vừa. Rồi lên vàng giúp em nhé, vàng 1X. Size dưới 60kg. Rồi khách nào lấy comment vàng giúp em mọi người ơi, vàng 1X này, size 60kg này. Vàng 1X cho chị Nguyễn Tina lấy vàng 1X này. Rồi, cái này của em là màu xanh đen nhé, xanh đen 3X. Xanh đen 3X nha khách ơi, đây xanh đen 3X nhưng mà em cái mẫu này em thấy nó khoảng cỡ như 1X thôi. Cái bộ này 3X nhưng nhìn nó vào cỡ 1X à. Thì Tina có lấy thì chốt này. Nằm size 3X nhưng mà nhìn cỡ size chỉ cỡ 1X thôi, 60kg thôi. Đó, thì em nào thích mấy cái bông này thì mình chốt nha. Đó, màu xanh đen 1X. Màu xanh đen 60kg thôi nha mọi người nha. Cái form này nó nhỏ hơn này. Đó. Rồi lên xanh đen giúp em, mango xịn 95.000. Rồi lên xanh đen giúp em, cả nhà mình ngồi. Xanh đen 1X. Xanh đen 1X. Rồi cái này màu đen nha. Rồi cái này đen, đen 2X. Đen 2X giúp em mọi người. Đen 2X này, em chuẩn bị lên đậm. Đen 2X giúp em quần nữ. Rồi lên lên màu màu đen giúp em, màu đen 2X. Màu đen 2X lên đen giúp em xong, để đây tại thằng nào chị cũng không nên không để cho đó tâm nữ xếp qua chị khác. Rồi khi nào lấy comment giùm em đen 2X. Rồi cái này của Bi. Bi này của em ở đây, Bi 1X. Trời ơi bộ Bi này. Ôi trời ơi đẹp quá khách ơi. Rồi Bi 1X nha, Bi beo đẹp xỉu luôn, chị Thi Nhã đâu ta? Kiểu nè. Rồi, Bi 1X nha, size dưới 60kg mọi người ơi. Nên Bi liền giúp em nhé, Bi 1X. Đó, rất là dễ thương luôn. Ôi quần nó bị nó dính ở đây, à nó dính. Trời ơi, tôi tưởng quần nó bị méo nữa. Rồi, khách nào lấy comment dùm em này, Bi 1X size dưới 60kg vừa. Cái áo đẹp quá cả nhà. Áo xinh quá này. Đó. Rồi lên Bi 1X giúp em nhé, Bi 1X. Bi 1X, Bi 1X. Bi 1X cho chị Hân Keo. Đó, cho chị mượn cái bịch ấy. Đúng. Đây, Bi 1X cho chị Hân Keo này. Rồi, cái này của em là màu màu đen 2X. Màu đen 2X này, khách nào lấy comment dùm em màu đen 2X nha. Nên xếp vét chỗ em lên rồi đấy chứ. Xếp vét em đã lên rồi. Còn hai màu chưa lên hả? Đen 2X giúp em nha, để em lên vét cho. Đây, chị nào chưa mua để em lên nha, em lên mấy set nữa em lên cho. Đen này đen đen 2X nha mọi người nhá. Đen 2X này. Bông đẹp xỉu mọi người. Đen 2X bông đẹp xỉu luôn. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu đen. Màu đen cứ mang mấy cái bịch mà mang dùm chị qua đây. Rồi khi nào lấy mấy con nộm quần á, xếp lại đuối luôn. Đen 2X nha khách nha, màu đen 2X. Rồi đen 2X giúp em. Rồi cái này của em là vàng, vàng 2X này cả nhà. Ôi đẹp quá trời đất luôn. Chiều khách hết cỡ, đúng rồi, chiều hết cỡ luôn đó chị. Khách ga luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu vàng nhá. Màu vàng này vàng 2X nha cả nhà mình ơi. Vàng 2X nha. Ban ngày á, ban ngày thì còn các chị mình hỏi cái gì em còn nên được cái đó, chứ buổi tối á kẹt người lắm. Buổi tối là mấy bé nó làm nguyên ngày đó, nó không có chịu tăng ca, nó còn có một bé à, mà nó xoay không kịp nên một mình em là buổi tối là hơi khó. Buổi tối là soạn sẵn là có gì nên đó thôi, chứ tầm chiều các chị hỏi gì em nên đó được. Vàng 2X mọi người ơi, chờ còn hàng xuống. Bây giờ á chị Thạch Xanh, chú đâu nhỉ? Chú có ngồi bên quán cà phê không? Kêu chú chở xuống cho chị Thạch Xanh. Chờ em xíu nha chị Thạch Xanh ơi, để em đem kêu chú mang xuống với chị nha, chắc được á. Không biết ông đi đâu ấy. Mọi ngày hay ngồi đấy mà ta. Đen này size 65kg mọi người ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen nha. Màu đen, màu đen. Đen này size dưới 65kg, vàng 2X chị Hoa Nguyên. Đây vàng 2X này. Đó. Đợi em xíu ta, để em vào xíu. Cho chị mượn cái máy đi. Đây đây. Này em điện cho chú giúp chị và qua chợ dùm chị Thạch Xanh cái cục hàng xuống. Đây, vào máy vào đây giúp chị. Xem chú có nghe chưa? Và chú có rảnh không? Mang dùm con cục hàng xuống. Đen này size dưới 65kg. Bà dưới nó mang nó, chứ nói tên mình làm sao chú biết được. Đen này size dưới 65kg mọi người ơi. Chú ok không? Chú đang về không? Chú có về không? Chú đang về, chị Thạch Xanh ơi, chút xíu chở cho chị nha. Chắc kịp á. Rồi, khi nào lấy comment dùm em màu đen. Đen này của em là size dưới 65kg, mặc vừa lên đen giúp em cả nhà mình ngồi. Đen đẹp quá trời đất luôn. Màu đen, màu đen. Chị Hoa Nguyên có lấy đen không? Đen 2X này. Đen 2X nè mọi người. Rồi lên đen liền giúp em nha. Màu đen size dưới 65kg mặc vừa. Đó. Rồi cái này của em màu đỏ nha mọi người. Ô đỏ này to quá này. Đỏ này to đùng luôn. Rồi đỏ này 3X này khách ơi. Đen 2X chị Nguyễn Tina.
95.000 đấy chị. Đỏ này của em đỏ 3X nha mọi người nhá. Đỏ 3X à, to lắm các chị ơi. 65-67kg quần dài luôn. À, đỏ này đỏ họa tiết hoa đẹp quá trời luôn này. Rồi lên đỏ 3X giúp em nha mọi người nhá. Đỏ 3X, đỏ 3X, đỏ 3X các chị ơi. Lên đỏ 3X giúp em. À. Rồi cái này của em là vàng 4X. Trời ơi, vàng 4X này 70kg. Có chị nào mình mặc size 4X chốt thêm này mọi người ơi. Quần nửng nha. Vàng này của em là vàng 4X. Chắc này cái này 68-70kg. Okina vừa đó các chị ơi. Trời ơi, xỉ 160 này. Ôi giá xỉ 160, kinh không? À, cái hàng này bán nẻ ra là biết bao nhiêu tiền các chị. Rồi cái này của em vàng 4X. Đó, đẹp quá các chị ơi. Có chị nào mình đang mua hàng 4X lấy luôn cái vàng này đi các chị ơi. Vàng 4X giúp em nha, 95 tiền. Vàng 4X 95 tiền. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu vàng nhá. Vàng 4X này đẹp xỉu. Rồi khách nào lấy comment giùm em vàng 4X. Vàng 4X, vàng 4X cả nhà mình ơi, lên liền giúp em nha. Size này của em là 67-68kg. Rồi lên vàng 4X giúp em. Rồi cả nhà mình ơi, em off nha. Tại vì off cho các chị mình. À lên vest nào, đúng rồi, đây 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 em quên. Rồi, với chị nào hỏi ta. Đó, không lên vest chị tiện chết. Đấy một hồi quên, rút một bộ trước đi. Đây đây, màu đen. Đấy chưa gì off, với chị nào hỏi em đồ vest ta. Rồi chị nói trời ơi, đang hỏi nó vest mà nó off luôn. Rồi. Cái này của em là đen đùi tay ngắn nha, bộ vest đen này em chưa lên này, có size đọc size giúp chị. Vàng 4X chị Hoa Nguyên, đây 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 đây. Hoa Nguyên vàng 4X này. Phải không? Chị mới quăng bộ đấy là vàng 4X đúng không? Chứ không phải vàng này mà lâu rồi không? Rồi ok. Đợi váy tối luôn Tường Thi. Ờ à, ha, trời ơi đấy, Tường Thi nãy giờ hỏi chị cũng quên luôn á. Rồi em lấy vest này Tường Thi ơi, vest đen đẹp lắm. Đây, to đùng luôn nha. Cái này em có size nha, có 99.000 thôi, đọc size. Size 2X. M là size M, size L. Có 1X rồi. Có nghĩa là có size M, size L, size 1X, size 2X to đùng luôn. Đó. Thì em nào lấy comment nhanh giúp em nha. Size 2X là 65kg. Đó. Ờ size 1X là 60kg. Size L là 57kg, size M là 53kg, đúng không? Rồi, cái nào lấy comment nhanh giúp em nha, đủ size. Cái bộ này em còn đủ size cho các chị, bây giờ bé nó mới soạn xong này. Có màu đen này là còn đủ size thôi, còn mấy màu kia là nó nói chung là nó không. Vé to nhất cho chị Cẩm Vân Trần Thị 2X luôn đây cho chị đi, 99 nha. Rồi. Đây, bộ chị cầm hả? Đây, bộ chị cầm chị không biết này. Bộ chị cầm là 2X luôn. Rồi, là em còn một vé màu trắng. Quần dài không hết rồi, quần dài size M không hết luôn rồi chị ơi. Vé trắng chị thấy xanh đấy hết rồi, đúng rồi, hết rồi em ơi. Đâu còn trắng nữa. Còn quần dài màu kem được không chị Lê Hạnh ơi? Còn quần dài màu kem nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen. Màu đen còn đủ size nha các chị nha, to lắm. Đó, cái này em còn đủ size các chị này, vest này. Ôi trời ơi, có 99.000 này các cô ơi. Vest dài thì em còn màu kem. Đây chú chờ con xíu đi. Đây đây con lên cái bộ kem này thôi. Rồi xong mới lấy hàng ra cho chú. Chú chờ con xíu đi. Rồi cái này của em kem size to chị, đây 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 em lên cho. Đây 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 đây. Có size S hay là cái này của em là kem. Kem này của em có S, có size M, có size L. Hết size 1X rồi chị Cẩm Vân Trần Thị ơi, hết size to rồi chị ơi. Size L được không chị? Quần dài nhá. Đó, cưng lắm. Ôi có 99 tiền này khách ơi, đẹp xỉu luôn các chị ơi. Ngàn năm có một đó. Ngàn năm có một mấy cái set dài đẹp như này. Rồi, khách nào lấy comment giùm em kem em có 3 size mọi người ơi, kem em có 3 size. Đó, chị nào lấy thì comment nhanh giúp em nha. Trời ơi, có 99 ngàn cái bộ vest. Trong bây giờ giá tác như này 300 mấy. Các chị mình cứ nhận hàng không mê thôi, chứ thật sự nó đẹp lắm. Đó, 99 ngàn. Rồi, lên màu kem giúp em 3 size nha. Cái này không có size 2X nha, chị Cẩm Vân Trần Thị ơi. Chị Lê Hạnh có lấy không ạ? Màu trắng em hết rồi, em còn kem thôi. Em còn kem là quần dài thôi. Còn đâu là em còn quần đùi á mọi người. Rồi, khách nào lấy comment nhanh giúp em nha. Thôi được rồi. Rồi chắc là em hẹn cho các chị mình 7 giờ tối nhá. Bạn gì ta? Kem 1X chị Thi Nhã hết 1X. Tường Thi ơi hẹn em buổi tối nhá. Đen 1X chị Hoa Nguyên. Màu đen, đó đó, đen vừa em nói có đủ size mà. Đen 1X cho chị Hoa Nguyên. Kem hết 1X rồi chị Thi Nhã ơi. Đen có quần dài không? Đen không có quần dài. Đen chị Hoa Nguyên 1X. Kem hết rồi đúng không? Kem đâu có 1X đâu, kem có size L à. Hết rồi. Rồi em hẹn các chị mình 7 giờ tối nha mọi người nhá, cho mấy bé nó soạn hàng ra cho em á, tối em lên đầm nha. À, bạn chị ta Tường Thi nha.
Tường Thi ơi, tối em lên nhá, 7 giờ tối nhá. Đầm đẹp lắm, đầm U Mì toàn form trẻ trẻ, rất là đẹp luôn á. Rồi em hẹn cả nhà mình 7 giờ tối nha. Chào cả nhà nha. Rồi, nuôi ra xuống lấy cục hàng.